Bát gia tái thế, Trần Đức. Tập 34. Nói xong, hẳn tay lại vung một bạt tai lên mặt Cơ Tuyết, khiến cả gương mặt đó vỡ nát, thịt non và máu đỏ tươi, gương mặt xinh đẹp trực tiếp xé rách, máu thịt mơ hồ. Đáng chết! Nội tâm Trần Đức điên cuồng gào thét, như một đầu gỗ, hai mắt ngày càng âm u, hận phát điên lên được. Sát ý vô tận dâng lên, khiến hư không ầm ầm vang vọng, nhưng anh vẫn không ra tay. Anh không sợ chết. Nhưng Bạch Tĩnh Vân và Cơ Tuyết không cần phải chết vì anh. Chết tiệt! Chết tiệt! Trần Đức thầm gào giống trong lòng, giống hệt như một con dã thú, trong mật đen đầy tơ máu, đỏ bừng, như muốn nổ tung, cực kỳ khủng bố. Sao, Trần Bát Hoang, mày vẫn không chịu giao bí mật của mình ra đây há? Huyết Đồ vẫn hờ hững trước sau như một, lạnh lùng nói, có phải là hận muốn điên lên rồi không, muốn giết tao lắm hả? Huyết Đồ này rất thích kẻ khác chướng mắt tao, rồi lại không thế làm được gì tao, cực kỳ thú vị. Trần Bát Hoang, cái loại ngu xuẩn như mày, đặc tội ai không chịu, lại đi đặc tội với chủ nhân tao. Lần này mày biết chủ nhân tao khủng bố đến mức nào chưa, ha ha. Giọng Trình Lực hết sức hào hứng, như thế chính hắn ta là người làm khó anh, nghiến răng nghiến lợi, cực kỳ sảng khoái. Tộc đệ ngũ có hậu nhân như câu đúng là quá mất mặt. Thấy thế cục đã được xác định, đệ ngũ vệ đông lạnh lùng nói, cậu có bí mật gì thì nhanh chóng giao nộp lên cho người ta đi, để người đàn bà kia không phải chịu khổ. Đúng đó, thứ không biết điều, lúc nãy ngang ngược lầm mà. Bây giờ đã hối hận chưa? Cùng đường chưa? Tạ Bình là người có mối thù sâu đậm với Trần Bát Hoang nhất, Tạ Yến chết trước đó là chị ông ta, trông thấy dáng vẻ anh bị rẻ đầu cưỡi cổ thế này, ông ta cũng rất vui. Danh con, mau quỳ xuống cúi đầu đi, đừng làm hại đến người khác. Cậu Huyết đây mạnh đến mức nào cơ chứ, bí mật được giao cho hắn ta chính là một vinh hạnh đấy. Má nó, tội lỗi của mày mà định đế bọn tao phải gánh ư. Tại sao mẹ mày lại sinh ra đứa con ngu ngốc như mày vậy? Các võ giả đang quỳ nơi đó bắt đầu tuôn ra những lời thoá mạ, chửi rủa Trần Đức, bọn họ không thể chịu nổi sức mạnh của Huyết Đồ, lại không dám mắng hắn ta, chỉ có thể chút giận lên Trần Đức, vô cùng hung ác, hận không thể chém anh thành tám mảnh. Ha ha, lũ người này đúng là thứ gió chiều nào thì theo chiều đó mà. Linh Lung liên tục cười lạnh, một đám võ giả, tự bản thân bọn họ muốn đến xem cuộc vui, khi Trình Lực hại hết mấy ngàn võ giả, cả đám không dám ho một tiếng. Miệng ngậm chặt như gà ngậm thóc chịu đựng từ đầu đến cuối, một mình Trần Đức trắng hại chết ai, lại thành tội nhân thiên cổ hả? Đúng đó, thật buồn cười, đúng là quá buồn cười. Trần Đức lắc đầu, giọng nói trầm thấp, sau đó hai mặt anh lại càng đỏ lên, không từ lúc nào đôi mắt ngự thú đã hiện lên, nhưng lần này đây không phải là màu tím, có thể thấy rất rõ đó là màu đen. Màu đen đó khác với màu đen của tròng mắt bình thường, nó là một thứ hắc ám như hang động không đáy. Chứa dựng sát ý và khát máu vô tận. Đó là thứ hơi thở đầy tiêu cực. Hơi thở tiêu cực khủng bố đến rợn người. Linh Lung bị kiềm hãm. Bên trong thức hải, cô ta đột nhiên phát hiện, không biết từ khi nào toàn bộ thức hải của Trần Bát Hoang đã biến thành màu đen. Mà chấm đen hết sức bình thường trong thần thức anh trước đó, một chấm đen không có tác dụng gì đang to dần với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Sao lại thế này? Linh Lung bất giác lạnh run. Cô ta có thể cảm nhận được hơi thở chống đối đầy tàn bạo và dày đặc từ bên trong, sự chống đối này còn khủng bố. Hơn núi Vạn Long và trạng thái của Ưng Thanh Vũ trước đó. Khủng bố hơn không chỉ gấp ngàn lần. Cùng lúc đó, sợi tóc màu vàng của Trần Đức đã bắt đầu xảy ra biến hóa. Màu vàng dần biến mất, hóa thành màu trắng. Màu xám trăng. Nguyên khí lẽ ra nên có màu vàng cũng có sự chuyển biến, trở nên đen ngòm. Là bóng đen dày đặc như nước bùn, như mực đen. Mày biết không, cả đời tao, ghét nhất là bị người khác đe dọa, uy hiếp. Cùng lúc đó, Trần Đức ngước mắt lên, đầu và cố run run há miệng, máu tươi trong miệng nhuộm đỏ cả răng, như tu la thật sự, gắt gao nhìn chằm chằm Huyết Đồ. Hơi thở của Trần Đức trở nên điên cuồng hơn, hỗn loạn, thần thức và thức hải đều có thể cảm nhận được sự ăn mòn của cảm xúc tiêu cực, hắc ám đó, ý thức của anh đã chìm vào bên trong. Vì thế, anh buộc lòng phải cắn lưỡi mình để giữ lại sự tỉnh táo cuối cùng. Ánh mắt đầy thù hận, sát ý, máu tanh và tàn bạo nhìn chằm chằm Huyết Đồ, như một con thú dữ cực kỳ hung hãn và khủng bố. Cảnh tượng đó khiến các võ giả xa xa ngoài kia chợt ngây người.
Bọn họ chưa từng gặp phải tình huống thế này. Trần Bát Hoang bị cái gì thế? Ha ha, thế là tấu hỏa nhập ma rồi hả? Huyết Đồ không thèm để ý, hắn ta đã gặp được rất nhiều kẻ tẩu hỏa nhập ma rồi, kẻ bị hắn ta đẩy vào bước đường tẩu hỏa nhập ma cũng không thiếu, hắn ta cho rằng biểu hiện của Trần Bát Hoang chính là tấu hỏa nhập ma. Còn việc bạc đầu, người một đêm bạc đầu cũng không ít, có lẽ là nản lòng thoái chí, tuyệt vọng quá rồi. Hắn ta chẳng những không hoảng hốt, mà còn thấy thú vị, mày không thích người khác uy hiếp mày, thì tao lại càng muốn làm đấy, rồi sao, mày có thể làm gì được tao? Ha ha, khóe miệng Trần Đức đầy máu, tóc tai đã sớm trở nên bạc trần, vạt áo dài bay bay trong gió lạnh, cùng với gương mặt dữ tợn đó khiến anh trông như ma quỷ, khiến da đều con người ta run lên, lành lạnh. Uy hiếp tao, cũng được. Một tiếng gầm khe khẽ, như dã thú rít gào. Có thể thấy rất rõ ràng, thần thức trong hai mắt anh đang dần biến mất, lại tiếp tục biến mất. Này nhóc Trần, anh làm cái gì thế? Trong thức hải, Linh Lung chấn động, vô cùng sốt ruột khi phát hiện ra chấm đen ngày càng lan rộng, màu đen liên tục lan ra, trông rất giống những phù văn màu đen quỷ dị. Không, không phải giống, mà chính là phù văn. Quỷ dị, kỳ quái. Cùng với những phù văn lan rộng, ý thức của Trần Đức cũng ngày càng mơ hồ. Linh Lung, xin lỗi nhé, có lẽ tôi không thể nhìn thấy cái ngày cô hồi phục lại cơ thể rồi. Trần Đức nói chuyện với Linh Lung, giọng đầy kiên quyết, tôi có thể cảm nhận được chấm đen đó rất khác biệt, khoảnh khắc nó bắt đầu khởi động, tâm pháp tôi tu luyện cũng nghịch chuyển. Nghịch chuyển. Linh Lung kinh ngạc. Tâm pháp hay còn gọi là tâm pháp, đó chính là tảng đá dằn chân của tất cả võ giả, khi một bộ tâm pháp thành hình, chẳng những phải có một người có thiên phú chắc tuyệt dốc hết tâm huyết. Mà còn cần thêm thiên thời, địa lợi, nhân hòa, không thể thiếu bất kỳ một thứ nào. Công pháp cực phẩm thật sự. Không thể sửa lấy một chữ, thậm chí quệt thêm một nét cũng không được, nếu động vào, tất cả sẽ bị hủy. Mà bây giờ, Trần, công pháp của Trần Bát Hoang lại đang nghịch chuyển. Lần đầu tiên Linh Lung thấy được điều kỳ lạ này. Nhưng, cô ta biết rất rõ, đó chưa chắc đã là chuyện tốt. Sau đó ý thức Trần Đức nhanh chóng trở nên mơ hồ. Biến mất, chỉ còn thấy một đốm nhỏ. Trần Bát Hoang, anh không được để công pháp nghịch chuyển, cũng không được để cho chấm đen đó căn nuốt mình. Linh Lung vô cùng sốt ruột, một đường đồng hành, cô ta đã sớm có cảm tình với anh, dù tình cảm đó là tình yêu hay là tình bạn, thì cô ta cũng đã chấp nhận Trần Đức rồi, hơn nữa còn mong được nhìn thấy anh tiếp tục lớn mạnh. Không được, Trần Đức nói với vẻ bi thương nhưng đầy kiên quyết. Tôi có thể cảm nhận được ẩm dương kinh đang nghịch chuyển, tôi có thể có được thực lực rất rất mạnh, mà cái giá chính là thần thức, ý thức, trở thành một cỗ máy giết người. Linh Lung, xin lỗi cô. Nói xong, Trần Đức không nhắc lại nữa, chỉ là phù văn màu đen đó đã nhanh chóng chiếm lấy 1/3 thần thức của anh, toàn bộ eo đều là phù văn đen ngòm. Ha ha, Trần Bát Hoang, thế nào? Chỉ biết nổi điên một cách vô dụng như thế hả? Thấy Trần Đức vẫn không nhúc nhích. Huyết Đồ lạnh nhạt, khóe miệng vẫn cong cong, tao khuyên mày, tốt nhất là đừng có dãy dụa làm gì nữa. Vừa nói xong, lại một lần nữa, hẳn ta không. Trừ ba, kiêng nể gì vung tay lên tát Cơ Tuyết và Bạch Tĩnh Vân. Vù vù vù, cuồng phong nổ lên, tiếng kêu vang vọng. Khi một cái tát của Huyết Đồ sắp rơi xuống thì trong nháy mắt, Cơ Tuyết và Bạch Tĩnh Vân đã biến mất ngay tại đó. Huyết Đồ đột nhiên sững người. Chẳng thấy. Một bóng người dẫn theo hai cô gái lao về một nơi xa. Chạy, chạy trốn hả? Huyết Đồ lạnh lùng nhìn, hắn ta có tự tin tuyệt đối vào thiên võng của mình, với sức mạnh của Trần Bát Hoang, tuyệt đối không thể chạy thoát. Không chỉ mình hắn ta. Cả đám võ giả xung quanh cũng thấy hành động của Trần Đức là vô cùng ngu xuẩn. Trước đó đã không thoát được, bây giờ đã tẩu hỏa nhập ma rồi còn muốn chạy ư. Trong nháy mắt. Trần Bát Hoang đã đến. Đến trước thiên võng. Anh giơ nắm đấm lên. Một đấm. Đánh vào thiên võng. Ngay sau đó. Cả tấm lưới giống như một cành hoa, đột nhiên nở rộ hết lớp này đến lớp khác, từng tầng dao động. Ngay sau đó. Răng rắc. Thiên võng, nát. Vô số hào quang vỡ vụn, nổ tung. Không chỉ là một lỗ hổng, mà cả thiên võng đều vỡ vụn, đường vân màu đỏ nổ tung, rơi như mưa. Rào rạt rơi xuống giữa hư không, trông như đóa hoa nở rộ giữa không gian, xuất hiện một khe hở. Hả? Nứt ra rồi.
Sao lại như thế được? Vô số võ giả chợt ngơ ngác, trợn mắt há hốc miệng, cả huyết đồ cũng cứng đờ cả người, kinh ngạc, lại khiến tao bất ngờ thêm một lần nữa hả? Trước thiên võng, Trần Đức cởi bỏ trói buộc trên người Cơ Tuyết và Bạch Tĩnh Vân, đẩy bọn họ ra ngoài, hai người đi đi, càng nhanh càng tốt, đừng quay đầu lại. Anh Bát Hoang, anh! Vẻ mặt Bạch Tĩnh Vân đầy hoảng sợ, nước mắt đầy mặt, anh khỏng đi ư? Không, không đi. Trần Đức lắc đầu, nở nụ cười sâu thẳm, tôi không đi được, cũng không thế đi. Anh! Cơ Tuyết, dẫn cô ấy đi. Sắc mặt Trần Đức trầm xuống, anh không muốn. Y! Gạch nối dài. Nhiều lời, cũng không muốn nói thêm gì nữa. Được. Cơ Tuyết đang định nói gì đó, thấy sắc mặt Trần Đức không ổn thì chẳng hỏi thêm gì, dẫn Bạch Tĩnh Vân trốn vào hư không, chạy thật xa. Phụt! Bọn họ vừa mới rời đi, thì miệng Trần Bát Hoang đã phun ra một ngụm máu tươi. Để giữ được lý trí, Trần Đức đã phải tự tổn thương lục phủ ngũ tạng của mình. Giờ phút này, hai người anh bận tâm nhất đã rời khỏi đây, Trần Đức không còn phải dè chừng điều gì nữa, cũng không cố giữ tỉnh táo nữa. Anh hít sâu một hơi, lại thở hắt ra thật mạnh. Xoay người lại, đôi mắt chứa màn đen vô tận, điên cuồng và khát máu dừng lại chẽn người huyết đồ, bây giờ chúng ta có thể tính toán món nợ nãy giờ rồi. Ý thức của Trần Đức đã hoàn toàn biến mất. Trong mắt anh chỉ còn sát ý, chấp niệm. Trong mắt anh chỉ còn mỗi huyết đồ. Mái tóc xám trắng đang dài ra, nó mọc nhanh như cỏ dại, mọc, rồi lại dài ra. Chưa đến nửa phút sau, mái tóc húi cua ngân thoải mái bỗng chốc mọc dài, xóa tung bên hông, gió mạnh thối qua khiến mái tóc bạc bay bay, đôi mắt đen tàn sát bừa bãi, thật sự giống một tu la đến mặt đất, lại tựa như một vị thiên thần. Hả? Da mặt huyết đồ khẽ giật giật, nhưng hắn ta không hề hoảng hốt, vẫn hờ hững đến lạ thường. Trạng thái này, cũng thú vị đấy, ha ha. Xem ra bí mật của mày còn nhiều hơn những gì tao tưởng. Giết! Ti ti! Huyết đồ vừa dứt lời, Trần Đức đã điên cuồng quát lên, anh đã hoàn toàn mất đi ý thức, trong lòng chỉ còn một chữ. Giết! Giết chết huyết đồ! Đó là chấp niệm, cũng là tâm ma. Đó chính là thứ chấp niệm khiến anh mất đi ý thức, cũng chính thứ chấp niệm đó khiến anh điên cuồng, thành ma. Huyết đồ dám đụng đến người con gái của anh. Phải chết! Nếu hắn ta không chết, thì Trần Bát Hoang sẽ chết. Hai người, chỉ có một người sống sót. Tiếng giết rung trời, oán niệm khủng bố điên cuồng thổi quét, chỗ Trần Đức đang đứng bỗng chốc sụp xuống, như thác nước đổ ào ào. Rầm. Bấy giờ, cả thần ma táng đều rung lên một cái thật mạnh. Trong bán kính trăm dặm, chẳng có nơi nào không tràn ngập sát khí và chấp niệm của anh, dày đặc, hơi thở diệt thế lạnh như băng nhanh chóng bao phủ lấy cả vùng trời. Rất nhiều võ giả sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, điên cuồng lùi về phía sau. Bán kính vài trăm mét đều chìm trong sự lo lắng đáng sợ, run rẩy dữ dội. Nhóc Trần. Trong thức hải, Linh Lung hét lẻn với Trần Đức, phù văn màu đen đã lấy đi 2/5 thần thức của anh, cô ta cũng cảm nhận được Trần Đức đang trở nên mạnh hơn. Nhưng, Linh Lung lại không hề vui vẻ chút nào cả. Nghịch chuyển công pháp vốn là hành động nghịch thiên. Đánh đổi ý thức để có được sức mạnh khổng lồ như thế, dù thắng được huyết đồ, bản thân cũng sẽ bị thương nặng, thậm chí còn có nguy cơ tử vong. Lùi lại một vạn bước mà nói, dù không chết cũng sẽ biến thành cỗ máy giết người. Linh Lung thi triển hồn lực, kéo lấy thần thức của Trần Đức, đầu ngón tay khẽ điểm nhẹ, trước mắt xuất hiện hết phù văn này đến phù văn khác, khắc họa lại lực tụ hồn, mỗi một lần chạm xuống, thần thức của Linh Lung lại nhạt đi một phần. Cùng lúc đó, cơ thể Trần Đức biến mất ngay tại chỗ, như con dã thú, giơ một quyền lên tung mạnh về phía huyết đồ, một đấm đó mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần, những nơi cú đấm lướt qua, huyệt mộ trong thần ma táng lập tức nổ tung. Trước khi nhập ma, Trần Đức có được một tinh lực, thì bấy giờ nó tăng lên ít nhất là 100 lần. Một đấm đó, thậm chí có thể khiến huyết đồ ngửi thấy mùi nguy hiểm dày đặc, một kẻ vô cùng cẩn thận như hắn ta lập tức trở nên nặng nề, sau đó khí huyết trong người dâng lên. Huyết mạch đáng sợ khiến con người ta sợ run bùng nổ, chống lại Trần Đức. Rầm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nửa giây sau, thần ma táng như gặp phải tận thế, năng lượng khủng bố khiến khu vực trong bán kính trăm dặm hóa thành hư vô, hóa thành mảnh. Đất bằng phẳng, nếu đánh ở ngoài thần ma táng, có lẽ sẽ tạo thành sóng thần, động đất. Bộp bộp bộp.
huyết đồ thật sự quá mạnh mẽ, một quyền đánh tới, hắn ta vẫn đứng sừng sững bất động, tay chí bị thương nhẹ. Còn Trần Bát Hoang thì sao? Liên tục lùi lại mấy chục bước, toàn bộ bàn tay đều nát nhừ, tay không ra tay, đấm không ra đấm, máu tươi giàn giụa. Trạng thái đặc biệt thì sao? Mày còn chẳng thể đẩy tao lùi về sau một chút nào, có buồn cười không? Ha ha! Huyết đồ lạnh lẽo nói, hắn ta vô cùng tin tưởng vào bản thân mình, ở Vân Tiêu giới, ở khu huyệt mộ này, hắn ta chính là vô địch. Một người vô địch, đối mặt với thứ kiến hôi này, sao có thể lùi bước được cơ chứ? Lùi lại một bước thôi cũng là vô vàn sỉ nhục với hắn ta rồi. Bốp! Hắn ta vừa dứt lời thì Trần Đức lại tung thêm một đấm nữa, cùng một đấm, cùng một sức mạnh, không có chút thay đổi, không có chút do dự, nhanh. Đến lạ, thậm chí huyết đồ còn chưa kịp nghỉ tay. Trong quá trình tung cú đấm đó, tay Trần Đức đã khép lại, thịt và xương cốt đều hồi phục với tốc độ cực nhanh, khi đến trước mặt huyết đồ thì nó đã hồi phục lại như lúc ban đầu. Tất cả mọi sức mạnh đều ngưng tụ trong nắm đấm đó, huyết đồ không thể phản ứng được nhiều, lại đỡ lấy. Kết quả rất rõ ràng. Nắm đấm của Trần Đức lại nát. Huyết đồ bị thương nặng hơn trước đó một chút. Nhưng, lại một lần nữa. Đúng vậy, Trần Đức tiếp tục đấm thẻm một cái. Anh nhập ma, vốn đã không còn ý thức, chỉ biết dùng cách nguyên thủy nhất để tấn công một cách trực diện nhất. Như thế không hề biết mệt mỏi là gì, không biết đau đớn là gì, mang theo sức mạnh khủng bố tung ra hết đấm này đến đấm khác. Tên điên này, mày bị điên rồi hả? Sắc mặt huyết đồ âm u đến mức có thể nhỏ ra mưa, Trần Bát Hoang đã tung ra hơn mấy chục đấm, nhưng anh lại không ngừng một giây nào. Mấy chục lần đỡ lấy nắm đấm đó, dù huyết đồ có mạnh cách mấy cũng bị thương, da chóc thịt bong, xương bị đánh trúng gãy lìa, máu tươi chảy dọc. Tất nhiên, từng đó vết thương không đến nỗi làm huyết đồ phải sợ hãi, hồi thiên chỉ cần một thoáng đã giúp hắn ta khôi phục lại, nhưng thứ khủng bố nhất chính là trạng thái của Trần Bát Hoang, cái trạng thái liều mạng đó. Nắm đấm là cách tấn công đơn giản nhất, trên người Trần Bát Hoang có rất nhiều lỗ hổng, nhiều đến mức huyết đồ cũng không đếm hết, hắn ta có thể thoải mái đánh anh trọng thương. Nhưng, hắn ta không dám. Tại sao? Là vì Trần Đức không muốn sống. Một khi huyết đồ tấn công vào lỗ hổng ấy thì sẽ khỏng chặn được nắm đấm của Trần Bát Hoang. Nữa, khi đó, hắn ta cũng sẽ bị thương nặng. Nói đơn giản, Trần Bát Hoang muốn dùng máu đổi máu. Hắn ta muốn mình không bị thương thì chỉ có một cách. So quyền. Không sai, chỉ có thể so quyền. Chỉ là, càng so quyền hắn ta lại càng kinh ngạc, mỗi một lần Trần Bát Hoang đấm ra đều nhanh hơn và mạnh hơn lúc trước. Ban đầu, hắn ta vẫn còn đủ sức thoải mái giải quyết, nhưng lúc này đã có chút khó khăn. Mà quan trọng hơn là, mỗi một lần so quyền hắn ta đều hoảng sợ phát hiện nguyên khí trong người mình đang bị Trần Đức hấp thu một cách quỷ dị. Liên tục mấy chục lên đến hơn trăm cú đấm, sự tự tin, hờ hững, phỏ địch, kiêu ngạo của huyết đồ đã bắt đầu có chút hoảng hốt, loại cảm xúc đó không nên xuất hiện, cũng chưa từng xuất hiện bao giờ. Nhưng lần này thì nó thật sự xuất hiện rồi. Cứ tiếp tục thế này, sẽ rất bất lợi với hắn ta. Trần Bát Hoang. Huyết đồ cắn răng, hét to một tiếng, sau đó mũi chân nhấc lên, điên cuồng lùi lại. Đúng vậy. Hắn ta rút lui. Một lần lùi lại hơn trăm mét. Vẻ mặt hắn ta ảm u, dư tợn, trước đây, hắn ta không ngờ mình lại bị một con kiến hỏi ở Vân Tẽo giới đánh lùi mấy trăm bước. Hắn ta buộc phải làm thế, chỉ có kéo giãn khoảng cách mới tìm lại được ưu thế. Ánh mắt huyết đồ đầy khát máu, tràn ngập sát ý, hắn ta không thể tiếp tục kéo dài được nữa, cứ thế này, ai mà biết Trần Bát Hoang còn thay đổi thế nào nữa. Ra, bàn tay xòe ra, trong hư không, một thanh kiếm. Chậm rãi hiện lên, kiếm rộng 3 thước, dài 9 thước, thân kiếm chảy dọc những đường vân máu, cả thân kiếm đều là màu đỏ, đỏ rực rỡ, hệt như màu máu. Kiếm, hắn ta luyện kiếm ư? Sao lại như thế, theo tôi biết thì hình như, hắn ta chưa từng dùng kiếm bao giờ mà. Một số thánh nhân đến từ đại thiên thế giới kinh ngạc, không ai ngờ được vào lúc này, huyết đồ lại gọi kiếm ra, có vài người từng nghe nói về các loại chiến tích của huyết đồ. Nhưng lại không biết hắn ta có một thanh kiếm. Huyết đồ giơ tay bắt được chuôi kiếm, khí thế cả người như hóa làm một với kiếm, thành một thể. Kiếm vừa hiện ra, thần ma táng chấn động. Cả thần ma táng đều trở nên rối loạn, những đợt loạn lưu hắc ám thổi qua hư không,
như hóa thành những lưỡi kiếm sắc xoay quanh huyết đồ vù vù, như biển động rít gào, toàn bộ thần ma táng như sập xuống, lập tức chìm vào hư vô, tịch diệt. Trần Bát Hoang, mày chính là người đầu tiên khiến tao phải dùng đến kiếm. Khoảnh khắc cầm lấy chuôi kiếm, huyết đồ hết sức tự tin, trạng thái vô địch lại một lần nữa trở về. Cả thiên hạ đều nghĩ rằng hắn ta chuyên luyện thể. Nhưng, kiếm mới là thứ mà Hân ta am hiểu nhất. Hân ta sử dụng kiếm và không có kiếm chính là hai loại sinh vật hoàn toàn khác nhau. Một kẻ là thần, còn kia chí là người. Không có ai biết hắn ta dùng kiếm, chỉ có một nguyên nhân. Đó là kiếm của hắn ta chưa từng giết người. Kiếm huyết ma, ngoài những lúc luyện kiếm thì nỏ chưa bao giờ được mang ra ngoài. Tại sao? Bởi vì bao năm trôi qua, không có ai đủ tư cách khiến hắn ta phải lấy kiếm ra. Trần Bát Hoang, mày nên cảm thấy vinh hạnh khi là người đầu tiên chết dưới kiếm của tao đi. Lời huyết đồ nói hở hững đến lạ, lắng lặng nhìn chằm chằm Trần Đức trên người chỉ còn sự hỗn loạn và chống đối. Giết! Đáp lại hắn ta chí có tiếng gầm lên đầy tức giận. Như một tia sét, lại như tiếng rít gào. Sau đó, Trần Bát Hoang như mãnh thú, đánh sâu vào không gian, phá tan tầng tầng cuộn sóng và loạn lưu không gian, như loài thú hoang lao về phía huyết đồ. Trong mắt anh chẳng còn bất kỳ điều gì, chỉ có mỏi huyết đồ. Một đấm. Lại là một đấm, mạnh mẽ điên cuồng và bá đạo, mang theo nguyên khí màu đen đánh về phía huyết đồ. Có thể thấy rất rõ, nắm đấm của Trần Đức là đại đạo vô cùng vô tận quấn quanh, đó là vì sức mạnh của anh đã vượt qua vân tiêu giới, ảnh hưởng đến thiên địa đại đạo, cùng với sự di chuyển của cú đấm đó là không gian liên tục run lên. Muốn dùng nắm đấm để đánh với kiếm của tao ấy hả? Ngu xuẩn. Huyết đồ lắc đầu, tay phải cầm kiếm, cắt qua tay trái, một giọt máu tươi chảy dọc theo đường máu lan ra khắp kiếm huyết ma. Khoảnh khắc đó, một mùi máu tươi gay mũi lan rộng, sộc thẳng vào khoang mũi của mọi người. Trên cùng của biểu mẫu, dưới cùng của biểu mẫu. Sau đó, huyết đồ vung trường kiếm lên, thanh kiếm trong tay như hóa thành một dòng sông đỏ lan ra khắp thần ma táng, sôi trào, mang theo đại đạo chống lại nắm đấm của Trần Đức. Một kiếm, có vẻ vô cùng tùy ý, huyết đồ lại bình thản đến mức không thể bình thản hơn. Kiếm huyết ma lướt qua, tất cả mọi tạp âm giữa đất trời đều biến mất hết. Dưới sự xuất hiện của kiếm quang, mọi âm thanh đều hóa thành hư vô, lặng yên không một tiếng động, cả thần ma táng cũng phải nứt vỡ dưới thần uy đó, xuất hiện một vết nứt xuyên qua cả thiên địa, từng đợt nước biển ập đến qua vết nứt đó. Mọi người, kể cả những tiên hiền, tiền bối được chôn ở thần ma táng đều biến thành hóa thạch. Sững sờ tại chỗ, nhìn chằm chằm dòng chảy đỏ như máu kia, nếu không tận mắt nhìn thấy, có lẽ họ đã không tin một kiếm lại tạo ra được uy thế như vậy. Bọn họ cảm nhận được sự chết chóc, ăn mòn và nỗi sợ hãi ăn sâu vào linh hồn từ thanh kiếm. Nếu là tôi, một kiếm đó vừa chém ra tôi đã. Chết mất rồi, hoàn toàn cháy rụi, hóa thành hư vô. Đúng vậy, dưới thánh vong, chắc chắn sẽ chết không còn xác. Đó là cao thú của đại thiên thế giới ư. Sau khoáng yên tĩnh hoảng sợ ngắn ngúi, những tiếng xì xào bàn tán cũng vang lên, tộc trưởng của bốn gia tộc lớn nhìn nhau, trông thấy sự sợ hãi, hoảng hốt dày đặc trong mắt đối phương. Tèn xúc sinh đó đắc tội với một người như huyết đồ, không chết mới là lạ. Giọng đệ ngũ vệ đông run run, có lẽ ông ta chính là kẻ muốn Trần Đức chết đi nhất ở đẩy ngoài huyết đồ. Ông ta vô cùng hận Trần Đức. Nỗi hận thù đó đến từ sự vô lễ và bất kính của Trần Đức với mình, cũng vì trước đó đã thua trong tay một vãn bối như Trần Đức, lại càng vì Trần Đức được sinh ra bởi một kẻ địa cầu hạ đẳng. Tố Trường không dùng giọng có chút cười cợt, đối mặt với một kiếm thế này mà lại dám dùng nắm đấm, không biết nên khen nó can đảm hay là nói nó tự cao tự đại ngu ngốc. Hàn Hương, sau này đừng qua lại với tên ngu xuẩn đó, biết chưa? Dạ. Bên cạnh Tổ Trường không, Tổ Hàn Hương khẽ vuốt cằm. Trong mắt đứa con cưng của Tây Hải như cô ta, Trần Bát Hoang cũng rất ngu xuẩn. Cô ta mà thèm qua lại với tên ngu ngốc đó ư? Không đâu. Dù đàn ông chẽn đời này chết hết cũng sẽ không bao giờ đâu. Nói thì chậm nhưng xảy ra lại nhanh, cũng cùng lúc đó, kiếm huyết ma rơi xuống mang theo khủng bố vô tận, uy thế điên cuồng ập xuống. Những nơi nó lướt qua, chẳng có thứ nào tồn tại được, dù là huyệt mộ, hay không gian, tất cả đều hóa thành bột mịn. Bù. Cùng lúc đó, nắm đấm của Trần Đức cũng đến nơi. 1 mét, nửa mét, 10 cm, 1 cm.
ầm, kiếm, nắm đấm, đã chạm vào nhau. Phụt, đóa hoa máu nở rộ, dưới kiếm huyết ma, cánh tay tung nắm đấm của Trần Bát Hoang đã tách lìa, như gậy trúc bị chẻ đòi, không chỉ là tay anh mà không gian xung quanh cũng hóa thành hư vô. Giết, giết giết giết, Trần Đức vẫn giống lên đầy tức giận và điên cuồng, anh như không hề biết đau là gì, chẳng cảm nhận được dòng máu chảy xuống. Hồn nhiên không hề sợ hãi giơ tay còn lại lên liên tục tung ra quyền ấn, giữa quyền ấn ẩn chứa những rung động như sấm, tia chớp quanh quấn ở nám ngón tay đang lóe lên, rít gào đánh vào kiếm huyết ma. Ầm, một cánh tay khác của Trần Đức cũng vỡ nát, nhưng thần lực bất tử điếu của anh đã hồi phục cho một cánh tay khác của anh lại giơ cánh tay đó lên, ra quyền lần nữa. Kiếm huyết ma chém hư không, không dừng lại, ép bước về phía đầu, thiên linh cái và thần thức của anh. Trần Đức ra quyền lần nữa, trong một phần ngàn giây cách giữa hai quyền, kiếm huyết ma chém xuống đúng lúc đó. Phập, 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 vô số quyền được tung ra liên tiếp, sợi tóc màu trắng tung bay, áo choàng đã rách nát, từng đường gân xanh nối lên, xoay chuyến trên khuôn mặt Trần Đức, có hơn một nửa gân xanh trên mặt đều bị phù văn màu đen chiếm cứ, hiện ra vô cùng âm hiếm, tàn nhẫn, hung dữ. Trên cùng của biểu mẫu, nằm đấm phát điên đập về phía kiếm huyết ma. Mỗi một quyền giáng xuống, cả vùng mai táng thần ma đều chấn rung, đường nứt đó cũng càng lớn hơn, nước biến vô biên điên cuồng cuồn cuộn. Huyết đồ cầm kiếm, nguyên khí hội tụ, có rút tất cả sức mạnh trong cơ thể, sức mạnh của một hai chám ngôi sao đều hội tụ trên kiếm, ép về phía Trần Đức, đường kiếm bình tĩnh, tùy ý đó cũng là đường kiếm mạnh nhất của hẳn ta. Đường kiếm được luyện tập mấy trăm, hơn ngàn năm. Đâu thể để người khác dễ dàng ngăn được. Huống hồ còn là con kiến của Vân Tiêu giới. Trong thời gian mấy hơi thở, Trần Đức đã đánh ra 135 quyền, thanh kiếm chỉ còn cách đầu của anh 10 phân. Kiếm huyết ma thực sự rất khủng bố, cơ thịt của Trần Đức đã vỡ ra các đường nứt, máu tươi chảy ra từ trong vết nứt, mặc dù có thần lực bất tử điếu, nhưng anh vẫn trở thành một người máu, vô cùng tanh máu. Phụt phụt phụt, kiếm huyết ma nghiền phá hư không, giáng xuống từng tấc, không ngừng ép gần, 10 thước. Trần Đức không thể lay động nó. 9 thước, Trần Đức vẫn không thể lay động nó. 8 thước, 7 thước, 6 thước. Trần Đức vẫn không thể lay động phân nào. Từ 10 thước đến 6 thước, anh đã đánh ra hơn 300 quyền, kiếm huyết ma lại sừng sững bất động. Ngu xuẩn, có võ kỹ, hồn lực mà không sử dụng, lại đi dùng nắm đấm, đúng là tên súc sinh, hoang dã. Đệ ngũ vệ đông cười lạnh lùng. Có phải hắn đẽn rồi không? Hắn có thể lay động được đường kiếm của huyết đồ mới lạ đấy. Đúng thế, nếu hắn có thể dùng nắm đấm để lay động, thì tôi chết ngay tại chỗ cho xong, không biết có phải đầu óc hắn có vấn đề rồi không? Hỏng não. Trong vùng mai táng, một hai chục ngàn võ giả, và cả đám bóng hình thần hồn trong nấm mồ của vùng mai táng thần ma cũng đều cạn lời, bọn họ chưa từng thấy cách thức tấn công ngu ngốc, dã man như vậy. Dưới cùng của biểu mẫu. Trong lúc họ bàn tán, kiếm huyết ma vẫn đang giáng xuống, dường như không có gì ngăn cản được nó, kể cả là nắm đấm cuồng bạo sôi sục, liều mạng của Trần Bát Hoang. 5 thước, 4 thước, 3 thước. Càng lúc càng gần. Tang. Đúng lúc này, đột nhiên, một làn sóng âm gào thét nứt tai, chấn hãi thần hồn truyền ra, lan tỏa khắp bốn phương tám hướng. Sóng âm cực kỳ khủng bố, trong tích tắc cuốn trôi mọi thứ, kéo dài không dứt, cả vùng mai táng thần ma đều bị âm thanh này bao trùm. Ong ong ong, như ma âm, khiến người ta tê dại ra đầu, bị điếc tạm thời. Sau đó, lại thấy kiếm huyết ma như sông dài bị lay động. Cả thân kiếm cùng cánh tay của huyết đồ bỗng run lên, có thể thấy rõ ràng, đúng lúc này sắc mặt của huyết đồ trưng bệch thêm mấy phần, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh thông qua thân kiếm chuyển đến cánh tay, cơ thịt quặn đau, tê dại. Làm sao có thể? Huyết đồ không thể tin nổi, đường kiếm mà hắn ta đã dốc toàn lực, lại. Lại bị chặn được. Tang. Hắn ta còn chưa định thần, Trần Đức mất đi ý thức không hề do dự lại đấm ra một quyền. Có thể thấy rõ ràng, quyền này đã đánh cho kiếm huyết ma sắp giáng xuống ép gần phải bay ngược lại một thước. Tang. 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 Lại thêm các quyền liên tiếp, cánh tay, lòng bàn tay, năm ngón tay của Trần Đức, không biết đã dập nát, gãy lìa bao nhiêu lần. Nhưng hình như anh không cảm nhận được, giống như một con mãnh thú. Sát ý cuồn cuộn, khí tức tiêu cực phút trên trời, từng quyền giáng về phía kiếm huyết ma. Thời gian nửa hơi thở, đánh ra 9 quyền. Quyền thứ 9 giáng xuống. Không,
Huyết Đồ kinh hãi thét lên một tiếng, kiếm huyết ma rơi khỏi cánh tay của hắn ta bay đi, hắn ta giơ tay đón thanh kiếm theo bản năng, nhưng lại thấy trên thân kiếm lan ra một vết nứt nhỏ, vết nứt nhanh chóng lan rộng. Sắc 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 sắc, bành. Cùng với tiếng nứt vang lên, kiếm huyết ma hoàn toàn vỡ vụn, hào quang màu đỏ tỏa ra, như làn khói bay sấp xung quanh. Làm sao có thể, làm sao có thể? Đồng tử của Huyết Đồ mở thật to, hoàn toàn không dám tin. Không chỉ có hắn ta, không có ai trong vùng mai táng thần ma không cảm thấy kinh khủng đáng sợ. Trước đó tộc trưởng của bốn gia tộc Tây Hải còn tỏ vẻ chế nhạo, hiện giờ hoàn toàn cứng đờ, cơ thế duyên dáng của Tố Hàn Hương run lên, khuôn. Mặt tái nhợt co giật, nhìn chằm chằm Trần Bát Hoang như nhìn thấy quỷ, trong đầu vang lên ong ong. Một hai chục ngàn võ giả và các chủ nhân của mộ phần vùng mai táng cũng rơi vào yên tĩnh. Ầm ầm ầm. Trong vùng mai táng thần ma, động tĩnh quá lớn, cả vùng mai táng đều bị chấn rung, thế giới này đã nứt ra một đường dâng trời, nước biển Tây Hải cuồn cuộn trôi vào từ khe nứt, nước biến sôi sục, rửa trôi mỗi một ngóc ngách của vùng mai táng thần ma. Giết! Đánh vỡ kiếm huyết ma, Trần Đức không hề dừng lại, hóa thành bóng đen, ép đến Huyết Đồ. Mí mắt Huyết Đồ giật liên tục, lập tức lùi lại. Hắn ta không thể không lùi lại. Kể cả bị mất mặt, nhục nhã, hắn ta cũng phải lùi lại. Trần Bát Hoang, quá mạnh. Cùng với thời gian trôi, sức mạnh trong cơ thể anh càng lúc càng khủng bố, náo động, mất hẳn, khí tức tiêu cực trong sát ý, thậm chí đã ảnh hưởng đến thần thức của Huyết Đồ. Thần thức của hắn ta có hiện tượng rối loạn, tan vỡ, như bị truyền nhiễm. Huyết Đồ chỉ có thể bỏ chạy. Nhưng hắn ta chạy nổi không? Hiển nhiên không chạy thoát nổi. Trong lúc điểm màu đen cung cấp cảm xúc, sát khí tẽo cực, đồng thời cũng cung cấp nguồn sức mạnh không dứt cho Trần Đức. Sức mạnh ẩn chứa trong nó quá mạnh, giống như cái động không đáy, cho dù dưới sự trợ giúp của Linh Lung, thần thức của Trần Đức không bị phù văn màu đen bao trùm toàn bộ. Anh vẫn mạnh đến mức khủng bố không thể tưởng tượng nổi, điểm nhỏ màu đen như một cái sạc pin, khiến Trần Đức có sức mạnh vô cùng vô tận, hơn nữa, còn càng lúc càng mạnh. Như một mảnh thiên thạch màu đen xuyên qua hư không, nắm đấm của Trần Đức rơi mạnh về phía Huyết Đồ, sắc mặt Huyết Đồ xám xịt, chạy không thể chạy, chỉ có thể ngưng tụ quyền quyết, chuẩn bị tấn công, rồi lại chuẩn bị tấn công, điều động nguyên khí toàn thân, hội tụ đến cánh tay, rồi hội tụ đến lòng bàn tay. Hội tụ đến nằm đấm, một cú đấm được tung ra. Một lát sau, nằm đấm đập vào nhau, ầm. Lập tức, trời đất sập đổ, giống như ngày tận thế, cả vùng mai táng thần ma đều rung chuyển, hỗn loạn, trời đất xoay chuyển, quay tròn 360 độ, một số võ giả cảnh giới thấp vốn không thể chịu đựng được dư âm khủng bố, rời khỏi vùng mai táng thần ma, bỏ chạy ra ngoài. Ở vị trí nằm đấm đập vào nhau, không nhìn thấy gì, hoàn toàn hỗn loạn, hư vô. Trong hỗn loạn, Trần Bát Hoang và Huyết Đồ điên cuồng đối chiến. Không, nói một cách chính xác, không phải đối chiến, là mà nghiền áp. Trần Bát Hoang, đàn áp Huyết Đồ bằng từng quyền liên tiếp, còn Huyết Đồ chỉ có thể bị động phòng ngự, đánh trả, lùi lại không ngừng, bị thương nặng liên tục. Nắm đấm của Trần Bát Hoang, đập xuống dồn dập liên tục như mưa sao băng. Trên người Huyết Đồ máu tươi đầm đìa, không có chỗ nào lành lặn, xương cũng bị gãy lõm. Phát ra tiếng thét kinh hoàng. Lúc này, Trần Bát Hoang như một người lớn ức hiếp một đứa trẻ con vậy, Huyết Đồ cường mạnh, tự tin, luôn tự cho mình vô địch hoàn toàn bị nghiền áp. Sở dĩ hắn ta vẫn chưa chết, chỉ là vì hắn ta không yếu, chịu được đòn. Nhưng một quyền thì Trần Đức không đánh chết được hắn ta, 10 quyền thì sao? 100 quyền thì sao? 1000, 1000 quyền thì sao? Không biết bao nhiêu cú đấm dồn dập liên tiếp như mưa sa bão táp giáng xuống, Huyết Đồ không biết đã điều động bao nhiêu lần hồi thiên, nhưng mỗi một lần đều bị đánh bại, hắn ta không phải Trần Đức, không có sức mạnh không bao giờ cạn, nguyên khí vô cùng vô tận, chỉ có thế thiêu cháy tinh huyết, cuối cùng, hắn ta cạn kiệt sức lực, không thể chống đỡ. Không, một tiếng thét dày vào tâm can vang lên, cơ thể Huyết Đồ nổ nứt, than thức thoát khỏi cơ thể, trong. Đầu chỉ còn lại một chữ, chạy. Chạy chạy chạy. Lúc này, hắn ta đã như ngọn đèn cạn dầu, hồi thiên phá thuật, hắn ta đã sử dụng bí pháp, sử dụng cuộn sớ, sử dụng phù văn. Đáng tiếc tất cả đều không có tác dụng gì, dưới sức mạnh tuyệt đối, tất cả kỹ xảo màu mè đều hiện ra vô cùng bình thường, yếu ớt. Mặc cho mày thiên biến vạn hóa, tao chỉ cần một quyền. Một quyền phá vỡ hàng vạn thuật pháp.
Trần Bát Hoang điên cuồng như ma, không có gì có thể ngăn cản được nắm đấm của anh, trong thời gian ba hơi thở. Phập, thần hồn huyết đồ tối dần, cũng không có sức để bỏ chạy. Đừng giết tao, Trần Bát Hoang, mày biết tại sao trước đây tao nói nơi này là một nơi tuyệt vời không? Chỉ cần mày không giết tao, tao, không. Huyết đồ còn muốn nói gì, để đổi lấy cơ hội. Sống, nhưng lúc này, Trần Đức đâu có nghe. Hân ta còn chưa nói xong, cú đấm của Trần Bát Hoang đã giáng xuống. Giống như cái cối xay, che lấp bầu trời, nghiền thần thức của huyết đồ thành bột vụn, cùng với tiếng thét thảm thiết xé gan xé phổi, huyết đồ, chết. Huyết đồ là thánh tổ cả đời tự tin, vô địch, cuối cùng đã chết. Chết dưới nắm đấm của Trần Bát Hoang. Lúc này, trong vùng mai táng thần ma, vô số võ giả không có một ai có thể giữ bình tĩnh, mí mắt co giật, nghĩ đến trước đó họ đã sỉ nhục, khiêu khích Trần Bát Hoang, người nào cũng phải tê dại ra đều như bị mây đen bao trùm. Đặc biệt là ba người Trình Lực, Đệ Ngũ Vệ Đông, Tạ Bình, bọn họ hoảng sợ hơn ai hết, giống như bị dội một chậu nước lạnh, toàn thân lạnh thoát, cứng nờ, sợ hãi và khủng hoảng chiếm cứ bọn họ hoàn toàn, một câu cũng không thốt ra được, ánh mắt sợ hãi, vẻ mặt tái xanh đã thể hiện rõ cảm xúc khủng hoảng của bọn họ lúc này. Ngoại trừ sợ hãi, chỉ có hối hận. Hối hận cùng cực, đặc biệt là Đệ Ngũ Vệ Đông. Đám cường giả của gia tộc hàng đầu hối hận xanh cả ruột, nếu có thể đảo lùi thời gian, cho họ một cơ hội, họ nói gì, kể cả đánh chết bọn họ, cũng tuyệt đối không dám đắc tội với Trần Đức, đừng nói thả người, cho dù nhường vị trí tộc trưởng gia tộc Đệ Ngũ cho anh, Đệ Ngũ Vệ Đông cũng tuyệt đối không oán nửa lời. Cả vùng mai táng thần ma, duy chỉ có Đệ Ngũ Hiên bị thương nặng gần chết trước đó thở nhẹ nhõm, nhưng cũng chỉ thở nhẹ nhõm mà thôi. Ông ta cảm thấy lúc này Trần Đức rất không bình thường, cụ thể không bình thường như thế nào, ông ta không nói ra được, cũng không nhìn ra được. Nhưng cuối cùng ông ta nhanh chóng hiểu được bất bình thường chỗ nào, huyết đồ đã chết, sát khí, oán khí, trên người Trần Đức không hề giảm bớt, ngược lại càng lúc càng nồng đặc, càng lúc càng nồng đậm. Chưa đến một hơi thở, anh lại ra tay lần nữa. Giơ nắm đấm, giáng xuống với gần 20.000 võ giả. Hân, hắn muốn làm gì? Tổ trường không đang chấn hãi, bỗng giật mình nổi lên suy nghĩ, nhìn chằm chằm Trần Đức với vẻ hãi hùng. Không ổn. Vẻ mặt Đệ Ngũ Vệ Đông biến sắc, Hân, Hân còn muốn giết người. Đúng thế. Trên khuôn mặt già nua của Tạ Bình tràn đầy âm hiểm, chúng ta cũng nằm trong số người mà hẳn muốn giết. Nhưng chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Thần hồn Long Hải Thăng run lẻn kịch liệt, huyết đồ cũng chết trong tay Trần Bát Hoang, đám người bọn họ có là gì? Đừng nói bọn họ, cho dù thêm cả tất cả người trong vùng mai táng thần ma cũng xác chân không ngăn được anh giết người. Huyết đồ đã chết, đáng lẽ vùng mai táng thần ma phải rất yên bình, nhưng bây giờ lại không yên bình chút nào, mà hỗn loạn càn quét, cuồng phong gào thét. Trong vùng mai táng vốn không có tiếng sấm sét, lúc này sấm sét lại đánh ầm ầm vang dội. Tất cả mọi tiếng động đều là của một người, Trần Bát Hoang. Chớp điện vờn quanh giữa cánh tay của anh, kéo theo tầng tầng đại đạo, thực sự như tu la, như chiến thần, đứng ở đó khiến người ta sợ hãi, kinh hoàng. Giết! Âm thanh khàn khàn phát ra từ trong cổ họng, khí tức tẽo cực khủng bố đầy chết chóc lan tràn, cùng nâm đấm của Trần Đức giáng xuống. Âm! Quyền này rất đơn giản nhưng cũng rất khủng bố, cả vùng mai táng vang lên ầm ầm, trời đất cùng gào thét, hư không như biển lớn, dấy lên từng làn sóng điên cuồng, từng đợt cuốn từng đợt, hủy diệt tất cả, nuốt chừng tất cả, mấy ngàn hơn vạn bóng hình của võ giả bị nuốt chừng tại chỗ, cuốn vào dòng hỗn loạn hư không. Bốn người Đệ Ngũ Vệ Đông, Tổ Trường Không, Long Hải Thăng, Tạ Bình nhanh chóng lùi lại, trốn đến phía sau đám đông. Trần Bát Hoang đã tấu hỏa nhập ma, mất tính người rồi. Đệ Ngũ Vệ Đông đã nhìn ra trạng thái lúc này của Trần Đức, ông ta âm trầm nói, cho dù bỏ chạy, chúng ta cũng không chạy thoát được, hiện giờ chỉ có cách mời người đó ra, các ông có đồng ý không? Đúng thế, chỉ có người đó mới có thể ngăn được hắn. Tổ Trường Không nói, tôi đồng ý với tộc trưởng Đệ Ngũ. Tôi cũng đồng ý. Hiện giờ chỉ có một cách này thôi. Hai người Tạ Bình, Long Hải Thăng gật đầu, trong lòng bốn người chỉ còn lại nỗi sợ, sợ hãi và khủng hoảng tuyệt đối, kể cả chưa bị thương, cơ thể cũng đang run rẩy, khi nói cái lưỡi cũng run lên, lắp ba lắp bắp. Bốn gia tộc Tây Hải có lúc nào sợ hãi như vậy? Mấy ngàn năm nay, chỉ có lần này. Không vì điều gì khác, chỉ vì trong tai bốn người.
tràn đầy âm thanh của cái chết, những người còn đang cười trước đó cũng không cười nổi nữa. Những người trước đó còn chế nhạo, cũng không há nổi miệng nữa. Bởi vì họ đã là người chết, cho dù còn sống, cũng sắp thành người chết. Uy lực khủng bố cuốn trôi hơn chục ngàn người, Trần Bát Hoang nhảy vút lên, chớp điện lóe lẻn, từng đường quyền như sấm sét, như lang sói xông vào đàn rẻ, giết người thấy máu đoạt mạng bằng cách dã man nhất, đơn giản nhất. Thần cản giết thần, Phật ngăn giết Phật, tiên đến giết tiên, quỷ đến diệt quỷ. Nhập ma rồi, Trần Bát Hoang nhập ma rồi. Có người hét lén, cuối cùng bọn họ đã phát hiện ra trạng thái quỷ dị của Trần Đức, chắc chắn đó là tẩu hỏa nhập ma, mất đi ý thức. Mau chạy đi. A, à, không. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, dưới nắm. Đấm cố Trần Đức, mấy cường giá bán thánh, mười mấy thần vương của gia tộc đệ ngũ hóa thành thịt nát, hơn trăm người nhà họ Tạ trấn hãi đến mức máu thịt văng tung tóe, Trình Lực còn chưa kịp nói thì thần hồn đã bị hủy diệt. Sắc mặt bốn người Long Hải Thăng, Tạ Bình, Tố Trường không âm trầm, cực kỳ sợ hãi, cứ tiếp tục như vậy, không bao lâu, bọn họ cũng sẽ chết. Bốn người không dám chậm trễ, mỗ ổ người lấy ra một lệnh bài to như lòng bàn tay, trông như lệnh bài hình thoi được làm bằng gỗ, bốn lệnh bài hợp lại với nhau, sau đó, bọn họ bắt đầu niệm thần chú nào đó, tay niết ấn. Lời niệm chú khác nhau, tư thế tay khác nhau. Nhưng trong lúc bốn người cùng niệm chú, niết ấn, lệnh bài hợp lại cùng nhau đó bắt đều lóe lên hào quang, sau đó, bốn lệnh bài tách ra, trong lúc đó một cánh cửa hư không xuất hiện. Tiếp đó, bốn người cung kính đến trước cánh cửa hư không, cùng quỳ xuống. Đồng thanh, cung nghênh người canh giữ. Vừa lúc bọn họ dứt lời, trong hư không tối tăm đó, một bóng hình bình tĩnh đi ra, đây là một ông lão mặc đạo bèo, chỏng khoáng 60 tuổi, nhưng... mỗi một người đều biết rõ, ông ta không chỉ 60 tuổi, e rằng phải đến 6.000 tuổi rồi. Đôi mắt bình lặng, thăng trầm, như đã qua rất nhiều thăng trầm bể râu của cuộc sống, năm tháng vội vã, bộ râu dưới cằm đã dài đến trước ngực. Ông ta vừa xuất hiện, vùng mai táng vốn không yên bình, đột nhiên, giống như cấm nhốt thời gian, bỗng chớ nên bình yên hơn rất nhiều, trong khu vực mà bốn gia tộc tộc đứng trở nên yên tĩnh, tĩnh lặng, giống như thành nơi an toàn nhất. Bốn người các ông, trưởng thành cũng rất nhanh đấy. Lang Thương lướt nhìn bốn người trước mặt, lần trước gặp mặt, bọn họ còn phong nhã hào hoa, tráng kiện chính trực, cách biệt một thời gian, bốn người trông như còn già hơn ông ta. Tiền bối, xin người ổn định lại sự hỗn loạn của nơi này. Đệ ngũ vệ đông quỳ phục dưới đất, thái độ thành khấn, còn thành khấn hơn khi nhìn thấy Trình Lực, Huyết Đồ. Dù sao, tuy Trình Lực, Huyết Đồ rất mạnh, nhưng vẫn còn kém hơn một chút so với Lang Thương. Hơn nữa, đối với Vân Tiểu Giới, hai người bọn họ chẳng qua chỉ là khách quá giang. Còn Lang Thương là người canh giữ của cả đại lục này. Người trên đời đều cho rằng bọn gia tộc bọn họ là gia tộc mạnh nhất, nắm giữ Vân Tiêu Giới. Trên thực tế, người nắm giữ Vân Tiêu Giới, có tư cách quản lý Vân Tiêu Giới, chính là Lang Thương. Tôi đã biết tình hình ở đây. Lang Thương vuốt bộ râu dài, khí tức của người bề trên dập dờn lan ra từ trên người ông ta. Chuyện ở đây, ông ta không muốn biết cũng khó. Vân Tiêu Giới, đã có lúc nào có sự kiện long trọng thế này? Thần Vương, Thánh Nhân cùng tề tựu đầy đủ, ông ta sống 6.000 năm, chỉ từng thấy một lần. Chính là lần này. Trong lúc nói, ông ta giơ tay lướt một đường. Lập tức vùng mai táng thần ma chia làm hai. Ở giữa xuất hiện một đường rãnh trời. Hư không nổi lẽn phập phồng, hồn loạn bộc phát như một vùng biến lớn màu đen ngăn cách hai bẽn. Còn Trần Đức ở một bẽn khác của biến lớn, dưới chân anh, máu tươi hội tụ, từng xác chết ngốn. Ngang chất thành núi, đã có hơn 3.000 người chết dưới chân anh, những người này hầu như đều là người của gia tộc đệ ngũ, và nhà họ Tạ, nhà họ Long. Hai vùng được ngăn cách, các võ giả trước đó bị cáo ổ chết bao trùm, cuối cùng cũng thở nhẹ nhõm, tuy không hiểu là chuyện gì, nhưng người nào cũng kích động đến mức thét dài, cũng không dám dừng lại, điên cuồng bỏ chạy ra ngoài vùng mai táng thần ma. Gru. Trần Đức gầm lén, như dã thú hình người, muốn vượt qua rãnh trời đó, nhưng bị một bức tường vô hình ngăn cản, không thể vượt qua. Bốn người đệ ngũ vệ đông, Tố Trường Không, Long Hải Thăng, Tạ Bình kinh hãi không thôi, người canh giữ quả nhiên là người canh giữ. Quá mạnh. Mạnh đến mức bọn họ không thể không e ngại, kính sợ, thậm chí là sợ hãi. Tiền bối, xin người ra tay giết hắn, tên nhóc này đã nhập ma, nếu không diệt trừ.
tương lai chắc chắn là mối họa của Vân Tiêu giới. Đệ ngũ vệ đông nói, Trần Đức sống ngày nào thì ông ta không yên tâm ngày đó. Tôi không giết được hắn, điều duy nhất tôi làm được, chí là nhốt hẳn tại đây. Lang Thương chậm rãi lắc đầu, ông ta mạnh hơn huyết đồ, nhưng không mạnh hơn bao nhiêu, giết Trần Bát Hoang, làm sao có thế. Hơi dừng lại, Lang Thương nói thêm, nhưng, vùng mai táng thần ma mở ra cũng có thời hạn, hai ngày sau, sẽ lại thành nơi hỗn loạn, cấm địa lần nữa, đến lúc đó, hắn sẽ tự chết. Cái gì, tiền bối, ngay cả người cũng không thế được hắn ư. Đệ ngũ vệ đông chấn hãi, Trần Bát Hoang đã trưởng thành đến mức như vậy rồi ư. Ngay cả người canh giữ cũng không thế giết anh. Trần Bát Hoang mới hơn 20 tuổi thôi. Người canh giữ Thương Lang, hơn 6.000 tuổi. Nếu Trần Bát Hoang sống đến 6.000 tuổi, sẽ trưởng thành đến mức nào đây? Ngoài sự chấn hãi, đệ ngũ vệ đông còn hối hận, khổ sở hơn, lúc ban. Đầu đệ ngũ Hiên đưa Trần Bát Hoang đến gia tộc đệ ngũ, nếu ông ta có thế hòa nhã hơn, linh hoạt hơn, quan hệ tốt với Trần Bát Hoang, thì gia tộc đệ ngũ trong tương lai sẽ vinh quang đến mức nào. Thu lại tâm trạng hối hận, đệ ngũ vệ đông biết rõ, tất cả chí là giả thiết, nếu ông trời cho ông ta một cơ hội, trong trường hợp không biết kết quả, ông ta vẫn sẽ không thay đổi cách làm. Sự việc đã đến bước này, đệ ngũ vệ đông chỉ có một suy nghĩ, muốn Trần Bát Hoang phải chết. Buộc phải chết. Thiên phú càng mạnh, càng yêu nghiệt, càng khủng bố thì càng phải chết. Nếu Trần Bát Hoang còn sống ngày nào thì đệ ngũ vệ đông ông ta ngủ không ngon ngày đó. Tiền bối, người thực sự không có cách giết hắn. Ừ, đệ ngũ vệ đông không cam tâm hỏi. Ba người Tạ Bình, Long Hải Thăng, Tổ Trường không đều nhìn chằm chằm Lang Thương, muốn đợi một câu trả lời xác thực của ông ta, không có cách nào. Lang Thương bình tĩnh nói, các ông yên tâm. Chỉ cần hắn không ra khỏi được vùng mai táng thần ma, ba ngày sau, nơi này lại thành loạn địa, cấm địa, hắn sẽ chết chắc. Được rồi. Đệ ngũ vệ đông chỉ đành từ bỏ. Các ông tự lo cho bản thân đi, Lang Thương lướt nhìn bốn người, sau đó biến mất tại chỗ, như chưa từng xuất hiện. Trong vùng mai táng thần ma, rất nhiều võ giả đã bỏ đi, bốn gia tộc lớn cũng đã bỏ đi hết, đệ ngũ vệ đông đi cuối cùng, trước khi đi, ông ta đến bên cạnh đệ ngũ Hiên. Tóm theo ông ta rời khỏi vùng mai táng. Tại sao ông muốn cứu tôi? Đệ ngũ Hiên đã bị thương nặng, hơi thở hổn hển không ổn định. Ha ha, cứu ông. Đệ ngũ Hiên, ông nghĩ nhiều rồi, lần này gia tộc đệ ngũ tổn thất nhiều người như vậy, đều do Trần Bát Hoang ban cho, chẳng phải ông rất coi trọng Hân sao? Đợi Hân chết, tôi sẽ dẫn theo ông đi chinh phạt tất cả liên quan đến hắn, cho ông tận mắt nhìn thấy tôi diệt trừ Hân khỏi Vân Tiêu giới hoàn toàn. Chuyến đi đến vùng mai táng thần ma, chỉ còn lại một mình ông ta là cảnh giới thánh nhân, 10 bán thánh chỉ còn 2 người. 3.000 cường giả thần vương, tổn thất hơn 2.000 người. Tổn thất nặng nề như vậy, buộc phải có người chịu trách nhiệm, mà người này chính là Trần Bát Hoang. Anh chết thì cũng không sao, bạn bè, huynh đệ, người thân, phụ nữ của anh, cũng có thể trả nợ. Lão già xấu xa. Hơn một nửa số người bị tổn thất của ông đều là vì thay trình lực xông vào vùng mai táng thần ma, cháu ngoại tôi giết chưa đến 1/10, ỏng lại đổ hết lẽn đầu cậu ta. Ha ha, hay cho tôi đã từng kính ông như vậy, luôn coi ông là trưởng bối, không ngờ ông lại không biết xấu ho. Đệ ngũ Hiên thất vọng tột đính, dù thế nào ông ta cũng không ngờ trưởng bối mà ông ta đã từng kính trọng, lại là người không biết xấu hổ, đối diện với trình lực thì thấp giọng cúi đầu, đối diện với Trần Đức lại cao ngạo tự đắc. Chèn ép khổ sở. Tất cả đều do bản thân ông ta làm, liên quan gì đến Trần Đức? Lão chó hám lợi. Đệ ngũ Hiên nghiến răng nghiến lợi. Ha ha, đệ ngũ Hiên, đợi tôi quét sạch tất cả liên quan đến Trần Bát Hoang, sau đó sẽ cho ông sống không bằng chết. Đệ ngũ vệ đông không nổi giận, trong mắt ổng ta, đệ ngũ Hiên đã là người chết, ông ta không cần thiết phải nổi giận với người chết. Bên ngoài vùng mai táng thần ma, Tổ Trường không đã rời đi. Ông ta ít tổn thất nhất, cũng không có thù hận quá lớn với Trần Bát Hoang, cho nên, ông ta đi nhanh nhất. Ba người Tạ Bình, đệ ngũ vệ đông, Long Hải Thăng lại chưa đi. Bọn họ phải đợi cho vùng đất mai táng thần ma đóng cửa hoàn toàn và tiếp tục trở thành vùng đất rối loạn, chứ không sẽ lo lắng. Gào! Á! Bên trong vùng đất mai táng, một tiếng gầm rú như dã thú vằn không ngừng vang lên, Trần Đức đã hoàn toàn trở thành một con dã thú hình người.
Anh gầm rú rồi không ngừng vung nắm đấm khiến vùng đất mai táng rung chuyển. Trần Bát Hoang, mau tỉnh táo lại đi. Bên trong thức hải, thần thức của Linh Lung đang dần mờ đi. Cô ta không ngừng cắt đứt đường vân màu đen ngăn cản nó lan rộng. Nhưng, đường vân màu đen cũng chỉ chậm lại xong vẫn tiếp tục lan ra. Một ngày một đêm, những nấm mồ bên trong vùng đất mai táng thần ma gần như biến mất hết. Trần Đức cũng trở nên ngày càng mạnh. Những nấm mồ mà khi còn sống trình lực khó có thể làm gì được lại giống như từng miếng đậu hũ bị Trần Đức một quyền đập nát một cái. Ngay cả chủ nhân của những nấm mồ ấy cũng không thể ngăn cản anh lại. Sau khi từng nấm mồ bị đập nát, họ cũng hoàn toàn biến mất. Kể cả những cao thủ đã từng đánh nhau với Trần Đức như Quất Hữu Kinh, Chiến Ma, đều biến mất khỏi cõi đời này. Họ vốn đã chết và chỉ là một luồng thần hồn sống nhờ ở các trận văn, bảo vật và sự đặc biệt của vùng đất này mới có thể sót lại chẽn đời. Giờ, phần mộ vỡ vụn nên đương nhiên họ cũng khó mà tồn tại được. Đất rung núi chuyển, một ngày một đêm lại trôi qua, Linh Lung càng mờ nhạt lay lắt giống như một ngọn nến mỏng manh trước gió, bất cứ lúc nào cũng có thể tắt. Trong lòng cô ta tràn ngập sự tuyệt vọng, nhưng cũng không từ bỏ, vẫn luôn kiên ẩn trì, chỉ cần một cơ hội xíu xiu thôi, Linh Lung cũng muốn làm cho Trần Đức tỉnh táo lại. Lại một tiếng nổ vang lẻn, Trần Đức đấm thẳng một quyền xuống đất, chỉ thấy toàn bộ mặt đất bắt đầu sụp xuống giống như một tòa nhà cao tầng đổ sập bắn lên một tảng lớn bụi bặm, kêu ầm ầm. Hết quyền này đến quyền khác, nắm tay Trần Bát Hoang đã tràn đầy máu tươi và lộ ra cả xương. Xong, anh lại không hề dừng lại mà vẫn nổi điên như cũ. Bỗng dưng, theo bụi bặm tan đi, trong bóng đêm vô tận chợt xuất hiện một chùm sáng. Ánh sáng ấy giống như ngọn lửa chợt thắp lên xua tan bóng đêm. Đó là... Trong thức hải, Linh Lung kinh ngạc, trong tầm mắt xuất hiện một viên ngọc màu đỏ bị bức tượng Kỳ Lân ngậm trong miệng chiếu sáng khắp mọi nơi. Dưới chân Kỳ Lân hình như là một cái nóc nhà cực kỳ giống đỉnh cung điện. Lại một tiếng nổ lớn vang lên, nắm tay Trần Đức lại đấm mạnh xuống, mặt đất tiếp tục sụp đổ. Lần này, dường như là đụng vào một sức mạnh kỳ lạ nào đó. Bụi bặm bắt đầu bay lên, quay cuồng, chỉ thấy trên trời bỗng xuất hiện một cái hố đen vắt ngang giữa không trung hút hết đất cát bụi bặm vào. Khoảng 100 giây sau, bên dưới vậy mà lại xuất hiện một tòa cung điện. Một cái cung điện tiêu điều, cổ kính. Nó chẳng khác nào một cái hoàng cung to lớn kèm theo một quảng trường chiếm 3/5 diện tích vùng đất mai táng thần ma. Chẽn đỉnh cung điện, một con Kỳ Lân ngậm ngọc đứng chễm chệ, sắc đỏ chiếu sáng cả vùng đất mai táng. Đằng trước cung điện có một cánh cửa, trước cửa lại dựng một tấm bia cổ. Trên tấm bia chỉ có một chữ. Ma. Trên cùng của biểu mẫu. Dưới cùng của biểu mẫu. Chữ ma ấy lại cực kỳ quỷ dị, mỗi một nét đều mang một vận luật khiến người ta nhìn một cái đã cảm thấy bị hút vào bên trong. Có điều, sự chú ý của Linh Lung cũng không nằm chẽn tấm bia cổ hay cung điện mênh mông rộng lớn ấy, mà vẫn luôn nhìn chằm chằm vào viên ngọc màu đỏ kia. Nhóc Trần, xem ra mạng anh cũng chưa đến đường cùng, Linh Lung tôi cũng chưa chết được. Nửa phút sau, Linh Lung cười, cười một cách vô cùng vui vẻ và như chút được gánh nặng. Viên ngọc đỏ rực như một vầng trăng đỏ giữa vùng đất mai táng thần ma chết chóc đầy tối tăm. Một viên ngọc nho nhỏ lại có thể chiếu sáng khắp mọi nơi. Ai mà ngờ được dưới vô số nấm mồ ở vùng đất mai táng thần ma lại lưu giữ một tòa cung điện nguyên vẹn to lớn như thế. Ai mà ngờ được trên đỉnh cung điện lại có một viên minh châu. Trần Đức vẫn đang chìm trong trạng thái nhập ma, nhìn thấy cung điện khổng lồ thì trong đầu chỉ có một suy nghĩ, đó là phá hủy nó. Anh giơ nắm tay lên, điên cuồng đấm thẳng về phía cung điện. Nhưng dưới đòn tấn công của anh, cả cung điện lại chỉ nổi lên một vòng gợn sóng rồi chẳng còn tiếng động nào nữa. Nhóc Trần, số của anh đúng là phải khiến tôi đây hâm mộ mà. Linh Lung nhìn chằm chằm vào viên ngọc đỏ rực kia, kích động đến quên mình, khoảng 20 mấy giây sau thì cô ta mới bình tĩnh lại được. Trên cùng của biểu mẫu, vẻ tuyệt vọng, buồn phiền trên gương mặt cô ta đã biến mất sạch sành xanh và chỉ còn lại sự may mắn. Cực kỳ may mắn. Cô ta biết viên ngọc kia. Nó tên là Thái Dương. Khí trên đời này chia làm rất nhiều loại như linh khí, nguyên khí, nguyên khí hỗn độn. Ngoài ra, còn có hai loại khí vô cùng nổi tiếng là Thái Âm và Thái Dương. Bên trong Thái Dương châu ấn chứa Thái Dương khí.
tuy thái dương khí cũng không có tác dụng mấy với việc gia tăng thực lực của võ giả, nhưng vẫn cực kỳ quý báu và khó tìm. Tác dụng lớn nhất của nó chính là loại bỏ âm khí, sát khí và có hiệu quả đối với người bị tẩu hỏa nhập ma. Dù là ở đại thiên thế giới thì Thái Dương Châu cũng là chí bảo hiếm có. Tuy là cao thủ thánh tổ đỉnh tấu hỏa nhập ma thì chỉ cần dùng nó cũng có thể tỉnh táo lại. Sau những giây phút mừng rỡ ngắn ngủi, Linh Lung cũng bình tĩnh lại. Sau đó, cô ta bèn rời khỏi cơ thể Trần Đức đi đến trước mặt Thái Dương Châu, cẩn thận vươn tay định cầm nó rồi lại lấy được. Linh Lung còn tưởng rằng gặp được bảo vật ở một nơi quỷ quái như vậy sẽ xảy ra điều gì đó ngoài ý muốn, nên cả quá trình đều cực kỳ cẩn thận. Ai ngờ, lại thuận lợi một cách bất ngờ. Tốt quá rồi. Linh Lung quay về bên trong thức hải của Trần Đức thì lập tức sử dụng Thái Dương Châu. Thoáng chốc, ánh sáng chẽn nó lập tức đỏ rực lên, một luồng sáng nóng bỏng xỏ xuyên qua cơ thể, kinh mạch, lỗ chân lông anh rồi tràn ra ngoài. Chưa đến 3 giây sau, ánh sáng đó đã bao phủ lấy Trần Đức khiến anh giống như một bức tượng mặt trời chiếu sáng khắp vùng đất mai táng. Không ngừng có thái dương khí len lỏi, rõ ràng có thể thấy được thức hải màu đen của Trần Đức đang bắt đầu mờ đi và khôi phục dần. Dưới cùng của biểu mẫu. Nhưng ngay lúc này, chấm đen trên thần thức của anh lại bắt đầu quay cuồng, âm sát khí đáng sợ càng bùng nổ một cách dữ dội. Chỉ trong một đêm mà trận văn do Linh Lung bày ra đã bắt đầu run lên, mất thấy sắp bị phá hủy. Trần Đức, tỉnh lại mau. Vẻ mặt Linh Lung chợt biến đổi, lại dùng hồn lực củng cố trận văn, song cũng thúc đẩy thái dương khí trong Thái Dương Châu. Hai loại khí âm dương quấn lấy nhau, anh tới tôi. Đi. Chưa đến 10 giây thì. Phút chốc, cơ thể Trần Đức đã nổ tung. Giống như thuốc nổ, lập tức nổ tung. Đỉnh Long Văn trong cơ thể hóa thành một vệt sáng bịch một tiếng rơi xuống đất. Cùng lúc đó, thần thức của anh cũng thoát ra khỏi cơ thể, khí thế hung ác, tàn nhẫn, tiêu cực hoàn toàn khuếch tán ra xung quanh. Nhóc con, hãy giáng lên. Linh Lung cầm Thái Dương Châu, dùng hồn lực thôi động nỏ. Thái dương khí xoay chuyến đối đầu với khí âm sát và mặt tiêu cực, hoàn toàn chìm vào một hồi giằng co. Trần Đức gào lên, cuối cùng cũng không còn lộ vẻ dữ tợn, thần thức anh run rẩy, hai tay ôm chặt lấy đầu. Đau đớn muốn chết, tiếng gào thét vang tận mây xanh. Khoảng 3 tiếng sau, cuối cùng thần thức điên cuồng, tàn bạo của Trần Đức cũng ổn định lại. Hơn nữa, còn dần dần biến mất. Trần Đức, tỉnh lại đi. Linh Lung dùng thần hồn truyền âm định đánh thức Trần Đức, thái dương khí đã không còn nhiều, cứ tiếp tục như thế đương nhiên sẽ thất bại. Trần Đức, Trần Bát Hoang. Trần Bát Hoang. Giọng nói Linh Lung giống như tiếng trời xuyên thẳng vào linh hồn. Lên tiếng kêu gọi hết lần này đến lần khác. Giờ cô ta đã vô cùng suy yếu, thần thức ảm đạm gần như mất đi độ sáng. Linh Lung. Không biết là sau bao nhiêu lần kêu gọi, trong con người Trần Đức chợt xuất hiện một chút tỉnh táo. Ngay sau đó, giọng nói khàn khàn cực kỳ mỏng manh yếu ớt chợt truyền ra từ trong thần hồn của anh. Song Linh Lung vẫn luôn chờ đợi lại nghe được một cách rành mạch tiếng đáp lại ấy của Trần Đức. Nhóc Trần, anh tỉnh chưa? Mau! Đừng làm cho tâm pháp của anh đảo ngược nữa, xoay nó về cách thức vận chuyển bình thường đi. Tôi sắp không kiên trì được nữa rồi. Trong giọng nói dồn dập của Linh Lung lại kèm theo sự nhảy nhót giống như một người thân đã mất bỗng dưng sống lại. Được. Trần Đức cười cay đắng, anh đúng là đã tỉnh và cũng vô cùng suy yếu. Có điều, vậy cũng đã đủ rồi. Anh dùng hết sức mạnh vận chuyển âm dương kinh. Chí thoáng chốc, không gian bắt đầu quay cuồng. Đất trời xuất hiện từng tiếng ngâm nga như tiếng sư thầy niệm kinh. Giờ phút này, cuối cùng đường vân màu đen chẽn thần thức của anh cũng dần lùi về và co rút lại. 5 tiếng sau. Trên cùng của biểu mẫu. Dưới cùng của biểu mẫu. Khoảng 5 tiếng sau, vùng đất mai táng thần ma mới yên tĩnh trở lại. Chấm đen nhỏ lại giống như xưa, trở nên hết sức bình thường. Chỉ là, Trần Đức lại suy yếu không ra hình người. Dù có thần lực bất tử điều thì sự khôi phục cũng cực kỳ chậm. Lần này, anh đã bị thương rất nặng. Từ khi học võ đến giờ, đây là lần đầu tiên Trần Đức gặp phải tình huống nguy hiểm như vậy. Nếu không có Linh Lung thì e rằng anh đã chẳng thể khôi phục lý trí nữa. Cảm giác sống sót sau tai nạn. Thật tốt, Linh Lung, cảm ơn cô. Thần thức Trần Đức hạ xuống, thả lỏng người nằm sóng xoài trên mặt đất. Nhóc Trần, giữa tôi và anh không cần khách sáo như vậy.
anh biến thành như 7 giờ còn không phải là vì lấy lại hồi thiên cho tôi à? Linh Lung cũng hạ xuống, tình huống của cô ta còn tệ hơn Trần Đức, nhưng Linh Lung lại cực kỳ vui vẻ, dù thế nào thì cuối cùng Trần Đức cũng tỉnh. Anh còn chờ gì nữa, còn không mau vào đỉnh Long Văn hấp thu nguyên khí hỗn độn đi. Hơi nghỉ ngơi một lát, Linh Lung bỗng nhiên nói, đây chính là cơ hội có một không hai đó. Trần Đức giật mình, đúng thế. Chẳng phải ở trạng thái này mới có thể tiến vào đỉnh Long Văn sao? Bây giờ, anh cũng không chút do dự nhảy vào đỉnh Long Văn. Trần Đức chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, khi gặp lại ánh sáng lần nữa thì phát hiện mình đã đi vào một không gian kỳ diệu. Nơi này có một mảng trận pháp, trung tâm lơ lửng một cụm khí màu tím giống như sương mù. Đây là nguyên khí hỗn độn ư. Khi nhìn thấy cụm khí ấy, Trần Đức chợt cảm giác được năng lượng khủng bố bên trong nó. Cho dù là anh cũng không thế nào xem nhẹ. Sau đó, Trần Đức nhấc chân bước lên trận văn. Anh Long Văn, nát. Trần đai hai bát ngô vôi diêu này, tia khi cô đi rốc nô thi lưu dùng đen lai red it. Nhớng. Cung không dài biu DNH Long Van Red Bình Thi Rông. Mà chế lai, nô côn sai ca phi phạm. Owen Tân Dô, chân ô đê van coi nô là mốt con bài chi ra lất ca minh. Trinh là về cô nguyên khi hôn giòn, nô môi cô đỡ gơ lai đen dô. Hoi dô, cung vi cô nguyên khi hôn ô ôn bên trong môi khiên nhiều cao thu to tranh giành như vây. Linh lung lai nôi, oang le mơ e en đa, chỗ này cô chắt quỷ đê, mau luyên hồ nguyên khi hôn ô ôn gì. LT1. Trần ô đê thu hơ ôi vé giang tiết, khe gất dâu roi ngoi xoong hép thu nguyên khi hôn ô ôn. Nguyên khi hôn ô ôn đỡ ân giàn bi hép thu thì than hôn ca Trần ô đê cung trô nền dô giang, sang bông hon. Thân lê rơ bét đu yêu vân chuyên, một mình kinh mắc hép dài dùng mất thờ ảng cô đỡ thay đi rốc bét sau to hóp, đai rồng như nhân choi non móc lên ti đi bùn lay, nhanh trông biên thành nhân soi dây mây gian vào nhau roi nô hoa kết qua. Nguy tàng lù phi soát hiên. Mậu tai roi dô rayer len lòi khắp xê nghi ôi, cót cùng đỡ ân hình thành. Nửa tiếng sau, Trần Đức đã hoàn toàn khôi phục lại trạng thái đỉnh. Không những vậy, mơ hồ anh còn mạnh hơn so với trước đây. Một khí thế bình tĩnh, lắng đọng, bá đạo khiến lòng người sợ hãi tỏa ra trên làn da màu đồng cổ của anh. Vèo, một bộ đồ màu đen xuất hiện từ trong nhẫn tu di, khoác lên người Trần Đức khiến anh càng thêm trầm ổn, phơ oáng khoáng lại thần bí. Linh lung bên cạnh cũng hâm mộ cực kỳ. Đây là thần lực bất tử điếu. Dù cho anh bị thương nặng đến đâu, chỉ cần còn thần thức thì hoàn toàn có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh, hơn nữa còn có thể tiến xa thêm một chút chỉ trong thời gian ngắn. Nó giống như là có được cơ thể bất tử. Linh lung, cô nhìn chằm chằm vào tôi như vậy. Trần Đức mở mắt ra, ánh sáng ẩn đi, thấy vẻ ngơ ngác của người trước mặt, không khỏi mỉm cười nói. Ai nhìn anh, đừng có tự mình đa tình ok. Linh lung dừng một lát rồi nói sang chuyện khác, đừng lãng phí thời gian nữa, mau hấp thu nguyên khí hỗn độn tiếp đi. Ặc, tôi đã luyện hóa xong rồi. Trần Đức đáp. Linh lung ngẩn ra rồi nhìn chằm chằm vào Trần Đức. Anh đúng là đã hấp thu nguyên khí hỗn độn. Trong âm thầm, Trần Đức lại mạnh lên. Mạnh lẻn rất nhiều. Từ thánh nhân tầng 1 nhảy thẳng lẽn thánh nhân tầng 10. Tăng lên cả 9 cấp. Một chuyện mà đối với người khác cần 1 năm, 10 năm, 100 năm, thậm chí ngàn năm mới làm được. Nhưng anh lại chỉ dùng có nửa tiếng. Âm thầm lặng lẽ đột phá 9 cấp với anh mà nói giống như là ăn cơm uống nước, hoàn toàn không có bất kỳ động tĩnh hay dao động gì, bình thường đến không thể bình thường hơn. Rốt cuộc thì tên này là yêu nghiệt nào thế? Kia chính là nguyên khí hỗn độn đó. Không phải linh khí, cũng chẳng phải tinh linh. Lại càng không phải nguyên khí. Nếu là cô ta, dù là ở thời kỳ đính hấp thu nguyên khí hỗn độn thì ít nhất cũng mất nửa năm. Nhưng Trần Bát Hoang lại chỉ mất nửa tiếng. Trong khoảng thời gian ngắn, Linh Lung thật sự khó có thể chấp nhận nổi, biến thái cũng phải có giới hạn chứ. Song Trần Bát Hoang lại không có. Hoàn toàn không có. Linh Lung lại một lần bị Trần Đức làm cho này. Sinh giới hạn và sự hiểu biết mới. Dằn nỗi kinh ngạc và hoảng sợ trong lòng xuống, hoàn hồn lại, Linh Lung đang định nói gì đó thì bỗng nhiên. Hí hí. Bên trong vùng đất mai táng thần ma chợt truyền ra tiếng hí vang trời khiến lòng người rung động. Sau đó, có thể thấy được của vào đang dần thu nhỏ lại, một dòng cháy hư không loạn lưu khủng bố bỗng quét ngang nơi đây. Vùng đất mai táng thần ma sắp đóng cửa.
Trần Đức giật mình, trước khi nơi đây mở ra thì còn được gọi là cấm khu Tây Hái, quanh năm suốt tháng bị dòng chảy loạn lưu tàn phá. Dòng chảy loạn lưu ấy cũng không phải dòng chảy bình thường sinh ra do chiến đấu. Dù là thánh nhân thì khi ở trong sự pha trộn giữa thời gian và không gian loạn lưu cũng không thế nào sống sót. Linh Lung, chúng ta đi thôi. Trần Đức không chút do dự nhảy lên chạy như điên về phía cửa ra. Nhưng khi chạy đến trước tấm chân do Lang Thương bày ra thì anh lại dừng lại. Với thực lực hiện nay của anh thì hoàn toàn không thể phá hủy tấm chân này và không có cách nào đi qua. Khốn kiếp! Trần Đức siết chặt nắm tay, anh hoàn toàn không thể làm gì tấm chắn trước mặt. Mà cánh cửa vùng đất mai táng thần ma lại sắp đóng lại. Chưa đến 10 giây sau, cửa vào đã hoàn toàn biến mất. Dòng chảy loạn lưu giống như một đám bãi cát kéo theo khí tức khiến lòng người run sợ đang dần ập về phía Trần Đức. Hết cách rồi. Trần Đức vội vàng nói, với thực lực bây giờ của tỏi, hoàn toàn không thể nào sống sót được, cách duy nhất là. Anh nói đến đây, ánh mắt chợt ngó về phía cung điện cách đó không xa. Cung điện khổng lồ giống như một con thú dữ đang nằm bò không chút động tĩnh, cô đơn, vâng lặng, chết chóc khiến người ta cảm thấy nặng nề, trang nghiêm lạnh lẽo. Trần Đức đã sớm chú ý tới nó. Chỉ là, anh cũng không định đi vào. Có hai lý do để anh quyết định như thế. Đầu tiên, anh chỉ muốn rời khỏi nơi này. Vì Trần Đức biết, sau trận chiến ở vùng đất mai táng thần ma, nếu mình không đi ra thì những người từng có ân oán với anh chắc chắn sẽ hành động. Mà đứng mũi trụi sào rất có thể chính là Lưỡng Nghi Tông và Học viện Thánh Phong. Thứ hai là cung điện này rất quỷ dị. Nó trông rất bình thường. Nhưng khi đối mặt với nó Trần Đức lại cảm thấy một sự quỷ dị. Đến cảnh giới bây giờ của anh, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện cảm giác đó. Cung điện này chắc chắn có chỗ không bình thường. Phải đi vào trong cung điện thật sao? Có lẽ sẽ gặp phái nguy hiểm đỏ. Linh Lung nhắc nhở. Cô ta cũng cảm nhận được sự quỷ dị ấy, ngay cả mình cũng không cảm giác được manh mối nào từ cung điện ấy. Thế nên, dù biết rõ bên trong sẽ có kỳ ngộ nào đó, nhưng Linh Lung cũng không chủ động bảo Trần Đức đi vào. Dù sao, Trần Đức bị thương nặng mới khỏi, không nên tiếp tục mạo hiểm như thế, nếu anh xảy ra chuyện gì không may, rất nhiều người sẽ bị liên lụy. Không còn lựa chọn nào khác nữa mà, đúng chứ? Trần Đức cười khổ, xa xa, loạn lưu điên cuồng thối quét với tốc độ rất nhanh, e lè chưa tới 10 phút nó sẽ bao trùm cả khu mộ. Đúng vậy, Linh Lung nói. Có là đây là thứ mà huyết đồ muốn dùng để đổi lấy mạng mình trước khi chết cũng nên. Khả năng cao là như thế. Trần Đức nhớ rất rõ, lúc mới đến thần ma táng hắn ta có nói đây là một nơi rất tốt. Nhưng, khi đó các huyệt mộ bẽn trong thần ma táng, với huyết đồ mà nói thì những truyền thừa này đều không vô dụng, nó như sách giáo khoa của học sinh cấp 1 đặt trước mặt sinh viên đại học vậy, chẳng có tác dụng gì, còn làm thấp đi trình độ của mình. Vì thế, thứ tốt mà hắn ta nói tuyệt đối không phải là những truyền thừa này, chắc chắn phải còn thứ gì đó khác. Trần Đức đánh vậy đánh bạ, hủy diệt thần ma táng, lại vạch trần một bộ mặt khác của nó. Mà bộ mặt đó rất có thể là bí mật mà huyết đồ muốn dùng để đổi lấy mạng mình trước khi chết. Chỉ là, không biết bên trong cung điện đó rốt cuộc là cái gì. Từ trước đến nay, Trần Đức chưa bao giờ do dự quá nhiều, cơ thể anh di chuyển, bay thẳng về phía cung điện. Khoảng vài giây sau đó, đến rồi, Trần Đức đến trước cửa cung điện, trên đường đi không xảy ra bất kỳ một chuyện ngoài ý muốn nào, giống như Linh Lung lấy đi Thái Dương Châu vậy, rất thoải mái, rất nhẹ nhàng. Nhưng, anh cũng không vội vã vào đó, mà nghỉ chân trước cửa, đôi mắt lướt qua tấm bia cố dựng phía trước. Một chữ ma, viết giữa bia cố, từng nét được viết vào, nếu xem kỹ, sẽ thấy những đường nét đó tạo thành những khe rãnh trên bia. Răng ra khắp nơi, chí trong 10 nét bút ngắn ngủi đã tràn đầy đạo vận, khiến con người ta phải chú ý. Mới liếc nhìn một cái, suy nghĩ trong đầu Trần Đức đã chợt lóe lên, như nhận ra được điều gì đó, Linh Lung, trước đó cô nói trong cơ thể huyết đồ có một giọt ma huyết đúng chứ? Đúng vậy. Bên trong thức hải, Linh Lung khẽ vuốt cằm. Tôi có thể cảm nhận được, hơn nữa cũng nhờ giọt ma huyết đó nẻn hắn ta mới mạnh mẽ như vậy, nếu không, với thiên phú thật sự của hắn ta. Cùng lắm chỉ là một võ giả bình thường mà thôi. Một giọt đã mạnh như thế rồi, nếu là mấy chục giọt, mấy trăm giọt thì sẽ ra sao? Ánh mắt Trần Đức lóe lên sự hào hứng, vui sướng, anh vừa nói vừa giơ một cánh tay lẻn,
năm ngón tay mở ra, chạm vào chữ ma trên bia cổ. Ngay sau đó, vận chuyển âm dương kinh, nguyên khí như thủy triều ùa vào bia cổ. Anh đang, gì thế? Khi Linh Lung đang khó hiểu thì đột nhiên phát hiện trên bia cổ, những khe rãnh tạo thành chữ ma đó bỗng chốc xuất hiện dòng chất lỏng màu đỏ sậm, chẳng mấy chốc đã lan ra cả chữ. Mỗi một giọt máu đều ẩn chứa năng lượng cực kỳ khủng bố với khả năng hủy diệt, vầng sáng thần bí chợt nở rộ. Đây, đây, đây. Linh Lung nhìn mà ngây người, ngày thường dù cô ta bình tĩnh đến mức nào thì lúc này cũng không thể giữ nó được nữa. Không ngờ, chất lỏng màu đỏ sậm chảy khắp các khe rãnh chữ ma đó không phải thứ gì khác, chính là ma huyết. Ma huyết vô cùng tinh khiết. Quan trọng là, nó không chỉ có một giọt, hay hai giọt, cũng không phải là ba giọt, mà nó lấp đầy toàn bộ chữ ma đó. Chữ ma đó to thế nào? Nó cao tận một mét hơn. Vả lại, mỗi một nét chữ đều khắc sâu ít nhất là 10 cm. Đó là bao nhiêu máu tươi mà nói. Ít nhất, phải giết chết một người mới có thể chảy nhiều máu đến thế nhỉ. Một giọt đã đủ để tạo ra một cao thủ như huyết đồ, mà ma huyết trước mắt. Nhóc, nhóc Trần, tại sao cậu lại phát hiện được manh mối thế? Dù là hồn thế nhưng Linh Lung cũng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, hết sức chấn động vì trước đó cô ta không thể cảm nhận được ma huyết trong bia. Cổ! Ai mà ngờ được lại có nhiều ma huyết như vậy tồn tại trong bia cổ cơ chứ? Tỏi nhìn thấy. Trần Đức cười nói, anh thật sự nhìn thấy. Quan trọng nhất là anh không chỉ nhìn thấy ma huyết, mà còn có thứ khác được ấn dấu trong chữ ma. Kia! Thứ có thể khiến anh rung động, hoảng hốt. Khiến anh cảm thấy không thể tin nổi. Âm dương kinh. Đúng vậy. Chính là âm dương kinh. Bên trong chữ ma đó có ẩn chứa đạo vận, nó hoàn toàn giống với âm dương kinh. Trần Đức rung động không sao tả nổi, nhưng sau một khoảng thời gian ngắn anh lại trở về bình tĩnh. Tuy điều này khá là bất ngờ, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Âm dương kinh vốn là do Sử gia tình cờ có được, sau khi có nó, Sử gia đã tìm hiểu được y thuật thần kỳ. Mà cũng chỉ nắm được một phần ngoài của nó, vì thế, y thuật đó cũng vô cùng kỳ quái, tàn nhân. Mặt khác, chấm đen nhỏ trong người anh cũng vô cùng quỷ dị. Tất cả mọi thứ đều tượng trưng cho một chữ. Ma. Trần Đức đã có rất nhiều suy đoán về loại công pháp mình đang tu luyện, nên anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Bây giờ anh chỉ có một suy nghĩ. Đó là hấp thu, cần nuốt số ma huyết này. Đó chính là bảo bối. Đúng vậy. Nó là thứ bảo bối còn quý giá hơn cả nguyên khí hỗn độn. Nhóc Trần, hấp thu ma huyết phải nhận được sự đồng ý, nếu không. Linh Lung còn chưa dứt lời thì đột nhiên không nói nữa, bởi vì cô ta phát hiện ma huyết trên bia cổ đã xuyên qua các lò chân lông trên năm ngón tay Trần Đức, tiến vào người anh như có thứ lực hút nào đó. Sau khi ma huyết tiến vào, chẳng mấy chốc đã hòa làm một thế với anh, từ hai thành một. Nếu không thì sao? Trần Đức khó hiểu hỏi. Chuyện là thế này, muốn cắn nuốt ma huyết, thì phải xem máu của mình có tương thích với ma huyết hay không, bằng cách hòa máu mình với ma huyết để kiểm tra. Linh Lung nói, nhưng mà anh thì, chắc là không cần đâu. Bình thường, dù hai người muốn cho máu thì cũng phải kiểm tra nhóm máu, độ tương thích gen này kia. Ma với người lại càng miễn bàn, không được ma huyết chấp nhận, hay có thể nói là độ tương thích quá thấp, thì phải dùng nhiều cách để điều chỉnh. Hấp thu lung tung chẳng những không có tác dụng mà còn có thể dẫn đến hàng loạt các phản ứng đào thải, thậm chí là tự bạo. Nhưng, với tình hình của Trần Đức bây giờ, cần gì phải tương thích với cả điều chỉnh nữa? Máu trên bia cố thật sự giống hệt như máu của anh. Hòa tan hoàn toàn vào máu chảy trong người anh một cách hoàn hảo, dù có chút tổn thương nhỏ. Thì nhờ có thần lực bất tử điều, nó cũng sẽ trở về bình thường trong phút chốc. Tóm lại. Ma huyết không có ảnh hưởng gì với Trần Đức cả. Chỉ trong chưa đến 100 hơi thở, ma huyết trong bia cổ đã bị Trần Đức hút khô cạn. Linh Lung còn chưa kịp hỏi thăm trạng thái của anh lúc này thì cửa cung điện đã đột ngột mở ra. Kẽo kẹt, cánh cổng nặng nề chậm rãi mở ra, thứ mùi của năm tháng xộc vào mũi, không biết cung điện này đã tồn tại bao nhiêu năm. Có lẽ trong suốt khoảng thời gian đó, đã chẳng có một người nào mở ra. Thứ mùi vị cổ xưa đó như đang mở ra cánh cổng thời gian, cho con người ta cảm nhận được thế sự xoay vần, thời gian trôi nhanh. Có thể thấy rất rõ, sau cánh cửa chính là một con đường. Một con đường rất dài, dài đến mức không thể thấy điểm cuối.
Trần Đức quay lại nhìn Loạn Lưu bắt đầu khởi động, đến cuồng ập vào khu mộ, anh hít sâu một hơi, không hề do dự, từng bước đi vào. Vừa bước vào trong, thì cánh cổng sau lưng anh đã đóng lại một lần. Nữa, cẩn thận một chút, nơi này nhìn đâu cũng thấy quái dị. Trong thức hải, Linh Lung vô cùng cảnh giác và cẩn thận. Trần Đức cũng thế, tuy có được ma huyết đã là một cơ duyên lớn, nhưng nếu không thể sống sót rời đi thì cái gì mà ma huyết, cơ duyên gì đó, tất cả đều là giả, đều bằng không. Bộp bộp bộp, bên trong con đường trống trải đó, chỉ có tiếng bước chân của Trần Đức. Anh đi rất chậm, rất cẩn thận. Khoảng chừng 5 giờ sau, cuối cùng Trần Đức cũng nhìn thấy chút ánh sáng, thứ ánh sáng màu đỏ. Cùng với những bước chân anh tới gần, vầng sáng đó ngày càng rực rỡ, ngày càng chói lóa. Khi anh đi một bước cuối cùng, trước mắt là một khung trời rộng mở sáng. Một đại điện rộng lớn hiện lên trước mặt anh. Trong đại điện, rất trống trải. Đập vào mắt anh đầu tiên chính là một bức tượng. Đó là bức tượng cao tận 10 trượng, đôi mắt to như chuông đồng, sáu cánh tay và sau lưng mọc thêm đôi cánh kim loại. Trong mắt của pho tượng đang nhìn chằm chằm cứa vào, hệt như đang nhìn đăm đăm vào Trần Đức. Bốn cánh tay kia cầm những thứ vũ khí khác nhau, hai tay ở giữa lại đang nâng một chiếc quan tài. Quan tài đó có vẻ được làm từ gỗ, dài hơn 3 mét, rộng 1 mét. Quan tài bằng gỗ mà có thể giữ được lâu như vậy hả? Trần Đức dừng bước, lại nhìn chằm chằm chiếc quan tài kia, thì thào tự hỏi. Không thể, vậy nên quan tài đó không được làm bằng gỗ, dù có làm bằng gỗ thì cũng không phải là loại gỗ bình thường. Linh Lung nói, nếu là loại gỗ bình thường, thì nó chỉ chứng tỏ một điều. Điều gì? Trần Đức hỏi. Chứng tỏ trong quan tài đó là một người rất mạnh, hơn nữa còn mạnh đến mức anh không thể tưởng tượng nổi, đủ đế gỗ khô có thể mãi mãi giữ được trạng thái đó đến vĩnh hằng. Vù vù. Linh Lung vừa dứt lời. Thì đột nhiên, trong đại điện trống trải bỗng chốc vang lên thứ âm thanh quỷ dị mà chẳng có chút dấu hiệu nào. Trần Đức thấy rất rõ, bức tượng to đùng đó đang trừng mắt nhìn mình. Trong đại điện, bức tượng vốn không có chút sức sống bỗng chốc nhìn thẳng về phía Trần Đức trong nháy mắt, đôi mắt đó hệt như mắt người sống vậy. Sao lại thế này? Linh Lung giật mình, giọng nói cực kỳ căng thẳng. Trần Đức thì chẳng có thay đổi gì nhiều, anh chẳng nói chẳng rằng, không hề e ngại bình tĩnh nhìn bức tượng đó, mắt đối mắt. Kẽo kẹt, kẽo kẹt. Cùng lúc đó, quan tài trong tay bức tượng phát ra động tĩnh quái lạ, có thể thấy rất rõ chiếc nắp quan tài lại từ từ mở ra. Bên trong quan tài gỗ không có chôn một người nào như lời Linh Lung nói, mà là một quan tài máu. Gióng máu màu đỏ sậm lóe lên sức sống hừng. Hực, ma huyết, tất cả đều là ma huyết. Nhìn quan tài máu đỏ sậm đó, Linh Lung đánh mất bình tĩnh, cô ta cứ tưởng trong quan tài là một cao thủ, nào ngờ cả quan tài đều là máu. Đống máu đó dùng để làm gì? Trần Đức đứng yên tại chỗ, lặng lặng chờ, ngoài ra anh còn có chút mong đợi, hào hứng. Anh có cảm giác mình sắp chứng kiến kỳ tích. Trong ánh mắt của Trần Đức, sau khi nắp quan tài được mở ra hoàn toàn, thì đống máu phẳng lặng đó bỗng chốc như nước sôi trào lên, không ngừng lan tràn ra khỏi thành quan tài. Bức tượng đang hút lấy đống ma huyết đó. Lạch cạch, lạch cạch. Sau 7, 8 hơi thở, da thịt bức tượng đó bắt đầu có sự thay đổi, hóa thành máu thịt, chỉ trong chưa đến 5 phút ngắn ngủi, bức tượng khổng lồ đó đã sống lại. Rõ ràng chí là một bức tượng nằm im đó, thật sự đã sống lại. Mau chạy thôi. Sâu trong thức hải, Linh Lung đột ngột hét to, tâm trạng căng thẳng đến lạ, cô ta nghĩ thế nào cũng không thể ngờ được, không thể tin được bức tượng đó lại sống dậy. Nên biết rằng đó không phải là người, mà là ma. Chính là ma có thể đánh ngang tay với thần mà các võ giả hay nói. Thần ma, chỉ tồn tại ở thời viễn cổ. Thời viễn cổ cách đây bao nhiêu lâu? Đến nay, có lẽ đã là 10 vạn năm trôi qua. Một vị ma của 10 vạn năm trước đã sống lại như thế, dù Linh Lung có kiến thức uyên bác cũng thấy sợ hãi hoảng hồn. Linh Lung, không sao. Trần Đức lại cười lắc đầu, vẫn giữ bình tĩnh đến lạ, hoàn toàn không có ý định bỏ chạy, đã không còn đường lui rồi thì chạy đi đâu được. Người, khi bức tượng đó sống lại, thì đôi mặt đầy hủy diệt nhàn nhạt đó như xuyên thủng tất cả, đảo qua Trần Đức, thong thả lên tiếng. Một kẻ loài người mà có thể tu luyện được công pháp của ma tộc ư? Đúng rồi, trong người cậu có huyết mạch của ma, tuy là chỉ có một chút,
rất loãng nhưng từng đó là đủ rồi. Trần Đức vẫn bình tĩnh như trước, không kiêu ngạo, không nịnh hót, anh vốn là người có thể thích nghi trong mọi hoàn cảnh, đã đi đến bước đường này, anh chẳng còn chút căng thẳng hay áp lực nào, trong đầu vẫn suy ngẫm về lời bức tượng vừa nói. Trong người anh, có huyết mạch của ma. Nhưng, nó rất loãng. Mà huyết mạch của anh đến từ bố và mẹ. Mẹ anh là người của tộc đệ ngũ Tây Hải, không thể có huyết mạch của ma. Nói cách khác, huyết mạch này đến từ bố anh. Nghĩ tới đó, anh lại càng tò mò về nhà họ Trần ở Đại Thiên Thế Giới. Đệ ngũ Vân Yên từng nói nhà họ Trần là thế gia thời viền cổ, mà ma cũng là chủng tộc chỉ tồn tại ở thời viền cổ. Nói đơn giản hơn, tổ tiên của nhà họ Trần tồn tại cùng thời với ma. Nói thế thì trong nhà họ Trần có huyết mạch của ma cũng là điều hợp lý. Nghĩ đến nhà họ Trần, sự thù hận rất khó che giấu bỗng chốc dâng lẽn trong lòng Trần Đức. Bố anh chết trong tay người nhà họ Trần. Trần Nguyên Vũ. Anh vẫn còn nhớ rất rõ cái tên của kẻ giết chết. Bố mình. Nhìn thấy ma phụ viễn cổ, chẳng những không sợ mà vẫn còn tâm trạng để suy nghĩ nữa hả? Ma Hoàng đáo qua Trần Đức, thản nhiên nói, cậu không sợ bổn tọa giết chết cậu ư? Ma Hoàng. Linh Lung lại càng chấn động, vị ma trước mắt, chính là một ma phụ, một giọt ma huyết bình thường có thể khiến huyết đồ trở nên mạnh mẽ như vậy, nếu là vua của những vị ma, thì mạnh đến cỡ nào, có thể tưởng tượng ra được. Cô ta dám chắc, vị ma trước mặt chính xác là Ma Hoàng. Bởi vì ông ta quá mạnh mẽ. So với ông ta thì Trần Đức Chí là một con kiến mà thôi. Một con kiến nhỏ bé không đáng nói. Ông ta không cần thiết, mà cũng không đáng để nói dối. Giết tôi hả? Trần Đức mỉm cười, nếu muốn giết tôi, với thực lực của ông thì chỉ cần thối cái là tôi đã chết tươi rồi, mà tôi còn sống đến tận lúc này, có nghĩa là ông sẽ không, hay có thể nói là không dám giết tôi. Không dám, cậu nói thử xem tại sao tôi lại không dám. Ma Hoàng nói rất lạnh nhạt, không có chút cảm xúc nào, chẳng thể nhận ra ông ta vui hay buồn, chỉ đứng đó thôi đã cho con người ta thức áp lực nặng như núi. Cũng may đây là Trần Đức, nếu là người khác, e là đã sợ mất cả mật rồi, chẳng thể bình tĩnh nổi, dù là Linh Lung cũng căng thẳng và bất an đến lạ. Dù thế nào cô ta cũng không ngờ thần ma táng lại chôn cất một vị ma. Không chỉ mình cô ta. Những người tiến vào khu mộ này, ngoài huyết đồ ra, e là chẳng có ai cảm nhận được điều khác thường. Bởi vì, nơi này là huyệt mộ của ông, bản thân ông đã chết rồi, giờ phút này ông có thể nói chuyện với tôi đều nhờ vào những thủ đoạn trước đó đã để. Lại, hơn nữa còn là một thủ đoạn nghịch thiên thực hiện được một lần duy nhất, tấm bia đá ngoài cửa, ma huyết, cùng với bức tượng nháy mặt được dùng để kiểm tra thân phận, chỉ có ma tộc tu luyện âm dương kinh mới có thể tiến vào nơi này. Trần Đức chậm rãi nói, nếu tôi chết, sẽ không có người nào đến đây nữa, ông, cũng không còn cơ hội sống lại nữa. Nói tới đây, Trần Đức dừng lại, nhìn chằm chằm Ma Hoàng. Anh nói ra những điều đó đều nhờ vào suy đoán. Hơn nữa, anh đoán nếu như người đến đây không phải là mình, không có ma huyết, không tu luyện âm dương kinh, thế thì ắt hẳn sẽ không thoải mái đi tới được đây. Tại sao nó lại được thiết kế như vậy? Rất đơn giản, thủ đoạn sống lại nghịch thiên đó chỉ có đúng một lần. Tiếc là, ông ta ngàn tính vạn tính, lại không tính đến việc người hồi sinh mình, người đến đây lại là một con người. Trần Đức đến được nơi này đều là vô tình, khả năng gặp được là một phần một tí, nhưng xác suất nhỏ xíu đó đã xảy ra rồi, nên nó biến thành 100%. Thấy Ma Hoàng im lặng không nói gì, Trần Đức biết mình đã đoán đúng, anh nói tiếp, tạo ra nhiều bước kiểm tra và chướng ngại vật như thế chắc chắn có nguyên nhân, hơn nữa còn là nguyên nhân rất quan trọng, cụ thể là gì thì tôi cũng không đoán được, nhưng ông cũng vì nguyên nhân đó nên sẽ không giết tôi, đúng chú. Cậu cũng khá là thông minh đấy. Ma Hoàng im lặng một lát, khẳng định suy đoán của anh, đúng vậy, đó là nguyên nhân bốn tọa không giết cậu. Phù. Trong thức hải, Linh Lung thở hát ra một hơi, đến tận lúc này cô ta mới hoàn toàn yên tảm. Bốn tọa không giết cậu vì hai nguyên nhân. Ma Hoàng thản nhiên nói, thứ nhất, là muốn giữ lại truyền thừa, trước mắt thực lực cậu quá yếu, dù đã hấp thu ma huyết trên bia đá nhưng cũng không thể chống chịu được. Bổn tọa có thể giúp thực lực của cậu tăng lén, giao truyền thừa cả đời của bốn tọa cho cậu. Đồng tử Trần Đức run run, hơi thở có chút ồm ồm, anh đã rung động rồi. Thực lực tăng mạnh, cộng thêm tâm đắc cả đời của một ma hoàng, truyền lại cho anh, những thứ đó với một võ giả mà nói,
hệt như một núi vàng đặt trước mặt người bình thường, chẳng có người nào giữ được bình tĩnh. Tất nhiên, Trần Đức biết rõ trên đời này không có bữa cơm nào là miễn phí. Chắc chắn, Ma Hoàng có điều gì đó cần nhờ. Có được truyền thừa của bổn tọa rồi, cậu chỉ cần làm một việc, đó cũng là nguyên nhân thứ hai bổn tọa không giết cậu. Ma Hoàng nói đến đó thì giọng ông ta không được ổn định, trong sự bình tĩnh đó có chút cảm xúc tức giận. Chuyện gì? Trần Đức hỏi. Giết người, hay có thể nói là diệt thần. Ma Hoàng chậm rãi nói, một ngày nào đó, khi cậu đủ mạnh, đạt tới cái cánh giới đỏ rồi thì hãy đến thần quốc Vĩnh Hằng, giết chết và phân thây kẻ đã phân chia ma tộc, đâm bổn tọa một đao vào lúc. Ma Hoàng phun ra từng chữ một. Trên cùng của biểu mẫu. Dưới cùng của biểu mẫu. Mỗi chữ đều ẩn chứa sát khí lành lạnh, tức giận và oán hận đến tận xương tủy. Tất nhiên, với ông ta mà nói, thần đế đó khiến ông ta đau đến tận xương tủy, hận thù khảm sâu, nỗi oán hận đó là thứ hoàn toàn không thể loại trừ. Trần Đức thì vẫn còn chìm trong rung động. Thần ma, thần ma, thần và ma, trong ấn tượng của anh, nó là hai chủng tộc hoàn toàn khác nhau. Trong lúc bế quan bên ngoài thần ma táng, Linh Lung từng kể một vài tin tức về thần ma. Ma đã bị diệt sạch. Mà thần thì thật sự có tồn tại ở quốc gia Vĩnh Hằng bên ngoài đại thiên thế giới. Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, mạnh đến mức khủng bố, người thường rất khó để tưởng tượng ra được. Nhưng theo thông tin từ những câu nói ngắn ngủi của Ma Hoàng, thì không khó để phản tích được. Thần chính là ma. Ma tộc bị diệt là vì có người chia rẽ ma tộc. Đồng thời đâm một đao sau lưng Ma Hoàng, phản bội ông ta. Tin tức này được truyền ra ngoài sẽ khiến con người ta điên cuồng, ai mà ngờ được rằng ma tộc từng được miêu tả là khủng bố, là máu me, tàn bạo lại từng là một với thần tộc. Linh Lung thầm than thở, đầy kinh ngạc và rung động. Lịch sử vốn được viết bởi người nắm phần thắng, thần thắng, thì những thứ liên quan đến ma đều là phản diện. Trần Đức lựa chọn tin tưởng Ma Hoàng, người này không có lý do gì để lừa anh. Ma tộc bị diệt là vì nó được chia thành hai phái, bất hòa và rối loạn từ trong nội bộ. Vì thế, trên đời này chỉ còn thần, không có ma. Sao, cậu có bằng lòng hay không? Lúc này, Ma Hoàng lại lên tiếng, nhìn chằm chằm vào Trần Đức. Được, tôi đồng ý, một. Trần Đức thôi không suy nghĩ nữa, đồng ý luôn. Thứ anh hận nhất trong đời chính là sự phản bội, kẻ đâm sau lưng người khác như thế, nếu Ma Hoàng thật sự truyền đạo cho anh, chuyện này anh nhất định sẽ dốc hết sức đi làm. Được. Ma Hoàng gật đầu thật mạnh, đột nhiên, sáu cánh tay vung lên. Trần Đức còn chưa kịp lấy lại tỉnh thần. Thì một tay của Ma Hoàng đã chạm vào đỉnh đầu anh, năm cánh tay còn lại kết ấn, bấm tay niệm chú, những hào quang hắc ám hiện lên, bẽn trong thức hải, Linh Lung bị ép phải lăn ra ngoài. Trần Đức, thì lập tức ngất xỉu, ngã xuống đất. Trần Bát Hoang. Sắc mặt Linh Lung chợt đổi. Hoảng hốt hét to, muốn gọi Trần Đức tỉnh lại. Đừng nóng, bốn tọa tặng cho cậu ta một cơ duyên, truyền hết tất cả truyền thừa của mình lại cho cậu ta, có lẽ cần đến 3 tháng. Ma Hoàng thản nhiên liếc nhìn Linh Lung, cô, cứ đứng yên đó chờ là được. Chỉ một ánh mắt đó thôi, Linh Lung đã cảm thấy mình chìm vào vực sâu vạn trượng, u minh vô tận, cả nói cũng không dám nữa. Cùng lúc đó, những ấn ký cũng dâng lên, sau đó lao vọt vào đỉnh đầu Trần Đức. Trong cơ thể Ma Hoàng, hơi thở sinh mệnh đang nhanh chóng biến mất, cơ thể ông ta dần co rút lại, khô cứng, như quả bóng bị xì hơi. Cuối cùng, hóa thành một vầng sáng, biến mất. Trần Đức vẫn còn chìm trong trạng thái hôn mê, rất khó cảm nhận được hơi thở sinh mệnh từ người anh, Linh Lung canh giữ bên cạnh, lo lắng chờ đợi. Dưới cùng của biểu mẫu. Một ngày, 2 ngày, 10 ngày, Trần Đức không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Hệt như một người thực vật, nằm đó không nhúc nhích. 1 tháng trôi qua, hơi thở từ người anh trở nên nặng nề, vững vàng hơn. Dường như có một hơi thở khiến con người ta thấy khủng bố, e ngại tỏa ra từ người anh, lúc này Linh Lung mới yên tâm, xác định anh thật sự không sao, chỉ là đang mạnh lên thôi. Tháng thứ 2, cơ thể Trần Đức sáng lẽn thứ hào quang vàng óng ánh, liên tục ở trạng thái cực cảnh. Tháng thứ 3, vân tẻo giới, ở Bắc Hoang. Lưỡng Nghi Tông. Từ khi danh tiếng của Trần Đức ngày càng lên cao, Lưỡng Nghi Tông lại được Long Đế ưu ái nên đã trở thành tông môn lớn nhất và mạnh nhất Bắc Hoang. Rất nhiều cao thủ tìm đến đẩy để nương tựa, cộng thêm sự quan tâm của Long Đế,
Lưỡng Nghi Tông đã vượt xa thời kỳ thịnh vượng nhất trước kia, 1/5 địa bàn ở Bắc Hoang đều do Lưỡng Nghi Tông quản lý. Hôm nay, bầu không khí trong Lưỡng Nghi Tông lại nặng nề đến lạ. Trong đại điện nghị sự của Lưỡng Nghi Tông, đế vương của Hoàng Triều Vô Cương, Long Đế Chu Long đang ngồi trên cùng, hai bên trái phải lần lượt là Đại Viện Trưởng Học Viện Thánh Phong Cố Lục Đạo và Nhị Viện Trưởng Lâm Chi Tâm, Tam Viện Trưởng, Tứ Viện Trưởng, Ngũ Viện Trưởng và Lục Viện Trưởng đều đến. Còn có một vài người cực kỳ lớn tuổi, đó đều là những người ít nhất 1-2 ngàn tuổi, già đến mức không thể tả nổi, đầy dấu vết của năm tháng, của bể đâu. Có người nào trong số họ không phải là người từng oai phong một cõi, danh chấn thiên hạ? Nếu Hoàng Triều không rơi vào tình huống sống còn, tồn vong thì họ sẽ không bao giờ xuất hiện. Ngoài những người đó, tầng lớp quản lý Lưỡng Nghi Tông như Trình Lâm Phong, Đồ Trường Sinh, Lý Thanh Nguyệt cũng có mặt, không có ngoại lệ, bọn họ đều mạnh hơn rất nhiều. Đầu tiên là tài nguyên phong phú, cộng thêm những cao thủ hướng dần, cảnh giới, thực lực của bọn họ chỉ có thế ngày càng tăng cao. Ngoài những nhãn vật quan trọng đó, còn có mấy cô gái như Ấn An Sương, Hoa Linh Vi, Âu Giã Tư Linh, Diêu Mộng Vũ cũng đến. Với thực lực của bọn họ thì hoàn toàn không có tư cách bàn bạc với thánh nhân, nhưng bọn họ là người con gái của Trần Bát Hoang, chỉ cần là người của anh thì đã đủ tư cách rồi. Ngoài ra, còn có mẹ Trần Đức, đệ Ngũ Vản Yên. Xa hơn một chút chính là một vài tông môn, tông chủ các thế lực, trưởng lão. Trong đó người yếu nhất cũng đã là bán thánh rồi. Tổng cộng hơn 300 người tập trung trong đại điện, hơi thở đầy nặng nề, áp lực. Tộc đệ Ngũ Tây Hà Ô, nhà họ Long và nhà họ Tạ, đây là lần thứ 3 họ gửi tin nhắn tới bắt tỏi phải giao hoàng quyền, chia Bắc Hoang thành hai nửa, tặng cho Trung Châu và Nam Vực. Trong đại điện yên tĩnh, Long Đế chậm rãi mở miệng. Gương mặt từng tràn ngập vẻ hăng hái, khí phách đã hiện lên chút tối tăm ưu sầu, đồng thời, tất cả những người có liên quan đến Trần Bát Hoang, trong đó có cả Trẫm, cũng phải đích thân đến Tây Hải nhận lấy cái chết. Nếu không, tộc trưởng của ba gia tộc, hai hoàng đế của Trung Châu và Nam Vực sẽ đích thân đến Bắc Hoang, san bằng nơi này. Ngày hôm nay chính là thời hạn cuối cùng, còn 3 canh giờ nữa thôi, bọn họ sẽ đến đây. Nói đến đây, Long Đế trông như già đi rất nhiều, vẻ mặt đầy mỏi mệt. 3 tháng nay, trên cùng của biểu mẫu, dưới cùng của biểu mẫu, chuyện xảy ra ở thần ma táng nơi Tây Hải đã lan ra khắp phân tiêu giới. Trần Bát Hoang chém Trình Lực, diệt Huyết Đồ, một mình trấn áp 3 tộc trưởng của 3 gia tộc lớn, chiến tích hiển hách khiến vân tiêu giới sục sôi suốt 3 tháng, rất nhiều người nhắc đến cái tên Trần Bát Hoang. Danh tiếng của Bắc Hoang Thiên Vương vang tận mây xanh, chẳng có người nào không biết, không có người nào không nghe. Đó vốn là một chuyện vui đáng để ăn mừng, nhưng vấn đề là dù 3 gia tộc lớn ở Tây Hải có hèn đến mức nào, bị chèn ép cách mấy thì họ vẫn còn sống để bước ra. Còn Trần Đức thì sao? Đến nay vẫn bặt vô âm tín. Nghe đồn, anh hoàn toàn không hề ra khỏi cấm khu Tây Hải. Ai cũng biết, cấm khu Tây Hải là nơi mà Thánh Vương bị nhốt trong đó cũng sẽ thập tử vô sinh. Nói cách khác, Trần Đức đã chết rồi. Dù anh chết, nhưng cơn tức của 3 gia tộc lớn ở Tây Hải vẫn không biến mất. Bọn họ cử người đến Nam Vực và Trung Châu, ra lệnh cho 2 hoàng triều Đại Chu và Hỗn Nguyên công phạt Bắc Hoang. 3 tháng nay, mấy trăm trận chiến quy mô lớn bùng nổ, biên giới Bắc Hoang đã có 300.000 võ giả tử vong, nhưng số lượng đó vẫn còn tiếp tục gia tăng. 2 tháng nay, đã có rất nhiều tông môn, thế lực lớn rời khỏi Bắc Hoang, đến Trung Châu và Nam Vực. Những chuyện đó diễn ra hầu như là mỗi ngày. Tình hình của Bắc Hoang là họa dâng lẻn tới đầu, không thể lạc quan nổi. Trong đại điện rộng lớn là một sự im ắng và nặng nề đến rợn người. Nay Bắc Hoang gặp phải sự tấn công từ cả 2 bên Nam Vực và Trung Châu, 2 mặt thụ địch, cộng thêm 3 gia tộc lớn ở Tây Hải làm lá chắn. Thậm chí, trong đó còn có gia tộc mạnh nhất Tây Hải, nhà họ Tổ. Liên minh của những kẻ mạnh như thế, sao Bắc Hoang có thể chịu nổi? Hoàng Triều Vô Cương đứng trên bờ vực sụp đổ. Long Đế, mấy gia tộc Tây Hải đó chỉ muốn ra tay với Lưỡng Nghi Tông, để chút cơn tức mà thôi. Trình Lâm Phong nặng nề mở miệng. Kiên quyết nói, Lưỡng Nghi Tông bằng lòng thay mặt tông chủ đã khuất, một mình gánh chịu lửa giận của bọn họ, mong Long Đế thành toàn. Mong Long Đế thành toàn. Cùng lúc đó, hơn 10 người quản lý Lưỡng Nghi Tông, chẳng hạn như Đồ Trường Sinh, Lý Thanh Nguyệt, Đoạn Nguyên đều đứng dậy, hành lễ với Long Đế.
Trần Bát Hoang là tông chủ của Lưỡng Nghi. Tông. Nay. Tông chủ đã chết, những người và việc anh để lại, tất nhiên phải do một mình bọn họ gánh chịu. Với việc này, Trình Lâm Phong và đám đồ trường sinh đều không có một lời oán hận nào. Không có Trần Đức, Lưỡng Nghi tông của họ có lẽ đã bị cung Trường Lâm một tay hủy diệt, sao có thể mở rộng và lớn mạnh như ngày hôm nay. Ước nguyện cả đời họ chính là Lưỡng Nghi tông có thế phát triển. Tâm nguyện đã hoàn thành, bọn họ chết không hối tiếc. Bốn cô gái khuynh quốc khuynh thành, chim sa cá lặn như Ấn An Sương, Hoa Linh Vi, Âu Giã Tư Linh và Diêu Mộng Vũ cũng đứng dậy, chẽn mặt họ là vẻ sầu bi, khó chịu, muốn đi theo Trần Đức. Các người tưởng Chu Long đây là loại người. Gì? Long đế đảo qua mắt từng người đang đứng, nói chắc nịch, Trần Bát Hoang không chỉ là tông chủ của Lưỡng Nghi Tông, mà còn là Bắc Hoang Thiên Vương của trẫm. Các người đều là bạn cũ của Hoang Thiên Vương, cậu ấy qua đời, sao tôi có thể chắp tay đấy mọi người ra như thế được? Huống chi, đệ ngũ vệ đông có nói, tất cả những người có liên quan đến Trần Bát Hoang đều phải chết. Những người mà ông ta nói không chỉ là mọi người, mà có cả Chu Long tôi, thậm chí là Hoàng Triều Vô Cương. Hôm nay, tôi chỉ tới đây để nói cho mọi người biết. Long đế đứng dậy, đầy oai phong, tôi đã điều 800.000 tướng sĩ đến trường thành Vô Cương. Bọn họ đều là những chiến sĩ trung thành nhất Hoàng Triều ta, tôi đã hẹn với bốn tộc trưởng Tây Hải, hai hoàng đế của Đại Chu và Hồn Nguyên, quyết chiến. Chu Long này không ngại đánh một trận. Vừa nói xong, Chu Long đã sải bước đi xuống bậc thang, lướt theo gió ra khỏi đại điện. Dù là chuyện gì, cũng phải đưa ra sự lựa chọn. Chu Long chỉ có hai sự lựa chọn. Ông ta có thể đầu hàng. Nhưng, ông ta không muốn. Tướng sĩ và binh lính của ông ta cũng sẽ không khuất phục. Hoàng Triều Vô Cương là hoàng triều yếu nhất trong ba vương triều. Bạc Hoang cũng là châu lục nhỏ bé nhất, nhưng trăm ngàn năm qua, mảnh đất này vẫn luôn thuộc về nhà họ Chu, thuộc về Hoàng Triều Vô Cương, chưa từng bị thâu tóm. Tại sao? Bởi vì đế vương của Hoàng Triều Vô Cương không ngại đánh một trận nào. Binh lính của Hoàng Triều Vô Cương cũng không sợ sống chết. Tướng sĩ của Hoàng Triều Vô Cương, trong đầu chí có nhiệt huyết, sẵn sàng dùng sinh mệnh để bảo vệ trường thành, bảo vệ mảnh đất đã sinh ra và nuôi lớn họ. Một thân long bào tung bay trong gió, long đế đi tới chỗ chiếc xe, điều khiến đế kiệu cửu long tiến tới trường thành. Sau lưng ông ta, là các cao thủ như hóa thạch sống của Hoàng Triều Vô Cương, viện trưởng của Học viện Thánh Phong, trưởng lão và đệ tử của Lưỡng Nghi Tông, Tiêu Lõi Môn, một đám gia tộc và tông môn khác. Cả đám người chậm rãi tiến đến trường thành Vô Cương. Hai tiếng sau, họ đã đến trường thành. Trường thành được chế tạo từ đá tinh cương. Mỗi một tường thành đều cao lớn hơn cả núi, lại càng nguy nga, ít nhất cũng phải 4-5 vạn thước, các tường thành nối liền nhau, khiến Hoàng Triều Vô Cương như nằm trong tường đồng vách sắt, như một con rồng bảo vệ quốc thổ Vô Cương. Nơi nhóm Chu Long đến là phía đông trường thành, Đông Hoa Môn, chính trực trong sạch, tử khí đông lai. Từ xa nhìn lại, trên tường thành đã có những người mặc chiến giáp, tay cầm thần khí cực kỳ lợi hại. 800.000 binh lính. Tướng sĩ đứng sừng sững nơi đó như mũi giáo. Từ rất xa đã có thể cảm nhận được sự nghiêm trang đó. Cung nghênh Long Đế! Cung nghênh Long Đế! Cung nghênh Long Đế! Xe của Long Đế đã xuất hiện. 800.000 binh lính cùng hô to, giọng như sấm rền, lan ra khắp biển rộng trời cao, kêu vang cả núi rừng. Một đám người, chậm rãi đi từ xa đến, cùng Long Đế đáp xuống Đông Hoa Môn. Vừa mới đáp xuống đất. Đã có một đám người tiến lên, đi đầu là ba ông lão, người mặc chiến bào, áo giáp. Bọn họ cũng giống với Trần Đức, là Bác Hoang Vương. Người đầu tiên là ông nội Diêu Mộng Vũ, Diêu Bình An, Phong Hào An Bình Vương. Thứ hai, là nhà họ Lưu, Lưu Nguyên Lương, Phong Hào Trấn Ma Vương. Thứ ba, là Thiên Vương tản nhiệm của nhà họ Ưng, ông nội Ưng Thanh Vũ, Kỳ Vương, Ưng Chính Kỳ. Sau lưng ba người họ là 10 vị tướng quân. 800.000 chiến sĩ được 10 tướng quân này làm thống soái, thực lực đều trên thần vương. Không cần đa lễ. Long đế bình tĩnh nói, cùng chấm lên đài điểm tướng. Rõ. 10 đại tướng và 3 thiên vương cùng lên tiếng đáp lời. Chu Long bước xuống xe, đi lên Đông Hoa Môn, dần theo mấy trăm người bước lẽn đài điểm tướng. Đài điểm tướng cao 5 vạn thước, cực kỳ rộng lớn, có sức chứa lên đến cả chục ngàn người.
Đứng trên này có thể thu hết những ngọn núi và 800.000 binh lính kia vào mắt. Cùng lúc đó, mọi người cũng có thể nhìn thấy Chu Long. Long bào phấp phới, mái tóc dài như đang ấm ướt, vừa mới giơ tay lên thì tiếng hô hào và bàn tán bên dưới đã trở nên yên tĩnh. Bọn họ biết, Long đế có lời muốn nói. Đây là lần đầu tiên trong mấy trăm năm qua, Long đế đích thân lên đài điếm tướng. Các vị tướng sĩ và binh lính bên dưới, chúng ta sắp nghênh đón một trận chiến sống còn, trong trận này, cửu tử nhất sinh. Chu Long đảo qua 800.000 tướng sĩ, giọng không to, nhưng linh khí hỗn loạn vẫn lọt vào tai mỗi người. Các vị đều là những chiến sĩ được chọn lựa kỹ càng, sẵn sàng ở lại để kề vai chiến đấu với bản đế, là những người anh hùng sẵn sàng bảo vệ lãnh thổ vô cương ta. Chu Long này thề, nếu hôm nay có một phần vạn cơ hội đế hoàng triều vô cương vượt qua kiếp nạn này, tất cả hậu nhãn của các vị đều sẽ được ân sủng trăm năm. Mong các vị không chê, hôm nay Chu Long xin cảm ơn mọi người. Chu Long nói đến đoạn này thì hành lễ với 800.000 tướng sĩ. Hành đại lễ, quỳ gối xuống đất. 10 vị tướng của Bắc Hoang bên cạnh ông ta đều kinh hãi, tiến tới muốn đỡ ông ta dậy theo bản năng, lại bị ông ta ngăn lại. 800.000 người, 800.000 người, sau trận chiến này có thể còn lại bao nhiêu? 800 vạn, 80 vạn, 8 vạn. Chu Long không dám nghĩ. Ông ta chỉ biết hoạn nạn thấy chân tình, những người này biết rõ là cửu tử nhất sinh nhưng vẫn ở lại, bọn họ đáng để Chu Long phải quỳ xuống một lần. Khoảnh khắc ông ta quỳ xuống, đường đường là Long đế cũng đã rơi một giọt nước mắt. Đế vương có lệ không được rơi, đó là do nó vẫn chưa đủ đau lòng mà thôi. Một giọt nước mắt, không biết đang khóc cho Giang Sơn, hay khóc vì 800.000 tướng sĩ. Bán kính ngàn dặm, 800.000 tướng sĩ im lặng, câm nín, hốc mắt đỏ bừng, chiến ý ngày càng tỏa ra dày đặc hơn, mạnh mẽ hơn. Từng đợt linh khí dâng lên, đất trời biến sắc, gió thổi mây phun. Chu Long, là đế của Bắc Hoang, là hoàng của Vô Cương. Trên mảnh đất này, ông ta là người địa vị cao nhất, là tín ngưỡng của 800.000 tướng sĩ, là vị thần trong lòng bọn họ, không ai có thể khinh nhờn. Trên đời này, làm gì có ai được nhận một quỳ của ổng ta? Lần này ông ta quỳ xuống. Đã kích thích được tất cả chiến ý trong lòng 800.000 binh lính. Một tướng sĩ rơi nước mắt, nắm chặt vũ khí trong tay. Bọn họ đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một trận sống còn. Trận chiến này, nguyện chết vì Long đế, nguyện chết vì Hoàng triều Vô Cương. Chu Long quỳ ở đó suốt 3 phút. Từng phút trôi qua rất dài, có lẽ là thời khắc lâu nhất. Dài nhất mà 800.000 binh lính này trải qua. Uống rượu vốn là tối kỵ trong quân, nhưng hôm nay bản đế muốn cạn một ly với các vị. Rất lâu sau đó, Chu Long chậm rãi đứng dậy, ông ta vung tay lên. 10 tướng soái bên cạnh lập tức đi sắp xếp. Khoảng trăm hơi thở sau, trong tay 800.000 tướng sĩ đã cầm một chén quỳnh tương ngọc dịch. Đây là rượu Chu Long tốn hơn 2 tháng, đích thân ủ ra, đã được chuyển đến quân đội từ sớm. Chỉ chờ đến cái ngày này, cái thời khắc này. Trên đài điếm tướng, An Bình Vương, Trấn Ma Vương, Kỳ Vương rót rượu cho Cổ Lục Đạo, Trình Lâm Phong, Đệ Ngũ Vân Hiến, Hoa Linh Vi, Ấn An Sương, rót rượu cho tất cả mọi người. Rượu rất nồng, rất thơm. Uống rượu thì phải chạm cốc vui vẻ. Nhưng giờ phút này, lại không có người nào cười nối. Các tướng sĩ, các chiến sĩ, các anh em, uống xong chén rượu này, chúng ta nghênh chiến. Hai tay Chu Long cầm chén, đưa lên miệng, dần đầu rót toàn bộ rượu xuống cổ họng. Sau đó, 800.000 tướng sĩ, hơn trăm, hơn vạn tông môn và thế lực cũng cạn chén. Dù là nam hay nữ, dù là già hay trẻ, rượu rất mạnh, trôi xuống yếu hầu khiến thời khắc lịch sử này được tô thêm chút màu sắc. Keng, uống hết rượu, chén đều được ném xuống đất. 800.000 chén được ném xuống đất. Tiếng vỡ vụn liên tục vang lên. Sau đó, Chu Long không nói thêm gì nữa. Đi đến vương vị trên đài điểm tướng, ngồi xuống. Cố Lục Đạo, Lâm Chi Tâm và cao thủ học viện Thánh Phong, tầng lớp quản lý lưỡng nghi tông, đệ. Ngũ Vân Yên mẹ Trần Đức cùng với những người đàn bà của anh, mọi người đều ngồi xuống. Không ai nói thêm gì nữa, một đám lẳng lặng. Chờ đợi trận đại chiến bắt đầu. Chờ gia tộc Tây Hải, chờ đợi Hoàng Triều Đại Chu, Hoàng Triều Hỗn Nguyên. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Trôi qua rất nhanh. Đến rồi.
ba gia tộc lớn của Tây Hải, không, nói chính xác hơn là bốn gia tộc lớn. Ngoài tộc trưởng của ba gia tộc lớn như Đệ Ngũ Vệ Đông, Long Hải Thăng, Tạ Bình, thì còn có cả tổ trưởng không? Người nắm quyền của cả bổn gia tộc lớn đều đến đây cả rồi. Theo chân bọn họ chính là đế vương Đại Chu là Chu Thiên Nguyên và thân Đổ Nghĩa, hoàng đế Hồn Nguyên. Thêm vào đó là Long Đằng, Tổ Hàn Hương, cùng với một vài thanh niên trẻ nổi bật. Bọn họ cùng đứng trên con thuyền chiến khổng lồ, nguy nga, cao tới cả cây số, muốn tránh né ánh mặt mọi người cũng khó. Con thuyền chiến trôi nối trên không như lướt trên mặt nước, vừa nhanh lại vững vàng. Khoảnh khắc trông thấy con thuyền chiến. Anh! Đệ Ngũ Vân Yên mất bình tĩnh, sắc mặt của bà khó coi như người chết, đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, ánh mắt rưng rưng. Chén con thuyền chiến đó, ngoài người đứng đầu của bốn gia tộc lớn, hoàng đế hai hoàng triều, còn có một người nữa. Đệ Ngũ Hiên. Ông ta bị trói trên cột buồm cao cao của chiếc thuyền, như lá cơ dương lên, khiến con người ta phải chú ý. Trên người ông ta chẳng có một mảnh vải che thân nào, từ trên xuống dưới đầy vết thương, chẳng có chỗ nào lành lặn, cả gương mặt đó cũng có đầy vết thương đan xen. Trông có vẻ giống bị đánh bằng roi, những vết thương hẹp vừa sâu vừa dài thấy cả xương, chi chít, lạnh lẽo đến rợn người. Đệ Ngũ Hiên vẫn chưa chết, nhưng cũng không khác người chết là mấy. Chỉ còn chút hơi tàn thoi thóp. Đệ Ngũ Vệ Đông tra tấn ông ta suốt 3 tháng, đó chính là 3 tháng sống không bằng chết. Sở dĩ ông ta không giết luôn. Chính là vì ngày hôm nay, lão già đó muốn ông ta tận mắt nhìn thấy cái ngày bốn gia tộc lớn đổ sát. Sau con thuyền đó chính là dãy thuyền chiến, xe thú, xe chiến dài rằng rặc, đáo mặt nhìn lại, hoàn toàn không thể nhìn thấy điểm cuối, ít nhất cũng phải chứa đến cả 100 triệu người. Nhưng... tất cả đều là những tinh binh mạnh nhất, lực chiến sung mãn. Bọn họ đến đúng giờ, không đánh lén, không đánh úp, mà đến Đông Hoa Môn đúng vào giờ hẹn. Trong trường thành Vô Cương, ở một số nơi khá an toàn, có rất nhiều cao thủ tập trung ở đó. Hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, dù bọn họ không tham gia vào, cũng sẽ không bỏ lỡ. Rất nhiều cao thủ đến xem cuộc chiến, vài người ghi lại vào sách sử, chuẩn bị miêu tả thật chi tiết cuộc chiến này. Để nó trở thành lịch sử của Vạn Tiêu giới. Hoàng triều Vô Cương chắc chắn sẽ trở thành lịch sử. Lần này chắc chắn Bắc Hoang chạy trời không khỏi nắng rồi. Bọn họ không thèm đánh úp vào thành, cũng chẳng phải là tuân thủ lời hứa gì, mà là bọn họ không cần phải làm thế. Đúng vậy, chỉ có một mình Hoàng triều Vô Cương thì lấy cái gì để đấu với bốn gia tộc lớn. Lần này, bốn gia tộc lớn của Tây Hải, ngoài tộc trưởng, gia chủ gia cũng chỉ có mấy thanh niên trẻ tới, đối mặt với một hoàng triều phụ thuộc, bọn họ căn bản không cần phải đích thân xuất binh, tất cả đều là người của Đại Chu và Hỗn Nguyên. Bốn gia tộc Tây Hải, chọn bừa một tộc thôi là đủ để tiêu diệt một quốc gia rồi, chỉ là bọn họ khinh thường không thèm làm, khinh thường không thèm thống nhất. Chỉ cần vài quốc gia duy trì cống nạp tài nguyên là đủ rồi, từ khi Bắc Hoang bị chĩa mũi nhọn, hoàng triều Vô Cương này chắc chắn sẽ thành lịch sử. Đáng tiếc. Chu Long cũng là một thế hệ quân vương anh minh, có tiềm năng rất lớn, có khí khái của người anh hùng, đúng là đáng tiếc. Đáng tiếc, tôi thấy ông ta bị ngu thì đúng hơn, vì một Trần Bát Hoang với Lưỡng Nghi Tông mà đối. Đầu với cả bốn gia tộc lớn, đúng là tự tìm đường chết mà. Những tiếng bàn tán liên tục vang lên, không ai xem trọng Hoàng Triều Vô Cương, như thể họ đã nhìn thấy kết quả cuối cùng của trận chiến này vậy, có tiếc hận, có thương hại. Nhưng phần lớn vẫn là mỉa mai và châm chọc. Chẳng mấy chốc, vài phút trôi qua, con thuyền chiến đó đã đến gần. Tiếng ù ù vang vọng. Bọn họ đã đến dưới trường thành Vô Cương, trước mặt đại trận hộ quốc. Nhất thời, cảm giác sơ sát tẽo điều dâng lén, binh lính hai phe như kẻ thù không đội trời chung, sát ý lóe lên, gió thổi qua bầu không khí như hóa thành những lưỡi dao sắc bén, tàn sát bừa bãi, như bão táp. Đứng đầu. Đệ Ngũ Vệ Đông nhìn Chu Long xa xa, khinh. Thường đảo qua từng người trên đài điểm tướng, mỉa mai nói, Chu Long, tôi cực kỳ khâm phục cậu, khâm phục sự cố chấp của cậu, ngu ngốc đi tới Đông Hoa Môn, nếu tôi là cậu thì đã sớm cụp đuôi cút đi càng xa càng tốt rồi, ha ha. Thế nên ông là chó, còn tôi là vua. Sắc mặt Chu Long vẫn rất bình tĩnh, không hề khách sáo chút nào, trực tiếp đáp trả, giọng nói đầy âm u, chó, chỉ biết ôm khư khư lấy nhà mình. Đệ Ngũ Vệ Đông, ông nói xem có đúng không? Ha ha! Ha! Cậu!
Sắc mặt Đệ Ngũ Vệ Đông đột nhiên trở nên tối đen, suýt chút nữa nổi giận, nhưng chút sát ý đó nhanh chóng biến mất. Chu Long, thật sự không xứng đế ông ta phải đích thân ra tay. Ha ha, xem ra đế vương của Hoàng Triều Vô Cương cũng chỉ có cái miệng lưỡi sắc bén mà thôi, mong là lát nữa khi quỳ gối trước mặt bọn tõi thì vẫn có thể kiêu ngạo được như thế. Đệ Ngũ Vệ Đông khinh thường cười nói, nhưng mà, đến lúc đó nếu như cậu dập đầu ba cái trước mặt chúng tôi, có lẽ chúng tôi sẽ tha cho cái mạng. Chó của cậu, không biết kẻ miệng lưỡi sắc bén là bản đế, hay là các người. Long đế vẫn cười lạnh, đối mặt với bốn gia tộc lớn, với hàng trăm triệu đại quân, ông ta vẫn không hề sợ hãi, khí thế của bậc quân vương hoàn toàn lộ rõ không sót một chút nào. Dừng lại một lát, ông ta lại thản nhiên lên tiếng một lần nữa. Muốn chiến, thì chiến. Không chiến thì cút, đừng nhiều lời vô nghĩa làm gì. Đối mặt với kẻ địch và thần tử, tướng sĩ của mình, Long đế có hai thái độ hoàn toàn khác nhau. Muốn chiến thì chiến, không chiến thì cút. Chu Long đã sợ bao giờ chưa? Thế thì các tướng sĩ, binh lính và thần tử của ông ta làm sao có thể lùi bước được? Chu Long điên rồi hả? Lại dám nói những lời đó với Đệ Ngũ Vệ Đông? Ngu chết đi được, tại sao Hoàng Triều Vô Cương lại có loại hoàng đế như vậy chứ? Chắc là tên này bị ảo tưởng sức mạnh quá rồi, ha ha. Xa xa, không ít võ giả lắc đầu, hoàn toàn không thể hiểu nổi, theo bọn họ, ở một nơi khắc nghiệt như Vân Tiêu giới này, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Những lúc thế này, Chu Long nên cầu xin tha thứ, chứ không phải là cứng đối cứng. Hành động của ông ta có thể nói là ngu phải biết. Bên cạnh Đệ Ngũ Vệ Đông, đế vương của Hoàng Triều Đại Chu, Chu Thiên Nguyên bước ra, thản nhiên nói. Chu Long ơi là Chu Long, cũng may năm đó tổ tông của ông đã dẫn theo người nhà mình tách khỏi nhà họ Chu, một chi nhà các người đúng là ngu xuẩn. Các người còn tồn tại một ngày, tôi lại cảm thấy buồn nõn ngày đó, vì một trần bát hoang, chôn vùi cả giang sơn vạn năm, ha ha. Ông không hiếu được cũng đúng thôi, tổ tiên nhà các người vốn là kẻ vong ân phụ nghĩa, lấy oán trả ơn mà, đúng chứ? Chu Long đáp trả cực kỳ gay gắt, cười cợt nói, hàng vạn năm trước. Nếu không có ân nhân của ông cha tôi hỗ trợ thì làm sao các người thống nhất giang sơn được? Kết quả thì sao? Các người lại âm mưu giết chết người ta, cướp đi hết mọi công lao. Ha ha, tổ tiên tôi vẫn xem các người là thân thích. Con cháu của những người như thế, thì làm sao mà biết được tình nghĩa của tôi với Hoang Thiên Vương mà nói? Chu Long xem trọng Trần Đức như thế, không chỉ vì thiên phú của anh. Bàn về cao thủ, trên đời này vẫn còn rất nhiều người thiên phú chắc tuyệt. Nhưng chẳng có mấy ai nhận được sự tán dương của ông ta. Điều ông ta thích hơn cả, chính là tính cách của Trần Bát Hoang. Bao che khuyết điểm, không màng sống chết. Chu Long cũng là người như thế, trước kia là như vậy, bây giờ cũng thế, nếu có tương lai, cũng sẽ không thay đổi. Vì thế, dù Trần Bát Hoang đã chết, thì những thứ ông ta muốn bảo vệ vẫn vậy, trước sau như một. Huống chi. Ông ta nghĩ rằng Trần Bát Hoang không thể chết dễ dàng như thế được, trông anh không giống một người đoản mệnh, đến tận lúc này, trong lòng ổng ta vẫn còn mong chờ. Tuy rằng sự chờ mong đó không được thực tế cho lắm, xác suất có thể nói là bằng không. Hai người bình thản nói chuyện khiến một số người đứng xem, ghi lại lịch sử của Vân Tiêu giới rung động. Chu Long và Chu Thiên Nguyên, không ngờ tổ tiên của họ lại cùng một dòng họ. Trong đoạn đối thoại, chẳng khó để nhận ra. Nhiều năm trước, tổ tiên Chu Thiên Nguyên đánh được cả mảnh đất Trung Châu, sau đó tính kế giết hại một cao thủ thánh vương. Mà tổ tiên Chu Long đã ngăn lái. Vì thế nên họ mới rời khỏi Trung Châu. Một đám võ giả ghi lại lịch sử múa bút thành văn, ghi lại chuyện này cùng với đoạn đối thoại của hai người, cũng như suy đoán của bản thân mình lại. Ha ha, ngu ngốc. Chu Thiên Nguyên cười lạnh, ông ta không cảm thấy tổ tiên mình có bất kỳ vấn đề gì, làm người thì phải biết thời biết thế. Nguyên đế, cần gì phải lắm lời với một kẻ sắp chết. Hoàng đế Hoàng Triều Hồn Nguyên, thần đồ nghĩa thản nhiên nói, trực tiếp phá vỡ đại trận đó, giết người, cho ông ta biết thế nào là tình nghĩa, thế nào là thức thời. Cũng đúng nhỉ. Chu Thiên Nguyên cười ha hả nói, ông ta hoàn toàn không hề lo ngại về những kẻ ghi chép lịch sử. Vân Tiêu giới xung quanh. Một trận thắng, trên sách sử chính thống sẽ không bao giờ xuất hiện câu chuyện tổ tiên ông ta bội tình bạc nghĩa. Lấy oán trả ơn. Lịch sử, mãi mãi được viết bởi người thắng. Đệ Ngũ Vệ Đông. Đột nhiên,
trên đài điểm tướng. Đệ Ngũ Vân Yên trở nên kích động, ánh mắt rưng rưng hét lớn, nếu ông còn chút lương tâm thì hãy thả anh tôi ra, bao nhiêu năm qua, anh ấy đã lập bao nhiêu công lao cho tộc Đệ Ngũ, nào có ít đâu. Sao nào Đệ Ngũ Vân Yên, đau lòng hả? Đệ Ngũ Vệ Đông cười lạnh, trong tay ông ta đột ngột xuất hiện một cây roi dài, đánh thẳng vào người Đệ Ngũ Hiên. Một roi đánh xuống, cả người Đệ Ngũ Hiên run rẩy dữ dội như bị điện giật, miệng sùi bọt mép, ánh mắt đầy dữ tợn, đau đớn gầm khẽ. Anh, một, mặt Đệ Ngũ Vân Yên trắng bệch, như được bôi một lớp sơn trắng, còn tái nhợt hơn cả người chết, như muốn lao tới. Âu Dã Tư Linh, Hoa Linh Vi, Ấn An Sương, Diêu Mộng Vũ đều nhanh tay lẹ mắt giữ lấy bà. Ồ, Đệ Ngũ Vệ Đông khẽ cười, thế nào, Đệ Ngũ Vân Yên, bây giờ thì cô đau lòng rồi hả? Khi ông ta nói chuyện, lại có thêm hơn 10 roi nữa rơi xuống người Đệ Ngũ Hiên. Đệ Ngũ Vân Yên khóc, hốc mắt bà ấy đỏ bừng, nước mắt chảy dài. Nhưng, bà ấy cực kỳ thông minh, biết rõ tính cách Đệ Ngũ Vệ Đông nén không cầu xin ỏng ta nữa, bà ấy càng xin thì Đệ Ngũ Vệ Đông lại càng ra tay tàn nhẫn. Lòng bà đầy lạnh giá, trở về chỗ ngồi, không nói thêm nửa chữ. Tộc trưởng tộc Đệ Ngũ cần gì phải lãng phí thời gian, tõi muốn giết người lắm rồi, tõi muốn thấy máu. Lúc này, Tạ Bình nói với giọng đầy âm u. Đệ Ngũ Vệ Đông gật đầu, đã thế thì chúng ta cùng nhau phá cái gọi là đại trận hộ quốc đó đi. Được. Ra tay. Tổ trường không, Long Hải Thăng, Tạ Bình, ba thánh nhãn bùng nổ thứ khí thế bức người, cùng giơ nắm đấm lẽn với Đệ Ngũ Vệ Đông, đánh thẳng vào đại trận hộ quốc. Sau đó, bốn luồng nguyên khí điên cuồng ngưng tụ lại, đè nén hư không, trong sự kinh hãi của tất cả mọi người, cùng với ánh mắt chấn động đó, nó lao nhanh về phía đại trận hộ quốc. Cùng lúc đó, đại trận vỡ nát. Cùng với tiếng nổ ầm vang, cả trường thành rung lắc dữ dội, như đang xảy ra động đất cấp 10, mặt đất nứt vỡ, màn trời biến sắc. Những vầng hào quang lóe lên, cuồng phong nối dậy, trận văn bị phá thành từng mảnh nhỏ. Mà đại trận hộ quốc với hàng trăm ngàn đại quân vạn mã đã vỡ nát như thế. Hàng trăm vạn binh lính thi triển đại trận đều bị thương, ho ra máu. Đó là sức mạnh của thánh nhân ư. Xa xa, da đầu của rất nhiều người đứng xem chợt run lên, cả người run rẩy. Rất ít khi được thấy thánh nhân xuất hiện ở vân tiêu giới thế này. Đây cũng là lần đầu tiên khá nhiều võ giả ở đây được trông thấy một cao thủ cấp bậc thánh nhân. Bọn họ thật sự quá mạnh mẽ, mạnh đến mức con người ta phải hoảng hốt, sợ hãi và tuyệt vọng. Dù là Chu Long thì sắc mặt ông ta cũng thoáng tái nhợt. Nhóm cổ lục đạo cũng trở nên nặng nề đến lạ. Bấy giờ, không ai có thể giữ được bình tĩnh. Nó thật sự rất chấn động. Đại trận hộ quốc đó là thứ mà cả trăm ngàn thần vương tấn công cũng chưa chắc đã phá nổi đấy. Đó chính là gốc rễ của cá hoàng triều vò. Cương, bây giờ, bảy giờ nó đã bị phá rồi. Thật sự bị phá nát rồi. Cảnh tượng đó, với nhóm Đệ Ngũ Vệ Đông mà nói là quá bình thường, nhưng với đa số người ở vân tiêu giới mà nói, thì nó vô cùng chấn động. Hàng trăm triệu người nghệt mặt, ngơ ngác nhìn chằm chằm cảnh tượng đó, như mất đi khả năng suy nghĩ. Ha ha ha, mới đó đã bị dọa sợ rồi hả? Tiết mục hay ho hơn vẫn còn phía sau cơ mà. Đệ Ngũ Vệ Đông cười lạnh, nói với Chu Nguyên Thiên và Thân Đồ Nghĩa, ra lệnh cho người của các cậu, giết. Giết không chừa một manh giáp nào. Rõ. Gạch chéo. Rõ. Hai người hết sức tôn kính Đệ Ngũ Vệ Đông. Sau đó, họ cùng đưa ra mệnh lệnh vào hư không. Mệnh lệnh đó chỉ có một chữ. Giết tơ. Một chữ đầy hờ hững, dấy lên một làn sóng lan rộng. Sau đó, trong những con thuyền chiến kia, từng bóng người xuất hiện giữa không trung, đông đúc như côn trùng lướt qua cánh đồng, che mờ cả mặt trời. Giết! Giết đi! Những tiếng hét to vang lên, binh lính của Hoàng Triều Đại Chu và Hoàng Triều Hỗn Nguyên hào hứng, máu nóng sôi trào, xung phong liều chết. Cuộc chiến với quy mô lớn thế này phải ngàn năm mới có được một lần, là cơ hội rất tốt để lập công. Bọn họ không hào hứng làm sao được. Không nhiệt huyết thế nào được. Giết! Trên đài điểm tướng, Chu Long vung tay lên, một thanh kiếm màu vàng hiện lên, giơ thẳng lên cao, ánh sáng màu vàng kim như mặt trời chói lóa chiếu sáng bốn phương tám hướng. Giết! Một! Ngay sau đó, ba thiên vương của Bắc Hoang, 10 tướng soái cũng dần đầu lao lên.
800.000 binh lính hùng hổ như dã thú, xung phong liều chết. Dù đã nhìn thấy sự mạnh mẽ và khủng bố của thánh nhân, thì bọn họ cũng không lùi bước, đó là chuyện trước nay chưa từng có. Giết một tên không mệt, giết hai tên lời to. Anh à, bố mẹ à, vĩnh biệt nhé. Giết. Hai. Nhóm võ giả của Hoàng Triều Vô Cương xông lên với tinh thần quyết tử. Chưa đến 10 giây, binh lính hai phe đã chém giết lẫn nhau. Phụt. Xoẹt xoẹt xoẹt. Cuộc chiến hết sức căng thẳng. Nhất thời, những dòng máu văng ra như suối, mặt đất bị nhuộm một màu đỏ rực, mảnh đất dài vạn dặm đều biến thành chiến trường, màn trời u ám, trắng thấy ánh sáng mặt trời. Trong nháy mắt, chẳng biết có bao nhiêu người đã bỏ mạng, không biết bao nhiêu người đã hy sinh. Tất cả mọi thứ xảy ra đều vì sự tức giận trong lòng Đệ Ngũ Vệ Đông, Tạ Bình và Long Hải Thăng. Thánh nhân tức giận, xác chất thành đống. Long Đằng, cháu lên đài điểm tướng đó lấy đầu bọn Chu Long về đây đi. Long Hải Thăng thản nhiên nói. Dạ. Long Đằng gật đầu, sau đó, chân dẫm vào hư không, nhanh chóng đi về phía đài điểm tướng. Tổ trường không thoáng thở dài, nói với Tố Hàn Hương, cháu cũng đi đi, ngăn cản đám viện trưởng của Học viện Thánh Phong lại. Tổ Hàn Hương không nói gì, chạy theo bóng lưng Long Đằng. Mấy đứa cũng chạy theo học hỏi chút kinh nghiệm đi. Đệ Ngũ Vệ Đông nói với bốn thanh niên trẻ tuổi bên cạnh. Đó lần lượt là Đệ Ngũ Khổn từng thua Trần Đức trước đó, Thái tử Hoàng Triều Đại Chu Tẻn Chu Hưng, cùng với Thái tử Hoàng Triều Hỗn Nguyên, Thân Thiện. Cuối cùng là thanh niên trẻ mạnh nhất nhà họ Tạ, Tạ Danh. Bốn người, trong đó Đệ Ngũ Khôn là mạnh nhất, nay đã là bán thánh. Tạ Danh là thần vương đỉnh phong, Thân Thiện và Chu Hưng thì đều ở mức thần vương ngũ trọng. Bốn người nhận được mệnh lệnh, nhanh chóng nhón chân lao về phía đài điểm tướng. Đệ Ngũ Vệ Đông, Tổ Trường Không, Tạ Bình, Long Hải Thăng, Chu Thiên Nguyên, Thân Đồ Nghĩa thì sao? Bọn họ không hề có chút căng thẳng nào, sai người mang một bàn rượu và thức ăn lên, bắt đầu dùng bữa và uống rượu ở giữa chiến trường. Thậm chí, còn có một nhóm người đẹp nhảy múa. Có thể nói là ca múa mừng cảnh thái bình, vô cùng thoải mái. Hoàn toàn không để tính mạng của hàng trăm triệu cao thủ và tinh binh vào mắt, với bọn họ, chúng sinh chỉ là quân cờ, là con kiến mà thôi. Kẻ yếu thì đáng chết. Trước khi chết có thể chút được cơn tức cho những người ngồi tít trên cao như họ, có thể khiến họ nở nụ cười, đó cũng là một vinh quang. Không chỉ mình bọn Đệ Ngũ Vệ Đông nghĩ thế, mà phần lớn những binh lính đang xung phong liều chết trên chiến trường kia cũng có tư tưởng đó. Được các thánh nhân quan sát cuộc chiến này, đó là vinh hạnh của bọn họ. Dù chết, cũng chết rất đáng. Giết chóc vẫn liên tục kéo dài, máu tươi của mấy trăm đến cả ngàn vạn người chảy dọc thành sông, chín tầng mây dậy sấm, mưa to tầm tã. Cuộc chiến của các võ giả vô cùng tàn khốc, mặt đất nứt vỡ, hư không méo mó, vỡ vụn, có vài người lính như bị vặn nát xương thịt. Biến thành đống máu thịt loãng trong nháy mắt. Xương trắng và thịt đỏ kích thích từng dải thần kinh và ánh mắt của mọi người. Bấy giờ, bọn họ đã giết đỏ cả mắt rồi, trong đầu chẳng còn thứ gì khác, chỉ có kẻ thù. Trên đài điểm tướng, Long Đằng đáp xuống, đứng trước mặt Chu Long, bình tĩnh và khinh thường liếc nhìn ông ta, ông mà cũng xứng dùng một chữ Long đó ư. Vừa nói xong, Long Đằng đã trực tiếp ra tay. Trong cơ thể hắn ta bùng nổ hơi thở khủng bố. Bán thánh. Bây giờ hắn ta đã hoàn toàn trở thành một bán thánh, trước đó, khi còn là thần vương cửu trọng hơn ta đã đủ sức đánh với bán thánh đỉnh phong một trận, nay, hắn ta lại càng mạnh. Ánh mắt hắn ta lóe lên sự hào hứng và chiến ý dày đặc, một đấm giơ lên đánh về phía Chu Long. Tiếng xé gió chói tai quanh quấn, không gian ầm ầm sụp đổ. Chu Long chỉ là một thần vương cửu trọng, hoàn toàn không thể đón được một đấm này. Nhưng ông ta không hề có chút sợ hãi nào, lùi lại phía sau, cầm thanh kiếm màu vàng lên, hơi thở của đế vương quanh quấn, khí phách, vững vàng. Khoảnh khắc nắm đấm của Long Đằng rơi xuống. Hai bóng người già nua đột ngột xuất hiện trước mặt ông ta, đỡ thay ông ta. Đó là hai vị bán thánh. Bọn họ đã rất già rồi, trông có vẻ sắp cưới hạc về trời, mái tóc trắng xóa, da đầy nếp nhăn, nhưng hơi thở từ hai người họ lại vô cùng khủng bố. Bọn họ là những người thế hệ trước của Hoàng Triều Vô Cương, là sự tồn tại tựa như hóa thạch sống. Bọn họ chí xuất quan khi Hoàng Triều Vô Cương gặp phải nguy cơ sống còn. Hai lão già này đã một đống tuổi rồi mà vẫn còn lao ra tìm cái chết nhỉ. Nhìn thấy hai người họ,
Long Đằng cười lạnh, hoàn toàn không hề có sự sợ hãi. Nắm đấm sợ tuổi trẻ, cùng một cảnh giới, hai người đã già thành như thế, mà hắn ta chỉ mới 25 tuổi, điều đó chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ hai người này đã đi tới cuối đường rồi, thiên phú có hạn, các chức năng của cơ thể không còn ở thời kỳ đỉnh cao nữa. Vừa nói xong, Long Đằng đã trực tiếp đánh với hai người. Hắn ta thật sự quá mạnh mẽ, sau các chiêu thức, hai ông lão đã hoàn toàn rơi xuống thế hạ phong, chỉ có thế miễn cưỡng chống đỡ. Bên kia, Tổ Hàn Hương đã đứng cùng với Cổ Lục Đạo và các viện trưởng. Chu Hưng, Thân Thiện thì đang đánh với Đoạn Nguyên, Trình Lâm Phong, Đồ Trường Sinh cùng với một số người cấp bậc tông chủ và chấp sự. Đệ Ngũ Khôn đang nhìn chằm chằm vào mấy cô gái. Những người con gái của Trần Đức. Âu Dã Tư Linh, Hoa Linh Vi, Ấn An Sương, Diêu Mộng Vũ. Bốn người họ thật sự rất đẹp, muốn không chú ý đến họ cũng khó. Huống chỉ, bọn họ còn là người con gái của Trần Bát Hoang. Trước đó, Trần Bát Hoang một chiêu cướp đi trường đao trong tay hắn ta, đến nay Đệ Ngũ Khôn vẫn còn oán hận lắm. Bây giờ mọi thứ khác rồi, người con gái của anh, sao Đệ Ngũ Khôn có thể buông tha được? Sau khi liếm môi, Đệ Ngũ Khôn đi đến chỗ bọn Âu Dã Tư Linh, bốn người các cô, từ hôm nay trở đi hãy ngoan ngoãn làm người đàn bà của tôi, trở này nô lệ của tỏi, hầu hạ tôi. Nếu tôi sung sướng, thì tỏi có thể hứa giữ lại mạng cho các người. Keng! Đáp lại hắn ta, là một thanh kiếm. Là thanh kiếm lạnh như băng và đầy âm u. Kiếm của Âu Dã Tư Linh. Cỏ ta vốn là một cô gái lạnh lùng, đối mặt với kẻ thù, cỏ ta lười nói bất kỳ một lời nào, trực tiếp ra tay. Hoa Linh Vi, Ẩn An Sương, Diêu Mộng Vũ cũng ra tay, không hành động thì thôi, một khi đã đánh thì tất cả đều là sát chiêu. Muốn trở thành người đàn ỏng của họ hả? Đệ Ngũ Khôn có xứng không? Thú vị đấy, đáng tiếc, mấy người các cô vẫn chưa đủ trình đâu. Đệ Ngũ Khôn lắc đầu, trường đao trong tay đột nhiên lướt nhẹ về phía trước. Keng keng keng. Trong phút chốc, kiếm của Âu Dã Tư Linh đã bị chém đứt. Ngay sau đó, Hoa Linh Vi, Ẩn An Sương cũng bị thương. Cả Diêu Mộng Vũ cũng bị xé rách giải lụa trong tay, đứt lìa, sắc mặt trắng bệch. Đệ Ngũ Khôn thì sao? Hắn ta chẳng chịu chút tổn thương nào, bốn người Âu Dã Tư Linh còn trắng thế đụng tới cái góc áo của hắn ta nữa là. Bắc Hoang, hoàn toàn chìm vào chém giết, tiếng la giết rung trời, trong bán kính hàng trăm vạn dặm, mưa to tầm tã, sấm chớp vang dội. Dưới cùng của biểu mẫu, máu tươi hòa lẫn với mưa, không thể phân biệt rõ đâu là máu đâu là nước nữa rồi, mặt đất đã bị nhuộm một sắc đỏ. Chiến tranh của võ giả còn khủng bố hơn cuộc chiến của người bình thường vô số lần. Hàng trăm triệu người lên chiến trường, có thể ảnh hưởng đến bán kính mấy trăm ngàn thước, quy mô lớn, máu me, tàn nhẫn. Từng người ngã xuống, lại có những chiến sĩ nhiệt huyết lao lên. Màu trời của Bắc Hoang đã thay đổi. Thời tiết của thần ma táng cũng thay đổi. Trần Đức vẫn nắm đó, im lìm và tĩnh lặng, đã thức tỉnh. Khoảnh khắc hai mắt anh mở ra, trong cơ thể anh bùng lẻn vầng sáng màu vàng khủng bố, soi sáng cả huyệt mộ tối tăm, thứ ánh sáng rực rỡ óng ánh đó bao trùm mọi thứ, đẹp đẽ chói mắt. Trần Đức đột phá. Đột phá không nhiều lắm. Thánh nhân đỉnh phong. Nhưng, lực chiến của anh là thứ không phải một thánh nhân đỉnh phong có thể so sánh. Năng lượng trong người anh mênh mông như biển, hoàn toàn không thể đong đếm được. Chẳng mấy chốc, vầng sáng đã tan đi. Trần Đức chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lóe lên sự hưng phấn và rung động trước nay chưa từng có. Nhóc Trần, hình như lần này anh đã có thu hoạch rất lớn. Bên cạnh, Linh Lung vui vẻ nói. Đúng vậy, thu hoạch của lần này còn lớn hơn những lần trước rất nhiều. Tôi cảm thấy với thực lực của tôi bây giờ, có thể đánh chết một thánh tổ đỉnh phong. Thêm vào đó, cửu trọng cực ảnh cũng có đột phá. Cửu trọng cực ảnh hả, anh đã tu luyện nó đến mức cao nhất rồi cơ mà. Linh Lung hỏi. Đúng vậy, nhưng nó không phải là điểm cuối. Truyền thừa của Ma Hoàng không đơn giản chỉ là gia tăng sức mạnh. Tình huống này rất giống với cái lần anh có được truyền thừa âm dương kinh. Có thể nói là hoàn toàn giống nhau. Khoảnh khắc ngất xỉu đó, anh đã tiến vào một không gian hết sức kỳ quái. Trong không gian đó, anh không thể cảm nhận được thời gian trôi qua, không biết năm tháng là gì. Trong không gian đó, không chỉ tồn tại tâm đắc võ đạo của cả đời Ma Hoàng, mà còn có tài liệu về thân ma, võ kỹ, công pháp này kia.
không gian đó không phải là thứ không gian thời gian gì, mà là một thứ chỉ thuộc về tộc thần ma, một thiên phú tên là Tiểu Càn Khôn. Tiểu Càn Khôn tồn tại để truyền thừa, chỉ cần thần ma suy nghĩ là có thể tích trữ những thứ mình muốn lưu lại trong đó. Nó cũng không khác, đĩa cứng của địa cầu là mấy. Trước kia, Tiểu Càn Khôn mà Trần Đức thấy chỉ là truyền thừa của ma bình thường, so với Tiểu Càn Khôn của ma hoàng thì thật sự rất nhỏ bé, nội dung bên trong cũng khác nhau một trời một vực, không thể so sánh được. Trên cùng của biểu mẫu, dưới cùng của biểu mẫu. Trước kia, Tiểu Càn Khôn mà Trần Đức nhìn thấy hẳn là truyền thừa của một ma bình thường, so với Tiểu Càn Khôn của ma hoàng thì thật sự rất nhỏ bé. Nội dung bên trong cũng khác nhau một trời một vực, không thể so sánh được. Trên thực tế, cửu trọng cực ảnh chỉ là một võ kỹ đạo nhái, để tiện cho số ít ma bình thường tu luyện, ma phụ đã sáng tạo ra nó dựa trên võ kỹ gốc, cửu trọng cực ảnh vốn tên là tự tại thần ma công. Trần Đức nói, tự tại thần ma công. Linh Lung nói thế tức là anh đã có được nó rồi hả? Trần Đức gật đầu, tự tại thần ma công, trên đời này chỉ có mỗi mình ma hoàng biết. Thần đế mà ma hoàng nhắc tới cũng muốn có tự tại thần ma công nên mới đâm sau lưng ông ấy, tiếc là. Tên đó vẫn không có được, lại giúp tỏi lời to. So sánh cửu trọng cực ảnh với tự tại thần ma công, có thể nói nó chỉ là một đứa em nhỏ. Tự tại thần ma công là gì? Trên cơ bản, nó giống với cửu trọng cực ảnh, giúp gia tăng thực lực. Chẳng qua, nó không chỉ tăng lên gấp vài lần, mà là tăng hắn một cảnh giới. Một cảnh giới đấy. Trên thực tế, Trần Đức đã từng sử dụng tự tại thần ma công rồi, cái lúc anh đánh với huyết đồ, chìm vào điên cuồng, âm dương kinh nghịch chuyến, nhập ma ấy. Đó chính là trạng thái tự tại thần ma công, chẳng qua khi đó Trần Đức vẫn chưa tu luyện võ kỹ này nên mới nhập ma. Nói đơn giản hơn, tự tại thần ma công giống như một chiếc chìa khóa mở cửa, không có chìa khóa thì cũng mở được, nhưng phải đập rất mạnh, tạo thành tổn thương không thể cứu chữa được. Có nó, anh có thể thoải mái mở cửa, thoải mái đi ra đi vào. Đúng là số trời mà, có người cầu mãi không có, người thì thoải mái cầm trong tay. Linh Lung lại than thở, cũng như đỉnh Long Văn trước kia, cô ta suýt chút nữa mất mạng vẫn không thể có được nguyên khí hỗn độn bên trong. Kết quả, Trần Đức lại có được, hơn nữa còn lấy nó hết sức nhẹ nhàng. Buộc lòng phải thừa nhận, số mệnh Trần Bát Hoang rất tốt, tốt đến mức con người ta phải hâm mộ. Thoáng bình tĩnh lại, Linh Lung hỏi, nói thế tức là anh đã biết chấm đen kia là gì rồi hả? Trần Đức nói, đó là một điểm thiếu hụt. Là chút thiếu hụt của thể chất thần ma, tương đương với một loại bệnh, dù là người có thể chất thần ma hoàn chỉnh cũng có một phần vạn xác suất mắc phải căn bệnh này, lẽ ra nó không nên xuất hiện trên người tôi. Nhưng, có lẽ cơ thể tôi có hơi yếu ớt, cùng với huyết mạch ma mỏng manh cộng với âm dương kinh. Cách tu luyện của tôn cũng khác với người thường nên nó mới xuất hiện. Thần ma đặt tên cho loại thiếu hụt này là ma nguyên, có hai cách xử lý ma nguyên, một là phong ấn nó hoàn toàn, hai là tu luyện tự tại thần ma công. Cách thứ nhất, chỉ có thể chữa trị trong khoảng thời gian ngắn, cách sau thì lại biến sự thiếu hụt thành hiện tượng lâu dài, biến sự tha hóa thành kỳ tích. Tất nhiên, tự tại thần ma công cũng có hạn. Chế, lúc mới tu luyện, mỗi lần chỉ có thể duy trì được 10 phút. Dù thế nào thì cũng phải chúc mừng anh, nhóc Trần, bây giờ đảo mắt khắp phản tiêu giới này, không ai có thể trở thành đối thủ của anh. Linh Lung cực kỳ hâm mộ, cũng rất vui mừng. Cô ta cũng được tính là nửa sư phụ của Trần Đức, nhìn anh trưởng thành, cô ta còn vui hơn cả bản thân mình trưởng thành. Tất cả đều phải cảm ơn cô, Linh Lung, nếu cô bỏ tôi lại khi tôi nhập ma, thì tôi chẳng thể có được bất kỳ thứ gì nữa. Trần Đức nói, đáng tiếc. Tự tại thần ma công chẳng có tác dụng gì với người khác, không thể truyền lại cho cô được. Không cần phải truyền cho tôi. Trần Đức, anh nhớ này, võ kỹ biến thái thế này vốn phải là bí mật. Sau này anh không được nói với bất kỳ ai, kể cả tôi. Linh Lung biết rất rõ, một quyển võ kỹ biến thái như thế, dù biết nó vô dụng thì cũng sẽ dấy lên một hồi gió tanh mưa máu. Nhưng mà... Đột nhiên, Trần Đức cười nói, Linh Lung... Tôi còn một tin vui nữa, trong truyền thừa của Ma Hoàng, có hồi thiên, một bán hồi thiên hoàn chỉnh. Cái gì? Linh Lung ngấn người, không dám tin. Tại sao Trần Đức lại đế huyết đồ đến đây? Là vì hồi thiên. Nhưng, cùng với cái chết của huyết đồ, hồi thiên cũng bị hủy. Linh Lung cứ tưởng mình sẽ không thể có được cơ hội này.
Tất nhiên là thật rồi. Đầu ngón tay Trần Đức hiện lên hào quang thần thức. Vầng hào quang đó được rót vào thần thức của Linh Lung. Đó là một đoạn ký ức, chính là hồi thiên. Trần Bát Hoang, cảm ơn anh. Linh Lung vô cùng xúc động, trong khoảng thời gian ngắn, cô ta không biết phải nói cái gì. Cuối cùng, cô ta cũng có thể hồi phục lại cơ thể rồi. Linh Lung, tôi rất mong chờ cái ngày cô hồi phục. Trần Đức cười nói, nhưng mà, bây giờ tu luyện hồi thiên thì có hơi khó khăn, dù là cô thì chắc cũng phải mất một khoảng thời gian ngân. Đúng vậy. Linh Lung nói, võ kỹ như hồi thiên cũng được xem là võ kỹ nghịch thiên, không mất đâu đó nửa năm đến một năm là rất khó. Nói đến đó, Linh Lung đột nhiên chuyển chủ đề, đúng rồi, Trần Đức, với thực lực của anh bây giờ, có thể rời khỏi thần ma táng được không? Được chứ, thần ma táng vốn là huyệt mộ ma hoàng tạo ra, rời khỏi nơi này là chuyện rất dễ dàng. Trần Đức nói, bây giờ thần ma táng chẳng khác nào nhà. Anh muốn đến là đến, muốn đi là đi. Được, thế thì chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Linh Lung có chút vội vã. Khi đệ ngũ vệ đông đi đã nói với cậu anh là muốn ông ấy tận mắt nhìn từng người có liên quan tới anh chết đi, tôi lo ông ta sẽ trả thù. Thế ư? Sắc mặt Trần Đức trở nên khó coi, giọng nói lạnh lẽo, lão chó già đó, nếu ông ta dám ra tay thật thì Trần Đức này sẽ huyết tẩy tộc đệ ngũ. Sau đó, anh nhấc chân lên, chìm vào hư không, lập tức biến mất. Bắc Hoang, tính thời gian thì bây giờ phải là xế chiều rồi. Nhưng bầu trời vẫn u ám trước sau như một, mây đen phủ kín, bầu trời cũng như sụp xuống chỉ cách đỉnh đầu một chút, cực kỳ khủng bố. Đảo mắt nhìn lại, mặt đất chất đầy xác người, không có một cái xác nào là đầy đủ, là trọn vẹn, máu thịt và xương trắng chất chồng. Trong không khí, ngoài mùi máu tanh ra thì cũng chỉ còn mùi máu tanh. Lọt vào trong tầm mắt, tất cả đều là màu đỏ. Từng vầng hào quang, đại trận, vũ khí, bùa chú. Cuồn cuộn như mưa bay đầy rời, ánh sáng lóe lên, hóa thành tia sáng duy nhất trong màn đêm, ánh sáng giết người. Võ giá, lĩnh thú, tọa kỵ đều đang chém giết. Không phải người giết ta thì chính là ta giết người. Đẩy là chiến tranh, là cuộc chiến vô cùng khốc liệt, không thể lùi bước, chỉ cần lùi lại một bước thôi chính là vực sâu vạn trượng. Bấy giờ, không chỉ là Đông Hoa Môn nữa, mà cả Bắc Hoang đã loạn, chìm vào chiến tranh. Rất nhiều võ giả tranh thủ cháy nhà hôi của, tranh đoạt tài nguyên trong sự hỗn loạn. Cũng có một số thế lực, tông môn trông thấy sức mạnh của thánh nhân xong thì phản chiến, gia nhập vào phe địch. Thế cục của Hoàng Triều Vô Cương chẳng còn thấy chút ánh sáng nào. Có thể nói là chỉ còn một đường chết. Lấy ít thắng nhiều, thật sự rất rất khó. 800.000 người, đánh với hơn 100 triệu. Người. Kết quả có thể đoán được. Bấy giờ... Binh lính của Hoàng Triều Vô Cương đã chết và bị thương 2/3, chỉ còn khoảng 200.000 người. Mà Hoàng Triều Đại Chu và Vương Triều Hồn Nguyên Vân còn 800.000 người. Xác chết chất chồng, máu tươi và tiếng kêu giết vang vọng, từng người ngã xuống, máu tươi chảy dọc. Trong máu tanh, chỉ có chiếc thuyền chiến khổng lồ kia là sáng sủa nhất, nâng cốc nói cười, cạn chén này đến chén khác. Bên ngoài con thuyền, núi xác biển máu, máu chảy thành sông. Trong thuyền, ca hát nhảy múa, người đẹp như mây, hệt như hai thế giới hoàn toàn tách biệt. Đệ ngũ vệ đông, Long Hải Thăng, Tổ Trường Không, Tạ Bình, Chu Thiên Nguyên, Thân Đồ Nghĩa ngồi trước bàn tròn, tán gẫu vui vẻ, trên thuyền là hơn 100 người đẹp tuyệt sắc hầu hạ bọn họ. Mấy con kiến này chiến đấu lãng phí thời gian quá. Tạ Bình cạn một chén rượu, ánh mắt lóe lên vẻ nham hiếm hung ác. Vẫn nên để lão già này đích thân ra tay, trực tiếp giết chết Chu Long. Kết thúc trận chiến này, ý của các vị tê thế nào? Tôi không có ý kiến. Tố Trường Không nói, ông ta cũng chỉ là một người đến xem trận chiến này mà thôi, hoàn toàn không bỏ công bỏ sức gì. Dù có bảo tổ Hàn Hương lên đài điểm tướng giết người, nhưng trước đó cũng đã âm thầm ra hiệu cho cô ta cố gắng không giết chết ai. Chịu thôi. Tổ Trường Không chỉ lo lắng đúng một chuyện. Đó là Trần Bát Hoang vẫn chưa chết. Trần Bát Hoang quá kinh khủng. Đến tận lúc này, ông ta vẫn nhớ rõ mồn một trận chiến của anh với huyết đồ, như hiện lên ngay trước mắt. Nếu Trần Bát Hoang sống sót trở về, sẽ là cảnh tượng thế nào? Xác suất đó gần bằng không, nên Tổ Trường Không vẫn đến, ngồi cùng với Tạ Bình và đệ ngũ vệ đông. Không bỏ công bỏ sức vào, cũng chỉ muốn giữ lại một đường lui cho cái xác suất 1/1000000 đó thôi.
Ha ha, được, thời gian của tỏi quý báu lắm, không nên lãng phí vào mấy thứ rác rưởi này, chấm dứt cuộc chiến sớm cũng tốt. Đệ ngũ vệ đông gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Long Hải Thăng cũng không có ý kiến gì. Về phần Chu Thiên Nguyên, Thân Đồ Nghĩa, thì hai người họ cũng không đủ tư cách để phát biểu ý kiến. Có thế ngồi uống rượu cùng với những thánh nhân này, châm trà rót nước, nịnh bợ họ đã là vinh hạnh lắm rồi. Muốn phát biểu ý kiến nữa hả? Nằm mơ đi. Đừng thấy họ là đế vương một phương mà lầm, trước mắt bốn gia tộc lớn ở Tây Hải, họ chẳng khác gì người hầu kẻ hạ. Được, một. Nhận được sự đồng ý, Tạ Bình đứng dậy đi ra mũi thuyền chiến. Nhìn đài điểm tướng xa xa. Buộc lòng phải thừa nhận, tuy cảnh giới của Chu Long rất thấp, nhưng ông ta đã chuẩn bị rất chu đáo. Đám tổ Hàn Hương, Long Đằng, đệ ngũ khôn đích thân ra tay, thoạt đầu vẫn còn chiếm thế thượng phong nhưng bảy giờ đã bị đẩy ra khỏi đài điếm tướng. Nơi đó, trên đài điếm tướng, những trận văn lóe lên, hộ vệ đứng vây quanh, cá bán thánh cũng rất khó tiến vào trong. Tiền bối, sau lưng Tạ Bình, Chu Thiên Nguyên dè dặt, kính sợ nói, có cần tôi và Thân Đồ Nghĩa gọi tướng sĩ trong tay về trước không? Sức mạnh của thánh nhân thật sự quá khủng bố, e là quân sĩ của tôi không thể chịu nổi. Các cậu nhanh lên. Tạ Bình hờ hững nói. Chu Thiên Nguyên và Thân Đồ Nghĩa không dám chần chừ một chút nào, lập tức ra lệnh cho thu binh. Tu tu. Một âm thanh rõ to vang lên, mấy trăm ngàn người của Hoàng Triều Đại Chu, Vương Triều Hồn Nguyên vẫn còn đang hăng hái chiến đấu lập tức rút lui. Bọn họ vẫn còn muốn giết, nhưng quân lệnh như núi. Từng người như thủy triều rút xuống, có tổ chức, có kỷ luật lùi lại từng bước. Trên đài điếm tướng, Chu Long trông thấy cảnh tượng đó thì tâm trạng chớ nên nặng nề. Đối phương đang chiếm thế thượng phong, lại lui binh. Đó không phải là một hiện tượng tốt. Nhưng ông ta vẫn im lặng, binh lính của Hoàng Triều Vô Vương đã quá mệt mỏi và yếu ớt đến cùng cực, không thể đuổi theo, đánh nhau thêm nữa. Họ cần nghỉ ngơi. Gần như là cùng lúc, Long Đế ra lệnh lui binh. Dù họ muốn làm gì, thì Chu Long cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Người của Hoàng Triều Vô Cương nhanh chóng lùi về Đông Hoa Môn. Lùi về Trường Thành, về tòa thành lung lay sắp đổ ấy. Chiến trường có được sự yên tĩnh ngắn ngủi hiếm có, chỉ còn một đống xác chất thành núi, cùng với dòng máu cuồn cuộn chảy dưới mưa lớn. Trước đài điểm tướng, bọn tổ Hàn Hương. Long Đắng, đệ ngũ khôn chú ý đến động tĩnh đã quay trở lại thuyền. Đáng tiếc, không thể lấy được mấy con đàn bà của Trần Bát Hoang về tay. Đệ ngũ khôn vô cùng tiếc nuối, mấy cô gái đó có thể nói là xinh đẹp và thú vị hơn đám đàn bà trên thuyền kia nhiều. Chu Long, cậu có thể sống sót đến tận lúc này, buộc lòng phải thừa nhận cậu không tệ. Tạ Bình đứng ở mũi thuyền, giọng nói hung ác nham hiểm đó như âm thanh của ma quỷ vang vọng đến đài điếm tướng, nếu cho Bắc Hoang thêm vạn năm nữa, có lẽ sẽ biến thành vùng đất mạnh nhất. Vân Tiêu Giới. Tiếc là, cậu đã quen biết nhầm người rồi. Ánh mắt Tạ Bình lạnh như băng, mang theo vẻ khinh thường. Vừa nói xong, Tạ Bình đã ra tay. Một chưởng của ông ta nâng lên, toàn bộ mặt đất đều chấn động, trên trời cao xuất hiện lốc xoáy khổng lồ, điên cuồng rít gào. Ngay sau đó, rơi xuống. Chỉ trong một giây, uy áp khủng bố đã đánh xuống, gió thối mây phun. Bên ngoài đài điểm tướng, tất cả trận văn, võ kỹ, quyển trục, phù văn đều mất đi màu sắc, tối tăm không chút ánh sáng nào, hóa thành bột mịn. Ngay sau đó, toàn bộ tường thành, tòa thành Đông Hoa Môn đều đổ sập xuống, nhấc lên bụi mù ngàn dặm, ùn ùn bay lên. Trong màn mưa bụi, 200.000 binh lính vừa lui về đã chết thảm một nửa, không còn xác, tuyệt vọng hóa thành máu loãng trong tiếng kêu thảm thiết. Tổ chim đã rơi, làm gì có quả trứng nào lành. Lạn. 300.000 binh lính Hoàng Triều Vô Cương chết hơn nửa, xác rải khắp nơi, mấy trăm ngàn tướng sĩ khác cũng bị thương nặng. Vù vù. Trường thành đã sập, hoàn toàn sụp đổ, dưới. Một trường đỏ, bán kính ngàn dặm trực tiếp bị san bằng. Mấy nhân vật trung tâm như Cổ Lục Đạo, Lâm Chi Tâm, Trình Lâm Phong, Long Đế cũng bị thương, nhất là Chu Long, cả người đẫm máu, một thản long bào đỏ tươi chói mắt. Máu trên người ông ta không chảy ra từ bên trong. Mà thuộc về binh lính xung quanh. Ông ta cắn chặt răng, sắc mặt hết sức khó coi, yết hầu đảo lên lại lượn xuống, đây là lần đầu tiên ông ta được chứng kiến thực lực thật sự của thánh nhân.
khủng bố. Khủng bố đến mức khiến con người ta tuyệt vọng. Trong bán kính ngàn vạn dặm là một mảnh yên tĩnh, vô số võ giả trông thấy cảnh tượng đó thì ngây ra như phỗng, chẳng khác gì cọc gỗ không nhúc nhích. Đó, chính là sự khủng bố của thánh nhân ư. Rất lâu sau đó, cuối cùng cũng có người thốt. Lẻn với sự run rẩy. Tạ Bình, là người yếu nhất trong bốn gia tộc Tây Hải. Hoàng triều Võ Cương này tiêu rồi. Một chướng, giết trăm ngàn người. Giờ phút này, mọi người ở Vân Tiêu giới chứng kiến sự mạnh mẽ và khủng bố của thánh nhân, tinh thần của ai cũng run lên dữ dội, đó là một cú sốc khiến cả đời họ không thể nào quên. Một chương đánh xuống, đã tuyên bố một việc. Hoàng triều Vô Cương đã thua. Thảm hại. Long đế, lần này e là kiếp nạn không thể thoát được rồi. Bên cạnh Long đế, sắc mặt Cố Lục Đạo đầy hốt hoảng. Đối mặt với một thánh nhân thế này, cả viện trưởng của học viện Thánh Phong như ổng ta cũng không làm gì được. Trước khi trận chiến này bắt đầu, tôi đã đoán được rồi. Giọng Long đế hết sức bình thản, trong mắt cũng tràn đầy hung tàn, dữ tợn và tuyệt vọng. Ông ta không sợ chết. Chỉ là, ông ta không cam tâm. 800.000 binh lính, nay chỉ còn hơn 100.000. Tuy là, những người đỏ đều là tinh binh, là tử sĩ. Nhưng mạng của họ cũng là mạng. Họ vì Vô Cương mà chết, cũng vì Chu Long mà chết. Chu Long, đây là kết cục của kẻ cố chấp ngoan cố như cậu đấy. Giữa thuyền chiến trôi nổi giữa không trung, Tạ Bình chắp hai tay sau lưng, ra vẻ cao quý, đám kiến hôi các người mà cũng đòi đấu với thánh nhân ư. Đệ ngũ vệ đông, tổ trường không, Long Hải Thăng, Chu Thiên Nguyên và thân Đồ Nghĩa cũng đi tới, nhìn Chu Long với vẻ mỉa mai, nhìn từng dáng vẻ nhếch nhác sau lưng ông ta. Tạ gia chủ oai phong. Chu Thiên Nguyên nắm quyền, đầy kích động nói, ông ta cũng rung động, ngày càng kính sợ bốn gia tộc Tây Hải. Thân Đồ Nghĩa cũng vội vàng nói theo, Tạ gia chủ oai phong. Cùng lúc đó, như tiếp sức cho họ, binh lính và tướng sĩ của Hoàng triều Đại Chu và Vương triều Hỗn Nguyên bắt đầu lớn tiếng hét to, giọng vang như sấm, vang vọng bốn phương. Tạ gia chủ oai phong. Tạ gia chủ oai phong. Tạ Bình chắp hai tay sau lưng, hưởng thụ tiếng hò hét sùng bái của trăm ngàn người, ông ta cao cao tại thượng như một vị thần. Khoảng 10 phút sau, tiếng hò hét đó mới dần kết thúc. Chén cột buồm, Đệ Ngũ Hiên híp mắt, cả người giận run, hận không thể giết chết mấy lão già trên thuyền này. Đáng tiếc, ông ta cũng là tù nhân, cử động thôi đã là điều xa xỉ, chứ nói gì đến chuyện giết người. Đệ Ngũ Hiên, Đệ Ngũ Vân Yên, thế nào? Đệ Ngũ Vệ Đông đi tới, đảo mắt nhìn Đệ Ngũ Hiên, lại chuyển sang Đệ Ngũ Vân Yên, đắc ý nói, phản bội tộc Đệ Ngũ, bây giờ có cảm giác thế nào? Trên cùng của biểu mẫu. Dưới cùng của biểu mẫu. Đệ Ngũ Vệ Đông, ông sẽ không được chết tử tế. Đệ Ngũ Vân Yên cũng bị thương, Âu Giá Tư Linh và Ấn An Sương đang đỡ lấy bà. Đệ Ngũ Vệ Đông kích thích khiến bà phun ra một ngụm máu tươi, mặt lại tái nhợt đi vài phần. Được Lâm, tất cả nên kết thúc rồi, Đệ Ngũ Hiên, mày hãy trợn mắt lén nhìn cho rõ, xem coi tao tiễn đám người này xuống địa ngục thế nào. Đệ Ngũ Vệ Đông nhe răng cười, ông ta tiến lên từng bước, đích thản ra tay. Trong tay ông ta, ấn quyết được kết, đại đạo hiện lên, không gian quanh người ông ta không ngừng rung lên. Ông ta đang ngưng tụ sức mạnh. Khoảng vài giây sau, tất cả đều đã chuẩn bị xong. Ông ta giơ một trưởng lên, đẩy mạnh về phía trước. Cùng lúc đó, cá hư không bỗng chốc run lên, không gian hõm xuống, một ấn ký bàn tay xuất hiện, đất trời biến sắc, gió gào mây thét, không gian như đê vỡ ra, tầng tầng sụp đổ, năng lượng khủng bố như làn sóng dã thú thối quét về phía Đông Hoa Môn. Nơi nó lướt qua, thi thể trên đất đều hóa thành bột mịn, thành bùn máu, bị hư không cắn nuốt, biến mất. Vù vù, u u. Những âm thanh ồn ào vang lên. Trong phế tích Đông Hoa Môn, vô số binh lính chìm vào sợ hãi, nhìn năng lượng khủng bố đang thổi quét tới, họ chìm vào bóng tối của sự tử vong. Dù có muốn trốn, cũng không thể trốn được. Một trưởng của Đệ Ngũ Vệ Đông trực tiếp gom hết tất cả mọi người lại. Là thú vật, linh thú cũng không buông tha. Đuổi tận giết tuyệt, thật sự là đuổi tận giết tuyệt. Một trưởng đó, dù là họ sáu thời kỳ mạnh mẽ nhất cũng không thể đánh trả, chứ đừng nói đến lúc này. Cả đám đều là nỏ mạnh hết đà. Long đế, lần này liên lụy đến mọi người rồi. Tâm trạng Đệ Ngũ Vân Yên chìm xuống, một giọt nước mắt chảy dài,
con trai tôi có được người bạn như cậu, nếu nó ở dưới suối vàng biết được, chắc chắn sẽ rất vui. Sao lại nói là liên lụy? Trận chiến này, không có ai sợ chết, không có ai muốn rút lui cả. Trong mắt Chu Long lấp lánh xương, nhìn về hướng Tây Hải phía chân trời, điều đáng tiếc duy nhất là vẫn chưa thể mang thi thể của Bát Hoang huynh đệ về, không thể gặp mặt cậu ấy lần cuối, thực sự đáng tiếc. Nhìn lên không trung hướng cấm địa Tây Hải, đột nhiên, Chu Long lại mỉm cười, bởi vì trên bầu trời có một bóng hình lặng lẽ xuất hiện, người đó đế tóc ngắn, mặc áo choàng đen gào thét, ầm ầm dưới cuồng phong. Bóng hình đó, vô cùng giống Trần Bát Hoang. Bát Hoang huynh đệ, không ngờ, tỏi còn có thể gặp lại cậu trong ảo giác. Vào thời khắc sống chết, dù thế nào Chu Long cũng không ngờ lại xuất hiện ảo giác, ông ta hít sâu một hơi, nhắm đôi mắt, yên tĩnh chờ đợi cái chết. Nhưng một lúc lâu sau, năng lượng cuồng bạo trong tưởng tượng vẫn chưa giáng xuống, thậm chí, tiếng cuồng phong, tiếng sấm sét, chớp điện hỗn tạp bên tai đang nhỏ dần. Trên đống đổ nát đỏng Hoa Môn, hàng ngàn hàng vạn tướng sĩ cùng với Cổ Lục Đạo, Đệ Ngũ Vân Yên, Âu Giá Tư Linh, Trình Lâm Phong cũng cùng lúc cảm nhận được sự biến hóa này, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn về phía trước, sau đó, từng khuôn mặt đột nhiên cứng đờ tại chỗ. Đó là... Lại thấy, không biết một bóng đen đã đứng sừng sững ở đó từ lúc nào, hai tay chắp sau lưng, cứ đứng đó vỏ cùng bình tĩnh. Nhưng bóng hình đó lại hoàn toàn ngăn lại một chướng cuồng bạo, sôi sục của Đệ Ngũ Vệ Đông, bóng hình hơi gầy tựa như một bức tường ngăn chặn tất cả ở bên ngoài đống đố nát Đông Hoa Môn. Trên cùng của biểu mẫu. Dưới cùng của biểu mẫu. Lui. Sau đó, anh vung một tay lên. Cuồng phong bão táp, đáng sợ vỏ cùng, lúc này, như chuột nhìn thấy mèo, lúc này hiển tính, sụp đổ, hóa thành từng luồng quang vũ biến mất. Ngay cả bão táp cũng bỗng dừng lại ngay lúc này, lơ lửng trên không trung. Thời gian như ngừng lại, không gian như lắng đọng. Lúc này, tất cả mọi bất an, sợ hãi, năng lượng mang tính hủy diệt, toàn bộ tiêu tan như chưa từng có. Một trưởng của thánh nhân lại biến mất chỉ bởi một cái vung tay tùy tiện của bóng hình đó. Tất cả mọi người ngây ngấn, cứng đờ nhìn tất cả, cho đến bây giờ, bọn họ vẫn chưa thể nhận ra mình đã được cứu, chìm vào trạng thái ngây người hồi lâu. Cảm ơn tiền bối tương trợ. Không hề do dự, Long Đế, Cổ Lục Đạo, Trình Lâm Phong và mọi người lập tức hoàn hồn, vội vàng ôm quyền hành lễ. Cũng đúng lúc này, bóng hình đó quay người, ngăn bọn họ hành đại lễ, sau đó, đi xuống từ trên trời cao, trong tích tắc đã hạ xuống bên cạnh bọn họ, Long Đế, Sư Tôn, ông Trình, Trần Đức không nhận được đại lễ của mọi người, mau đứng lên đi. Bóng hình hạ xuống, khi mọi người hoàn toàn nhìn rõ người đó liền thôn người, hoàn toàn ngây ngẩn. Trần Đức, Trần Bát Hoang. Đúng là Trần Bát Hoang. Bọn họ không dám tin, Trần Bát Hoang vẫn còn sống. Từng người nhìn chằm chằm khuôn mặt Trần Đức, giống như nằm mơ, cực kỳ không chân thực. Bát Hoang. Đệ Ngũ Vân Yên lập tức hoàn hồn, giọng nghẹn ngào, ngây người nhìn anh, thực sự là con ư. Mẹ, là con. Trần Đức nhìn mẹ, ngưng trọng, gật đầu khẳng định, xin lỗi đã để mẹ lo lắng rồi. Sau đó, Trần Đức lại lướt nhìn từng khuôn mặt quen thuộc như Âu Giã Tư Linh, Ấn An Sương, Hoa Linh Vi, Diêu Mộng Vũ, Cổ Lục Đạo, Lâm Chi Tâm, Trình Lâm Phong, Cư Trường Sinh, Ân Nguyên, Chu Long, Ưng Chính Kỳ nhớ mong đã lâu, tràn đầy chấn hãi. Chậm rãi nói, bà xã, Sư Tôn, ông Trình, Long Đế, các vị huynh đệ, mọi người không nhìn nhầm, Trần Bát Hoang tôi. Đã về. Giọng của Trần Đức rất nặng nề. Nghe thật kỹ. Trong lời nói của anh ấn chứa nỗi tức giận, cơn giận được nén xuống. Anh luôn luôn đối xử với người thân, bạn bè, huynh đệ, phụ nữ của anh bằng vẻ ôn hòa, thản thiết. Nghe giọng nói thân thuộc đó, lập tức, Đệ Ngũ Vạn Yên liền rơi nước mắt, đi đến trước mặt Trần Đức, dưới sự dìu đỡ của các cô gái Âu Giã Tư Linh, cẩn thận đưa tay ra, sờ khuôn mặt của anh, dường như. Chỉ sợ Trần Đức trước mặt là giả, là ảo tưởng, tay của bà khẽ run rẩy. Nếu là người khác đưa tay ra thì đã chết từ lâu rồi, nhưng lúc này Trần Đức để yên mặc cho bàn tay lạnh đến thấu xương của Đệ Ngũ Vân Yên sờ lén khuôn mặt anh, da thịt tiếp xúc, cảm giác huyết mạch gắn liền khiến lòng anh khẽ run lèn. Cả đoạn đường, anh đã hoàn toàn hiểu được tình hình của Bắc Hoang. Trên cùng của biểu mẫu. Dưới cùng của biểu mẫu. Bán kính vạn dặm, xác chết chất thành núi, máu chảy như biển, anh cũng tận mắt nhìn thấy.
Từng cảnh tượng đó, nhìn mà kinh hãi, khiến người ta cả đời khó quên, cả đoạn đường, Trần Đức đã rơi rất nhiều nước mắt. Anh biết rõ những người đó chết đều vì anh. Đương nhiên, ngoại trừ Linh Lung thì không có người nào nhìn thấy nước mắt của anh. Mẹ, bây giờ đã chắc chắn là con chưa? Trần Đức nở nụ cười khổ, ôm chặt mẹ vào lòng, con trai đến muộn, khiến mẹ lo lắng, chịu ấm ức rồi. Cảm nhận sự ấm áp của con trai, cuối cùng đệ Ngũ Vân Yên đã tin người trước mắt là con trai của mình, chính là Trần Bát Hoang, giọng bà khẽ run, về là tốt, về là tốt. Hồi lâu, hai người mới buông ra, nhìn thấy mọi người Chu Long, Cố Lục Đạo bên cạnh, Trần Đức kìm lòng nói. Long đế, sư tôn, xin lỗi để mọi người đợi lâu. Rồi. Ha ha, Trần Bát Hoang, tôi biết cậu sẽ không dễ dàng chết như vậy mà. Long đế cười lớn hào sảng, nhìn thấy sự sống từ trong tuyệt vọng, kích động đến mức run mạnh, Bát Hoang thiên vương của tôi đâu thế chết trong cấm địa Tây Hải. Bát Hoang, cậu, lại mạnh hơn rồi. Cổ Lục Đạo nhìn Trần Đức, vui mừng, hài lòng nói, bây giờ con đã vượt xa ông già như ta rồi. Nhớ lại ngày xưa, khi ổng ta gặp Trần Đức mới chỉ vừa đạt đến thần vương, mới qua bao lâu chứ? Chưa đến một năm ngắn ngủi, đã hoàn toàn bỏ lại người làm sư tôn như ông ta ở xa phía sau. Cổ Lục Đạo vô cùng vui mừng, ban đầu thu nhận Trần Đức là đồ đệ, chẳng phải là đợi đến ngày này ư. Chỉ có điều, ngày này đến sớm hơn một chút so với trong tưởng tượng, không, không phải một chút, mà là rất nhiều rất nhiều. Ít nhất 10 năm. Storm, bất luận con có mạnh đến thế nào. Người mãi mãi là sư tôn của con. Trần Đức nhẹ nhàng nói. Bát Hoang huynh. Đoạn Nguyên tiến lên, phổ ngực của Trần Đức, đã lâu không gặp. Đúng thế, đã lâu không gặp. Từng người đi đến chào hỏi, Trần Đức chuyển ánh mắt lên khuôn mặt xinh đẹp của Âu Dã Tư Linh, cô đã đầm đìa nước mắt. Trần Đức đi đến trước mặt cô, đích thân lau nước mắt cho cô, cưng chiều nói, bà xã, em khóc trông không đẹp chút nào. Hừ, anh còn biết có bà xã như em. Ánh mắt Âu Dã Tư Linh đầy sương mờ, vẫn rất lạnh lùng. Trần Bát Hoang, trong mắt ánh chỉ có một mình Âu Dã Tư Linh thôi ư. Trần Đức đang định nói, Diêu Mộng Vũ ở một bên hừ nói, có phải mấy cô gái chúng em đều không lọt vào mắt anh không? Lập tức, Trần Đức nhìn thấy ba cô gái Hoa Linh Vi, Diêu Mộng Vũ, Ấn An Sương mặt đầy tức giận, Trần Đức thấy kỳ lạ, Hoa Linh Vi, Diêu Mộng Vũ ghen thì đã đành, Ấn An Sương ghen cái gì, hình như giữa họ không có gì mà. Trần Bát Hoang, tôi thừa nhận, tôi đã yêu anh. Dường như nhìn thấu suy nghĩ của Trần Đức, Ấn An Sương bình tĩnh, thanh nhã, nói chắc như đinh đóng cột, tôi muốn làm người phụ nữ của anh đồng ý không? Nếu không đồng ý, tỏi sẽ chết cho anh xem. Nói xong, khuôn mặt Ẩn An Sương đỏ ửng. Trần Đức ngẩn người, Ẩn An Sương này cũng thật bá đạo, đã nói đến mức này, anh có thể làm thế nào? Nói thế nào thì Ẩn An Sương cũng là môn chủ tiểu lõi môn, còn là cỏ gái có nhan sắc không kém gì Âu Dã Tư Linh. Muốn hết. Trần Đức nói xong, chuyển giọng nói, nhưng kẻ địch lớn trước mắt, vẫn nên giải quyết mấy lão già mà không chết đó trước thì hơn. Lời vừa được nói ra, xung quanh, cuối cùng chủ nhân của các tông môn, thế lực cũng hoàn hồn lại, ngẩn người nhìn bóng hình Trần Đức. Bọn họ đều là cường giả Bắc Hoang, trong đó, có vài người đã từng gặp Trần Đức ở thành Thông Thiên. 2-3 năm trước khi còn ở thành Thông Thiên, thiếu niên trước mắt còn chỉ là võ giả yếu đuối không thể yếu đuối hơn, hiện giờ đã có thực lực đối đầu với gia tộc lớn Tây Hải rồi ư. Mọi người cảm khái suýt xoa vô cùng. Tốt. Long đế cầm cự kiếm màu vàng lùi lại 3 bước. Hai tay dâng kiếm, thận trọng khom lưng, hành lễ, cất giọng trầm thấp, vang vọng. Hoàng Thiên Vương, xin báo thù cho các tướng sĩ. Cùng lúc đó, phập phập phập, phập phập phập. Ở phía xa, hàng ngàn hàng vạn binh sẽ đều quỳ xuống, khuôn mặt đầy vẻ thù hận với 4 gia tộc lớn Tây Hải, Hoàng Triều Đại Chu, Hoàng Triều Hỗn Nguyên, và hy vọng với Trần Bát Hoang. Hoàng Thiên Vương, xin báo thù cho các tướng sĩ. Hoàng Thiên Vương, xin báo thù cho các tướng sĩ. Hoàng Thiên Vương, xin báo thù cho các tướng sĩ. Tiếng hò kích động như bom nổ vang khắp bầu trời, truyền đến ngàn dặm, vạn dặm, vạn vạn dặm, rồi truyền đến bên tai Trần Đức, anh đang cố hết sức bình tĩnh, lúc này lại không nhịn được, lồng ngực phập phồng, hít thở nặng nề, đồng tử dần ướt đỏ. Hàng vạn tướng sĩ đồng thanh hô lớn, kèm theo chim hót không ngừng, vang khắp vùng trời, vang vọng trong hư không,
khiến cả vùng hư không đó dấy lên tầng gợn sóng. Đôi mắt Trần Đức hơi đỏ lén, lướt nhìn hàng ngàn hàng vạn binh sĩ còn lại, trong bọn họ, phần lớn số người đã bị thương nặng, lúc này, từng khuôn mặt dính máu tươi tràn đầy kiên nghị, đôi mắt lóe lên ánh sáng hy vọng. Bọn họ khố chiến đến nay, tuy chưa từng rút lui nửa bước, cũng không sợ cái chết, nhưng mỗi một chiến sĩ, trong lòng đều khát vọng chiến thắng. Từng đồng bào, chiến hữu ngã xuống trước mắt, lòng bọn họ đang nhỏ máu, thần hồn run rẩy, vô cùng khát vọng có người cứu bọn họ từ trong biển lửa, lúc này, Trần Đức xuất hiện. Sự xuất hiện của anh không khác gì đom đóm trong bóng tối, mang đến hy vọng, lúc này, hàng ngàn hàng vạn tướng sĩ, làm sao có thể không kích động. Hoàng Thiên Vương, xin báo thù cho các tướng sĩ. Từng tiếng hô chấn động bầu trời, như sét đánh ngang tai. Khoang Mất Long Đế đỏ bừng, là đế vương, lúc này ông ta cũng vô cùng kích động, nhìn cự kiếm trên tay, thanh kiếm này là của tổ tiên, tên là kiếm đế vương, tổ tiên đã từng dùng nó để xây dựng Bắc Hoang, tạo ra Hoàng Triều Vô Cương, Hoàng Thiên Vương, cậu có đồng ý dùng nó quét sạch tất cả kẻ địch không? Trần Đức suy nghĩ, cười nói, Long Đế, kiếm đế. Vương là thánh vật của tổ tiên Vô Cương, máu của chúng không xứng nhuốm lên thanh kiếm này. Đối phó với chúng, việc gì cần đến thanh kiếm này? Vừa dứt lời, Trần Đức hành động. Giơ một cánh tay lên, lật ngửa bàn tay. Trong tích tắc, trên trời mưa như chút nước, sấm chớp đan xen, vang lên ầm ầm, bầu trời u ám, trong phút chốc trở nên sáng rõ như ban ngày, rực rỡ chói mắt, vô cùng huy hoàng. Hào quang sáng rực chói mặt chiếu rọi bóng hình Trần Đức vô cùng rực rỡ, khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều nhìn thấy bóng hình áo choàng bay bay, mắt sắc như dao, như thiên thần, chiến thần. Đó là Trần Bát Hoang. Là hẳn, đúng là hắn, Trần Bát Hoang trấn áp bốn gia tộc lớn. Ở phía xa, một số võ giả nhìn rõ bóng hình Trần Đức, trong đó rất nhiều võ giả từng đến vùng mai táng thần ma, vừa nhìn, bọn họ đã nhận ra Trần Đức. Tất cả đều không thể tin nổi, vô cùng chấn hãi. Không chỉ bọn họ, bốn người Tạ Bình, Long Hải Thăng, Đệ Ngũ Vệ Đông, Tổ Trường Không cũng nhìn thấy rõ ràng. Cùng lúc đó, vẻ mặt của bốn người trở nên vô cùng đặc sắc, còn đặc sắc hơn ăn phải ruồi, nhìn thấy ma. Đầu tiên là kinh ngạc, nghi hoặc, không thể tưởng tượng nổi, sau đó lại bị thay thế bằng nỗi sợ hãi, hoảng loạn. Nhất thời bọn họ chân tay luống cuống, như nhìn thấy tử thần. Toát mồ hôi hột. Sao lại thế, sao hắn vẫn còn sống? Giọng Tạ Bình trầm thấp, run rẩy khác hoàn toàn với vẻ cao cao tại thượng trước đó. Vẻ mặt Đệ Ngũ Vệ Đông còn khó coi hơn người chết, dù thế nào ông ta cũng không ngờ Trần Bát Hoang vẫn còn sống. Không những còn sống, mà còn mạnh hơn so với trước đó. Thánh nhân đính phong. Chỉ cách Thánh Vương có một bước. Chu Thiên Nguyên, thân đồ nghĩa cũng thôn người. Anh Chí lật bàn tay, bầu trời biến sắc vì nó. Mạnh, mạnh đến mức nào, thực lực đẳng cấp nào, đúng là như thần. Bọn họ đâu từng nhìn thấy trạng thái này. Trong phút chốc đầu óc rơi vào hỗn độn. Ầm ầm ầm. Cũng đúng lúc này, Trần Đức lật bàn tay. Lật lòng bàn tay xuống. Trong tích tắc, như bàn tay chúa giáng xuống, trời sập. Cá một vùng trời sấm sét giáng xuống, núi lớn sập đổ, mặt đất lún xuống. Hư không đứt gãy, sập xuống từng tầng, cả vân tiêu giới đều chấn động ầm ầm rung chuyển. Giáng xuống binh sĩ Hà nước Đại Chu, Hỗn Nguyên. Ầm ầm. A. À, không. Cùng với tiếng nổ ầm ầm và tiếng kêu thảm thiết, lại thấy từng binh sĩ bị nghiền áp thành bột vụn, thành máu, chết tại chỗ, dòng hỗn loạn hư không lướt qua, nuốt chửng thi thể máu tươi. Sau gần 100 hơi thở, 8-90 triệu người chỉ còn lại mấy triệu người. Trong mấy chục triệu người, có 2/3 số người đã chết ngất hoàn toàn. Sợ đến ngất đi. Khi tất cả trở lại bình thường, cả không gian chìm vào tĩnh mịch. Im lặng như tờ. Không có chút tiếng động, cả không gian vô cùng đè nén. Lúc này, bất luận quan sát chiến trường qua mọi góc nhìn, những người xung quanh, hay là tộc trưởng bốn gia tộc, hay Hoàng đế Hoàng Triều hai nước Đại Chu, Hỗn Nguyên, hay là Hoàng Triều Vô Cương. Tất cả đều ngẩn người, cứng đờ, như bị điện giật, đứng tại chỗ, trong đôi mắt chỉ còn lại sự chấn hãi khủng khiếp. Đầu óc trống rỗng, bởi vì Trần Bát Hoang thực sự quá mạnh. Mạnh đến mức hoàn toàn vượt qua nhận thức của họ, vượt xa hiểu biết, cực hạn của họ về chiến. Lực, một trường tùy tiện,
cả vân tiêu giới đều chấn rung. Nếu anh đánh toàn lực, vậy há chẳng phải, cả thế giới đều bị hủy diệt, sập đổ sao? Chu Long, Cổ Lục Đạo, Đệ Ngũ Vân Yên, kể cả những người thân thuộc với Trần Đức cũng đều thôn người. Bọn họ biết Trần Đức rất mạnh, nhưng tuyệt đối không ngờ anh lại mạnh đến mức độ đó. Một trưởng, giết chết hơn 80 triệu kẻ địch một cách chuẩn xác. Việc này, đầu óc họ hỗn loạn, không thể dùng lời nào để hình dung cảnh này, giống như nằm mơ, như ảo giác. Trong sự yên tĩnh này, Trần Đức dẫm bước vào hư không, đi thẳng đến thuyền chiến của 4 gia tộc lớn. Anh bước đi không nhanh, thậm chí có thể nói là rất chậm, như đi dạo trong vườn, như phụ nữ dạo phố, tự nhiên, thoải mái. Nhưng lại cực kỳ nhanh, chưa đến một phút, đã đặt chân lên thuyền chiến, đứng vững vàng lên thuyền. Cả đoạn đường không có ai ngăn cản anh, càng không ai chặn anh lại. Tại sao? Bởi vì 4 người Đệ Ngũ Vệ Đông, Tạ Bình, Long Hải Thăng, Tố Trường không đang ngây người, hoàn toàn trong trạng thái chấn hãi, chưa hoàn hồn lại. Mấy tiểu bối như Long Đằng, Tổ Hàn Hương, Đệ Ngũ Khốn càng không cần nói, cơ thể họ cứng đờ, dường như máu toàn thân đông lại, ngay cả hít thở cũng là một loại xa xí. Sắc mặt hai người Chu Thiên Nguyên, Thân Đồ Nghĩa tái nhợt, đôi môi tím ngắt, ngất trên mặt đất như người chết. Hơn 80 triệu người, chỉ trong thời gian trăm hơi thở đều chết hết, biến mất, cho dù họ là đế vương, cũng không thể chịu nổi. Trên thuyền chiến, Trần Đức như đi vào chỗ không người, bay lên không dung, đến trước mặt Đệ Ngũ Hiên, con. Nhóc con giỏi lắm, cậu biết con sẽ không sao. Giọng Đệ Ngũ Hiên rất hư yếu, giống như ngươi già bệnh tất liên miên sắp chết. Con, đế cậu chịu khổ rồi. Trần Đức cứu Đệ Ngũ Hiên, lấy ra một viên đan dược nhét vào trong miệng ông ta. Đan dược lập tức tan trong miệng, thương tích của Đệ Ngũ Hiên nhanh chóng hồi phục 4-5 phần. Có thể đợi được con quay lại, cậu chịu chút khổ này cũng không sao, ha ha. Rất đáng. Đệ Ngũ Hiên rơi nước mắt, sự cường mạnh của cháu trai khiến ông ta cảm thấy vui mừng, tự hào. Cậu, là Đệ Ngũ Vệ Đông khiến cậu bị thương thế này, phải không? Đột nhiên, Trần Đức sầm mặt hỏi. Ừm. Đệ Ngũ Hiên gật đầu, không hề che giấu, một tháng nay, ông ta thực sự sống không bằng chết. Mỗi một ngày, mỗi một khắc, mỗi một giây đều sống trong giày vò và đau khổ. Tất cả đều nhờ Đệ Ngũ Vệ Đông ban cho. Được. Trần Đức lại hạ xuống thuyền, ánh mắt lướt qua 3 người Long Hải Thăng, Tổ Trường Không, Tạ Bình, dừng lại nhìn thẳng mặt Đệ Ngũ Vệ Đồng. Đột nhiên, Đệ Ngũ Vệ Đồng bỗng run lên, sắc mặt trở nên xám xịt như gan heo, cần khó coi bao nhiêu thì có bấy nhiêu, Trần Bát Hoang, cậu muốn làm gì? Trần Đức đến bên chiếc ghế trước bàn trên thuyền chiến, thản nhiên ngồi xuống, lấy ra một bình rượu từ trong nhẫn tu di nạp, uống một ngụm. Tôi cho các ông thời gian một canh giờ, tìm hết tất người có thể gọi được, còn át chủ bài có thể điều động được đến đây, tôi ở đây đợi các ông. Đệ Ngũ Vệ Đông hơi ngẩn người, sau đó, ông ta không hề do dự, lập tức rời đi. Bất luận Trần Đức nón thật hay đùa, ông ta cũng phải thử. Dù sao đối diện với Trần Bát Hoang, ổng ta chết chắc. Cho nên cầu sống trong cái chết, bất luận thật hay đùa, ông ta buộc phải đi. Trần Đức cũng không đuổi theo. Ha ha ha. Đi đến một khoảng cách tự cho rằng an toàn, Đệ Ngũ Vệ Đông cười, tức giận đến bật cười, giọng nham hiểm, âm lạnh. Trần Bát Hoang, hay cho một Trần Bát Hoang, cậu tưởng cậu vô địch thật hả? Ha ha, thả tôi đi là quyết định sai lầm nhất trong đời cậu. Tôi nhất định sẽ bắt cậu phải chết, cho cậu chết không có chỗ chôn. Vừa dứt lời, Đệ Ngũ Vệ Đông lấy ra một cuộn sớ, trong phút chốc biến mất tại chỗ, từ đầu đến cuối, Trần Đức không hề hành động gì, cứ yên lặng. Ngồi đó uống từng ngụm. Hai người Long Hải Thăng, Tạ Bình thấy vậy, quay sang nhìn nhau, ánh mắt độc ác, sau đó lần lượt bỏ đi. Trước khi rời đi, hằm hằm trừng mắt nhìn Trần Đức một cái, trong đôi mắt sát ý sôi sục, ngang ngược. Chuyện đã đến mức này, không phải mày chết thì tao sống, Trần Bát Hoang buộc phải chết. Đồng thời, đám người Đệ Ngũ Khôn, Long Đằng cũng đều nối đuôi nhau rời đi. 4 gia tộc lớn chỉ còn lại Tố Trường Không, Tố Hàn Hương, ông ta đứng tại chỗ, không đi, cũng không có ý muốn rời đi. Ông không đi sao? Trần Đức cất giọng bình tĩnh hỏi. Không đi. Tố Trường Không lắc đầu, ông ta đúng là không đi. Bởi vì ông ta muốn cược một trận. Đánh cược Trần Bát Hoang có thế thắng.
Dừng một chút, Tổ Trường không nói tiếp, cậu và tôi vốn không thù không oán, tôi cũng chưa từng muốn giết cậu, thậm chí còn muốn làm bạn với cậu, tại sao phải đi? Muốn làm bạn với tôi? Trần Đức hài hước nói, ngồi trên thuyền chiến của kẻ địch, đây là cách mà ông muốn làm bạn với tỏi. Cậu Trần, Tổ Trường không thở dài, là người đứng đầu bốn gia tộc lớn, có lúc tôi không có lựa chọn nào khác, tuy tỏi ở đây, nhưng không gây tổn hại gì cho người của Hoàng Triều Vô Cương. Ồ, vậy ư? Trần Đức nối hứng nhìn sang ông ta. Đúng thế. Tổ Trường không nói chắc như đinh đóng cột. Trần Đức nhìn Tổ Trường không, Tổ Trường không cũng nhìn Trần Đức, hai người nhìn nhau. Trong thời gian 3 đến 5 hơi thở, Trần Đức đột nhiên cười, anh nhìn ra Tổ Trường không nói dối, cường giả như ông ta, không cần thiết phải nói dối. Ngồi xuống cùng uống rượu không? Trần Đức hỏi. Thực không dám giấu, cậu Trần, tôi cũng muốn ngồi uống rượu thỏa thích với cậu, chỉ là... Trên khuôn mặt Tổ Trường không hiện lên vẻ lo lắng, chỉ là, lúc này e rằng không ổn. Tại sao? Trần Đức vẫn bình tĩnh như thường, không ngừng uống rượu, trong thời gian ngắn, đã uống mấy chục lần. Bởi vì lúc như này, cậu nẻn rời đi, đưa theo người thân, bạn bè, huynh đệ của cậu rời khỏi Vân Tiêu giới, đi càng xa càng tốt, chứ không phải ở đây uống rượu. Tổ Trường không nói, cậu biết lúc này ba người họ đi đâu không? Không biết. Trần Đức lắc đầu. Anh thực sự không biết, cũng không muốn biết, thả họ đi, chỉ có một nguyên nhân. Anh muốn rửa máu ba gia tộc, bao gồm cả chỗ dựa của họ, còn át chủ bài của họ, không sót một ai. Buộc phải dùng thi thể của họ để tế lễ cho các chiến sĩ Hoàng Triều Vô Cương. Báo thù cho các tướng sĩ đã hy sinh đó. Lúc này, chắc chắn họ đã đến Vân Tẽo Sơn, đi gặp Lang Thương, người canh giữ Vân Tiêu giới. Tổ Trường không nói, hôm đó, ở khu cấm Tây Hải, chính Lang Thương đã nhốt cậu, để cậu không thể ra ngoài. 3 tháng trước, Lang Thương đã là cường giả cấp thánh tổ, còn mạnh hơn huyết đồ, 1 tháng trước, ông ta lại đột phá, đụng phải ông ta, cậu Trần, cậu. E rằng thắng thua khó đoán. Hố gọi Lang Thương, cần 4 gia tộc hợp lực, hiện giờ, Tổ Trường không tham gia, vậy thì, bọn họ chỉ có thể đích thân đến Vân Tiêu Sơn mời. Ông ta, vừa đi vừa về, chỉ cần nửa canh giờ. Cho nên, cậu Trần, tôi cho rằng... Bây giờ cậu nên lập tức rời khỏi Vân Tiêu giới, đến thế giới Đại Thiên, hoặc là đến nơi nào khác, gần giống như Vân Tiêu giới, đợi sau khi đủ mạnh thì quay về. Sở dĩ Tổ Trường khỏng ở lại, không phải vì Trần Đức mạnh, mà vì tiềm lực to lớn của anh. Hơn 20 tuổi đã là thánh nhân đỉnh phong. Nhìn khắp Vân Tiêu giới, ai có thể đạt được? Không nói sau này có ai sánh bằng hay không, nhưng chắc chắn là trước nay chưa từng có. Chỉ cần cho anh thời gian. 100% có thể vượt xa Lang Thương, đứng đầu Vân Tiêu, trở thành kẻ mạnh nhất. Lang Thương ư? Cảm xúc của Trần Đức không hề dao động, ngược lại cười nhạt nói, ông cảm thấy tỏi khỏng phải là đố ô thủ của ông ta. Việc này, gạch chéo. Tổ Trường không thực sự cho rằng như vậy, nhưng ông ta không dám nói rõ. Trần Bát Hoang, cậu mau đi đi thì hơn. Lúc này, Tổ Hàn Hương vẫn luôn không lên tiếng khẽ động đôi môi đỏ, nói, Lang Thương. Là người mạnh nhất Vân Tiêu giới, không có người thứ hai, anh không phải là đối thủ của ông ta. Hàn Hương. Sắc mặt Tổ Trường không hơi thay đổi, ngăn Tổ Hàn Hương nói tiếp, lo sợ Trần Đức nổi giận. Không sao, ha ha. Trần Đức lắc đầu, vẫn uống rượu tự nhén, mùi rượu nồng nặc từ cơ thể anh tỏa ra, nhưng, đi thì không thể đi, Trần Bát Hoang tỏi đã quay về, thì chưa từng nghĩ phải đi, một Lang Thương, không đến thì thôi, nếu dám đến. Tỏi vẫn sẽ tiến ông ta xuống địa ngục gặp Diêm Vương. Tổ Trường không hơi cạn lời, Trần Bát Hoang cái gì cũng tốt, trọng tình nghĩa, trọng nghĩa khí, thiên phú cũng mạnh, chỉ là... Chỉ là sao đầu óc không linh hoạt chứ? Giết Lang Thương. Đùa gì vậy? Với thực lực của Lang Thương, hủy diệt cả Vân Tiêu giới cũng không phải thổi phồng. Giết ông ta. Trần Bát Hoang, tộc trưởng đã phản bội 3 gia tộc lớn vì anh đi rồi, ổng ấy sẽ bị Lang Thương trừng phạt. Ít nhất sẽ mất nửa cái mạng, anh lại không cảm kích. Còn tự cao tự đại. Tố Hàn Hương tức hừng hực nói, tộc trưởng, chúng ta dứt khoát đừng lo cho anh ta nữa, giống như trước đây nói với ông, anh ta chỉ là tên ngu xuẩn. Hàn Hương, không được vỗ lễ. Sắc mặt Tổ Trường không sầm xuống. Còn không cho người ta nói thật nữa sao? Tổ Hàn Hương hừ một tiếng,
Tuy Trần Đức rất mạnh, nhưng Tố Hàn Hương sinh ra đã thẳng thắn mau miệng, muốn nói gì thì nói cái đó, không sợ sống chết, không sợ Trần Đức. Tố Trường không thở dài, cũng nói, cậu Trần, Tố Trường không chân thành xin cậu rời khỏi đây, chuyện còn lại, tôi sẽ gánh vác giúp cậu mau đi đi. Ông gánh vác, ha ha. Tổ Trường Khổng vừa dứt lời, một giọng nói nham hiếm đột nhiên truyền ra từ hư không, Tố Trường không, chỉ sợ ông không gánh được. Tiếp ngay sau đó, hư không rách ra một khe nứt, trong khe nứt, một bóng hình mặc áo choàng dài màu xanh đi ra đầu tiên. Không phải ai khác, chính là đệ ngũ vệ đông bỏ lại lời độc ác rời đi trước đó. Sắc mặt đệ ngũ vệ đông rất lạnh lùng, rất âm hiếm, sát ý nổi lèn. Phía sau ông ta, Long Hải Thăng, Tạ Bình cũng đi ra, vẻ mặt lạnh nhạt, trong đôi mắt tràn đầy chế giễu, cao ngạo. Ba người quay lại, gần như cùng một lúc, trong hư không u tối lóe lên từng màn sáng liên tiếp. Sau đó, dưới màn sáng, trong hư không từng bóng hình đi ra. Người của ba gia tộc Tây Hải đều đến. Khí tức khủng bố tràn ngập, tỏa ra mênh mông, khiến người ta sợ hãi, khiến rất nhiều võ giả không tự chủ mà ớn lạnh. Những người này, kẻ yếu nhất cũng trên thần vương. Có võ giả sợ hãi nói. Bọn họ đều là tinh anh của ba gia tộc Tây Hải. Đúng thế, tôi đã từng gặp trong vùng mai táng. Thần ma trước đó. N. Cũng không nhiều người, ba gia tộc cộng lại chỉ có hơn 6.000 người. Nhưng 6.000 người này, không thể coi thường, tuy họ không bằng tộc trưởng gia tộc, nhưng đối với võ giả khác trong vân tiêu giới, họ chắc chắn là cường giả hàng đầu. 6.000 người tập trung, cả hư không đều méo mó, mơ hồ, trở nẻn trừu tượng, tình trạng đó thực sự đáng sợ. Ha ha, ba gia tộc lớn Tây Hải, lần này đã quyết tâm, điều động toàn bộ tinh anh trong tộc rồi phải không? Trần Đức ngồi vững trên đài câu cá, vẫn đang uống rượu. Đúng thế. Vẻ mặt Tố Trường không ngưng trọng, đối với Trần Bát Hoang, thậm chí đối với Tố Trường không ông ta mà nói, 6.000 người này cũng chẳng là gì. Muốn giết họ rất dễ dàng. Nhưng cũng chính vì vậy, Tổ Trường không mới ngưng trọng, mới càng thêm lo lắng. Gia tộc Tây Hải làm việc, luôn luôn thận trọng, tuyệt đối sẽ không huy động toàn bộ lực lượng cường giả trong tộc. Tổ Trường không cất giọng nặng nề, trừ phi, bọn họ nắm chắc phần thắng. Vậy sao? Trần Đức điềm nhiên, chuyến đi đến vùng mai táng thần ma, chẳng phải bọn họ cũng điều động tất cả cường giả đó sao? Đó là tình huống đặc biệt, là bị động, còn lần này là chủ động. Tổ Trường không giật khóe miệng, lần này và lần trước có thế giống nhau sao? Lần này rất rõ ràng, ba người đệ ngũ vệ đông quyết tâm phải thắng, cho người trong tộc đến là muốn đợi sau khi Trần Bát Hoang chết thì sẽ giết những người còn lại. Trần Bát Hoang, thật không ngờ cậu còn có thể sống quay về. Đúng lúc này, một giọng nói già nua vang lên. Hư không lặng lẽ giấy lên mấy tầng gợn sóng, một bóng hình mặc áo choàng xám xuất hiện. Lang Thương. Lang Thương, người canh giữ vân tiêu giới. Ông ta đế một tay sau lưng, một tay vuốt râu, từ trên cao cúi nhìn Trần Đức. Cùng nghênh người canh giữ. Ba người đệ ngũ vệ đông, Long Hải Thăng, Tạ Bình quỳ một chân xuống, đầu cúi thấp. Trong không trung. Đệ tử ba gia tộc Tây Hải cũng đều quỳ xuống, cùng nghênh người canh giữ. Ngay cả Tố Trường không cũng hơi cúi người hành lễ, tỏ ý kính trọng. Nhìn thấy cảnh tượng bốn gia tộc lớn như này, trong chiến trường, bên ngoài chiến trường, mấy chục triệu người ngảy ra như phỗng. Người canh giữ. Thống soái vân tiêu giới thực sự trong truyền thuyết. Đúng rồi, chắc chắn là người canh giữ. Trên cùng của biểu mẫu. Dưới cùng của biểu mẫu. Người có thể khiến bốn gia tộc cùng cúi đầu, ngoại trừ ổng ta thì còn có ai? Người mạnh nhất vân tiêu giới, cường giả cấp thánh tố, Lang Thương. Từng tiếng nói sợ hãi, kinh ngạc vang lên, gần như cùng lúc, từ xa, kể cả các cường giả tu võ đứng vây xem cũng khom lưng hành lễ. Trong bán kính vạn dặm, ngoại trừ người của Bắc Hoang, không còn ai đứng thẳng. Lang Thương, đó là người canh giữ đấy. Không có ai cuồng dại vọng tưởng được lọt vào mắt xanh của ông ta, chỉ cầu tuyệt đối đừng đắc tội ỷ với ông ta. Thấy cảnh này, mấy người Chu Long, Cố Lục Đạo, Đệ Ngũ Vân Yên, Đệ Ngũ Hiên, Âu Giã Tư Linh, người nào cũng đều lo lắng. Đối diện với Lang Thương, còn có hy vọng không? Bọn họ rất có lòng tin với Trần Đức, những lòng tin này được xây dựng trên tình huống chỉ có bốn gia tộc Tây Hải. Nhưng bây giờ Lang Thương đã đến.
Bốn gia tộc lớn và ông ta hoàn toàn không phải là người cùng đẳng cấp. Lần này Bát Hoang có hơi lổ mãng rồi. Vẻ mặt Chu Long đầy lo lắng, cậu ta không nên thả đệ ngũ vệ đông về tìm cứu binh. Sau trận ồn ào huyên náo, trong bán kính vạn dặm lại rơi vào yên tĩnh. Từng ánh mắt đều dồn về phía Trần Đức. Chí thấy lúc này Trần Đức nhìn chằm chằm Lang Thương, như bị dọa đến ngu người, đứng im bất động. Dưới cùng của biểu mẫu. Trần Bát Hoang, chẳng phải cậu muốn chúng tôi về tìm cứu binh sao, bây giờ cứu binh của chúng tỏi đến rồi, sao thế? Sợ rồi hả? Đệ ngũ vệ đông nhìn dáng vẻ của Trần Đức, vô cùng sảng khoái. Kha kha, Tạ Bình Âm hiểm cười nói, Trần Bát Hoang, chẳng phải mày rất ngông cuồng à? Nhìn thấy người canh giữ, không ngông nổi nữa hả? Nhìn thấy người canh giữ, hắn có tư cách gì mà ngông cuồng? Long Hải Thăng cất giọng u lạnh, chế giễu nói, người canh giữ không xuất hiện, tên nhóc này thực sự coi chúng ta là quả hồng mềm, muốn bóp thì bóp. Cậu Trần, mau đi cầu xin đi. Tổ trường không nén thấp giọng nói, cậu có thiên phú rất cao, chỉ cần cậu cầu xin, từ nay về sau, làm người của người canh giữ, có lẽ ông ta sẽ không giết cậu. Lúc này, ngay cả đệ ngũ hiên vẫn luôn trầm mặc không nói nửa cậu cũng nói, Bát Hoang, tổ trường không nói rất đúng, hiện giờ, chỉ có thể đi con đường này thôi. Trần Bát Hoang, mày cũng biết sợ hả? Ha ha, chẳng phải mày rất ngông cuồng sao? Ha ha ha, đồ kiến hôi, hôm nay mày chết chắc rồi. Ha ha, tên tạp chủng này, có lý do gì mà không chết? Đệ tử ba gia tộc Tây Hải cười lớn, chua chát, chế nhạo, tiếng như sấm rền, cười không kiêng nể, vô cùng ngông cuồng. Lang Thương đứng trên không trung, thản nhiên nói, Trần Bát Hoang, tôi đồng ý cho cậu một con đường sống, bây giờ quỳ xuống. Tạ lỗi với ba gia tộc lớn, dâng lên tất cả địa bàn, tài nguyên của cậu, làm nô lệ cho tôi, cậu có thể sống. Nói xong, Lang Thương nhìn chằm chằm Trần Đức, đợi Trần Đức trả lời. Ông ta tin rằng, nếu Trần Đức không phải kẻ ngốc, chắc chắn biết phải lựa chọn thế nào. Cho nên ông ta không vội. 5. Đột nhiên, khóe miệng của Trần Đức cong lẽn một góc, dựa vào ông mà cũng xứng. Lúc vừa nói ba chữ, dựa vào ông, bóng hình Trần Đức đã biến mất tại chỗ. Trong một phần ngàn giây, đã xuất hiện chẽn. Đỉnh đầu Lang Thương. Chỉ cách ổng ta nửa mét. Tốc độ như vậy thực sự quá nhanh, ở hiện trường, không có ai kể cả Lang Thương cũng không phản ứng lại được. Lúc hai chữ cũng xứng, vừa dứt, Trần Đức giơ chân đạp mạnh lên mặt Lang Thương. Ầm, từ không trung đến mặt đất. Đầu của Lang Thương trực tiếp lún xuống đất. Sau đó ầm ầm nổ tung. Chết! Người canh giữ, người mạnh nhất phân tiêu giới chết tại chỗ. Từ lúc Trần Đức lên tiếng đến khi Lang Thương chết. Chỉ chưa đến 10 giây. Cũng chí trong 10 giây, người canh giữ khiến tất cả mọi người cúi đầu, kính sợ, sợ hãi, vị thần trong lòng tất cả mọi người đã bị dẫm chết, thần. Hồn tiêu tan. Cả quá trình, Lang Thương hoàn toàn không phản công lại, bất luận thế nào ông ta cũng không ngờ. Ông ta ôm lòng quyết tâm chiến thắng, nghiền áp tất cả đến nơi này, lại chết nhanh như vậy, nhanh đến mức cũng không cảm thấy đau đớn. Cùng với đầu não, máu tươi nổ văng tung tóe. Cả bầu trời hoàn toàn tĩnh lặng. Trong sự yên tĩnh, Trần Đức giảm chân lên thi thể Lang Thương, đôi mắt lướt nhìn ba người đệ ngũ vệ đông, Long Hải Thăng, Tạ Bình, thổ dựa của các ổng, hình như. Chẳng ra sao cả. Giọng nói thản nhiên vang lên, mọi người hoàn toàn chưa hoàn hồn lại. Cuối cùng tỉnh ra, không thể tin nổi nhìn chằm chằm cơ thể dưới chân Trần Đức, rồi lại nhìn vị trí Lang Thương đứng trước đó theo bản năng. Sao.sao? Sao? Sao lại thế? Đệ ngũ vệ đông cất giọng run rẩy, nhìn chằm chằm xác chết không đầu giống như nằm mơ. Lang, Lang Thương, cứ vậy mà chết ư? Vãi! Ông ta chết thế nào vậy? Đến 7 giờ tộc trưởng ba gia tộc lớn vẫn thôn người, trên thực tế, không chỉ có ông ta. Tất cả mọi người trong chiến trường đều thôn ngây người. Kể cả là nằm mơ, hay là bị ảo giác, hay là nối lên ý nghĩ kỳ lạ, bọn họ cũng tuyệt đối không ngờ Lang Thương lại chết như vậy. Chết không hề có chút giá trị. Giết chết ông ta, cứ như đập chết một con ruồi. Không không không, còn rẻ hơn đập chết ruồi. Chết rồi, người canh giữ chết rồi. Vãi, mau, tát tôi một cái đi, chắc chắn là tôi đang nằm mơ. Ảo giác. Chắc chắn là ảo giác. Lúc này mấy chục triệu võ giả đều sôi sục, người nào cũng cho rằng mình nằm mơ, là ảo giác, bảo người khác đánh mình, véo mình thật mạnh,
thậm chí là cắn đầu lưỡi, muốn tỉnh lại từ trong ảo giác, giấc mơ. Ngay cả đệ ngũ vệ đông cũng tướng mình bị ảo giác, nhắm mắt lại, 2-3 giây sau lại mở mắt ra. Nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn không thay đổi. Lúc này, cơ thể ông ta ớn lạnh liên tiếp mấy cái, cơ thể loạn choạng, suýt ngã xuống từ không trung. Cùng lúc đó, Long Hải Thăng, Tạ Bình, và mấy chục triệu võ giả cũng hiếu ra, đây không phải mơ, mà là sự thật, xảy ra thực sự. Trần Bát Hoang đạp chết Lang Thương. Trong phút chốc, không có ai dám nói gì, vẻ mặt của tất cả mọi người đều cứng đờ. Ừng ực, từng tiếng nuốt nước miếng vang lên, tràn đầy chấn hãi, kinh hoàng, hoảng sợ, giống như nhìn thấy quỷ, nhìn chằm chằm Trần Đức, ngoại trừ tiếng tim đập nhanh, tiếng hít khí lạnh, tiếng nuốt nước miếng, thì không còn tiếng động nào khác. Cùng lúc đó, Trần Đức đến trước 6.000 võ giả hàng đầu, đệ tứ 3 gia tộc lớn Tây Hải, nhìn bọn họ với đôi mắt hứng hờ. Cười đi, chẳng phải các người rất thích cười à? Sao thế, không cười nữa hả? Giọng băng lạnh giống như từng cây kim đâm vào màng nhĩ mỗi một người, đảm thẳng vào tim bọn họ. Lúc này còn có ai dám chế nhạo? Còn có ai dám cười? Bọn họ hận không thể quỳ xuống, chỉ hận không thể ôm chân Trần Đức liếm gót. Đáng tiếc, bọn họ không làm được. Lúc này, hơn 6.000 cường giả, tất cả đều cứng đờ như bị đông cứng, hoàn toàn không thể nhúc nhích, cứ ngẩn người tại chỗ. Chẳng phải các người rất mạnh à? Chẳng phải là cường giả Vân Tiêu giới à? Chẳng phải muốn tôi quỳ sao? Trần Đức cất giọng thú vị, đồng thời tát một cái, một cường giả bán thánh đính phong có mặt hóa thành xương máu tại chỗ. Đệ ngũ vệ đông, ông tìm chỗ dựa, chẳng phải rất có tự tin sao? Sao thế, bây giờ không dám đến cứu người à? Trong lúc nói, Trần Đức lại bóp chết một người như bóp chết con kiến. Long Hải Thăng, Tạ Bình, chẳng phải các ổng muốn giết tôi sao? Vừa dứt lời lại có một người chết. Trần Đức nói ra mồi một câu thì có một người mất mạng, chết tại chỗ. Đệ ngũ vệ đông nhìn cảnh này, ánh mắt vỏ cùng phức tạp, trong đôi mặt tràn đầy hối hận vô tận. Trần Bát Hoang vốn là người của gia tộc đệ ngũ bọn họ. Ban đầu, ông ta cảm thấy Trần Bát Hoang rất ngạo mạn, bây giờ xem ra, người ngạo mạn không phải là Trần Bát Hoang, mà là ông ta. Nếu không ta bỏ thể diện, hạ mình, chắc chắn sẽ không đi đến bước ngày hôm nay. Sặc mặt hai người Long Hải Thăng, Tạ Bình. Xám xịt, cũng rất hối hận. Vốn dĩ, bọn họ không có ản oán gì với Trần Đức, nguyên nhân của tất cả chỉ là để lấy lòng Trình Lực. Kết quả thì sao? Ha ha, trộm gà không xong còn mất cả nòng. Gạo. Sau thời gian mười mấy hơi thở, 6.000 cường giả gia tộc Tây Hải đã có 56 người chết thảm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 34.